ta có nghe lầm hay không? Vẫn là nói, là một loại nào đó tiên tiến trị liệu pháp khí, tự mang phần mềm. Đúng rồi, chữa trị xương cốt về sau, ta thuận tiện cho hắn còn mài cái bì, đem X quang phiến lên xương cốt độ sáng điều chỉnh một chút, để hình ảnh ánh sáng nhìn qua hẳn là càng thêm nhu hòa, không thương tổn con mắt. Da đen Vũ Nhu Tử nói bổ sung. Vị kia bị đụng bay tu sĩ. Vị này tiên tử, ngươi là ma quỷ sao? Làm xinh đẹp, điệp tống bạch hóa hoàng, quái lệ lục đậu phượng, ngươi bây giờ rốt cục có điểm tâm ma dáng vẻ. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm lớn tiếng tán thán nói. Hôm nay da đen Vũ Nhu Tử là hắn tiếp xúc đến nay, nhất giống tâm ma một ngày. Bị đụng bay tu sĩ rốt cục không chịu nổi, chớp mắt, ngất đi. Tâm ma, đây là tâm ma của ta sao? Cái này ngất đi. Giới này tu sĩ trong lòng năng lực chịu đựng thật kém. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm bình luận, liền điểm ấy thống khổ cùng tâm lý tiếp nhận đả kích đều nhìn không được, so Tống Thư Hằng còn kém. Đang tại mở ra toa ăn đại môn bạch tiền bối có chút dừng lại, hắn hiện tại chính là Tống Thư Hằng thân phận, sở dĩ hắn muốn hay không thay bản thân nói mấy câu phản bác một chút. Lúc này, da đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở, Tống tiền bối năng lực chịu đựng không thể làm phổ thông tu sĩ tham khảo, dù sao một cái là chuyên nghiệp. Một cái là nghiệp sư, không phải một cấp bậc. Da đen Vũ Nhu Tử nói rất hay có đạo lý, muốn thay Tống Thư Hằng phản bác vài câu bạch tiền bối, cũng không có lời có thể nói. Sở các chủ ngốc mao. Lại nói, cái này đã hôn mê tu sĩ, thật sự không cứu giúp một chút không? Bạch tiền bối tiến vào tòa ăn, đem biệt tuyết tiên cơ vận chuyển tới được tiên hào từng kiện đẩy đi ra. 10 khoang xe lửa, mỗi tiết bên trong lại chỉ thả một dạng tiên hào. Lần sau đến vì biệt tuyết tiên cơ tái thiết kế một cái cỡ nhỏ toa ăn mới được. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Dứt lời, hắn lại tay lấy ra bàn ăn, đem tiên hào chỉnh tề bày đặt. Bất quá chỗ, tâm ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng hỏi, lại nói, tu sĩ này nên xử lý như thế nào? Muốn đem hắn tỉnh lại sao? Ta đến đem hắn tỉnh lại, chỉ muốn ta bóp cái pháp quyết, chiếc này toa ăn liền sẽ quay đầu trở về biệt tuyết tiên cơ tiên phủ. Các ngươi đem vị đạo hữu này phóng tới toa ăn trở về quỹ thích bên trên, toa ăn một đường triển trở về, hắn liền sẽ tỉnh. Bạch tiền bối đề nghị. Ý kiến hay, da đen Vũ Nhu Tử nói, ta đem hắn đem đến quỹ thích đi lên. Khụ, khụ, khục, vị kia tu sĩ kịch liệt ho khan, mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn từ hôn mê bên trong khôi phục lại. Lại không tỉnh lại, hắn liền thật sự phải chết. Nào có dùng đoàn tàu đem thương hoạn triển tỉnh thao tác. Đám người kia đều là tâm ma sao? Bạch tiền bối hai tay nhẹ nhàng vỗ. Ba. Sau một khắc, chiếc kia đoàn tàu hình toa ăn ầm ầm khởi động, từ nơi này vị thương hoạn bên người sượt qua người, trở về biệt tuyết tiên cơ tiên phủ. Thương hoạn tu sĩ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tâm lý tố chất quá kém. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm tận dụng mọi thứ, đả kích nói. Thân là hợp cách tâm ma, mục tiêu của nó chính là sụp đổ bình thường tu sĩ nội tâm. Để bọn hắn thân bên trong sinh ra tiểu tâm ma. Nói đi, ngươi là ai, tại sao phải theo dõi ta? Bạch tiền bối vững vàng ngồi ở bàn ăn chủ vị. Công đức xà mỹ nhân cho hắn buộc lên khăn ăn, cũng phụ trách đem tiên hào cơm hộp từng cái mở ra. Tạo hóa tiên tử phụ trách cho bạch tiền bối cho ăn. Da đen Vũ Nhu Tử phụ trách đưa trà. Bạch tiền bối liên thủ đều không cần động, tạo hóa tiên tử, công đức xà mỹ nhân. Da đen Vũ Nhu Tử cùng hắn ở giữa vô cùng ăn ý, lúc nào muốn ăn, lúc nào muốn uống, liền cái chỉ lệnh đều không cần. Ta cảm giác Thư Hằng tương lai, nhất định sẽ bị dưỡng thành phế nhân. Sở các chủ ngốc mau thở dài. Ba vị này tiên tử, vừa có khả năng tấn công, có thể ca thiện vũ, có thể đoạt lời kịch, có thể bày tư thế, hiện tại liền cho ăn cơm đưa trà đều một mình ôm lấy mọi việc. Cái kia Tống Thư Hằng tồn tại ý nghĩa là cái gì? Hoặc là nói. Tống Thư Hằng còn cần làm gì? Trên mặt đất, vị kia thương hoạn tu sĩ nuốt ngụm nước miếng. Không chịu nói sao, bạch tiền bối uy nghiêm địa phủ xem thương hoạn tu sĩ, mắt trái mô phỏng ra quang mang chói mắt. Chờ, đợi đã, ba Tống tiền bối nhãn hạ lưu tình, không không không, không nên lưu tình. Thương hoạn tu sĩ lộ ra cái bi thương biểu lộ, ta cũng không có không chịu nói, ta cũng không có cái gì không thể nói. Ta chỉ là cái tán tu bình thường. Có đôi khi kiêm chức một chút nhân viên tình báo, kiếm chút thu nhập thêm mà thôi. Có người muốn mua tình báo của ta, bạch tiền bối ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, hỏi, là ai? Người mua lai lịch ta cũng không rõ ràng, như loại này mua bán tình báo sinh ý, người mua đều sẽ cố ý che giấu tung tích,
có đôi khi sẽ còn thông qua môi giới đến truyền đạt nhiệm vụ. Ta muốn làm, chỉ là cung cấp bá tống tiền bối người tọa độ, liền có thể đạt được một bút không ít linh thạch. Thương hoạn tu sĩ đắng chát cười một tiếng, ta cũng là bị tham tiền tâm, mới làm ra theo dõi bá tống tiền bối ngươi sự. Hắn vừa dứt lời, sợ các chủ ngốc mau quyển cái vòng vòng, ngươi chưa hề nói thật. Tiên tử oan uổng, ta đã đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Thật sự, thương hoạn tu sĩ vội la lên. Dùng đọc tâm thuật đi, hoặc là trực tiếp rút ra ký ức. Tâm ma xích tiêu kiếm đề nghị. Lúc này, da đen vũ nhu tử lại nhấc tay nói, các tiền bối, ta có cái không tệ phương án, không nếu như để cho ta thử một chút. Bạch tiền bối nhìn nàng một chút, gật đầu nói, được, dù sao chúng ta thời gian cũng không gấp gáp. Da đen vũ nhu tử mỉm cười, hướng thương hoạn tu sĩ bước đi. Thương hoạn tu sĩ thấy được nàng hướng mình tiếp cận, tim đập cũng không khỏi gia tốc. Hắn muốn trốn tránh. Nhưng lúc này, bá tống huyền thánh trong cửa tay áo sợi tóc kia đối hắn một điểm, thân thể của hắn tựa như cùng thạch hóa, không thể động đậy. Da đen vũ nhu tử đi vào thương hoạn tu sĩ bên cạnh về sau, trước mở ra bạch tiền bối điện thoại di động sổ truyền tin, bấm một vị tiền bối điện thoại. Uy, tiền bối, hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Tìm ta có chuyện gì không? Trong điện thoại truyền ra một cái cởi mở tiếng cười. Tạo hóa tiền bối, là ta, tâm ma vũ nhu tử. Da đen vũ nhu tử tiếp tục nói, tiền bối, ngày gần nhất có hay không ca khúc mới, kinh bạo một điểm, cùng thất sát ca tương tự loại kia. Có a, đương nhiên là có a. Ta hôm trước vừa viết một bài ca khúc mới, tên là Tái Sát Cửu Trọng Thiên, hôm nay vừa hoàn thành phối âm. Tạo hóa pháp vương cười ha ha nói. Vậy tiền bối, ngươi có thể cho ta thử hát một lần sao? Da đen vũ nhu tử nhu thuận nói. Không có vấn đề, chờ một lát, ta đi lấy nhạc khí. Tạo hóa pháp vương không chút do dự đáp ứng vui vẻ, hắn thậm chí không để ý đến đối phương là tâm ma vũ nhu tử. Một lát sau, trong điện thoại di động truyền ra tiếng đàn khúc nhạc dạo. Da đen vũ nhu tử hai tay thật nhanh bắt đầu chuyển động, nàng trước lấy ra một cây đã sớm chuẩn bị xong dây tai nghe, cắm vào điện thoại. Bước kế tiếp, đem nút tai chứa vào đến bị định thân thương hoạn tu sĩ trong tai. Sau lưng, tâm ma xích tiêu kiếm trợn mắt hốc mồm. Hôm nay da đen vũ nhu tử, là ác ma. Liền bạch tiền bối đều đối hôm nay da đen vũ nhu tử nhìn với con mắt khác. Một mực coi là da đen vũ nhu tử là thanh đồng tâm ma, hiện tại xem ra. Nàng là ẩn tàng vương giả tâm ma. Mặt khác, tạo hóa pháp phương ca khúc mới tái sát cửu trọng thiên hiệu quả tuyệt tán. Mặc dù mọi người nghe không được tiếng ca cụ thể chi tiết, nhưng từ nơi này vị thương hoạn tu sĩ biểu lộ cũng có thể thấy được, cái này thủ ca khúc mới có bao nhiêu bành trướng sục sôi. Thương hoạn tu sĩ mặt tựa như sẽ biến sắc một dạng, đỏ, quả cam, vàng, lục, lam, điện, tím đổi lấy biến toàn bộ. Nhìn ra, tạo hóa đạo hữu ca khúc mới là cầu vồng sắc phong cách. Bạch tiền bối yên lặng gật đầu, chứng trạc đàng hoàng vì tạo hóa pháp phương ca khúc mới viễn trình lời bình. Lại qua một lát sau, thương hoạn tu sĩ trên hai mắt lật, miệng sùi bọt mép. Coi như bên trong trói buộc pháp thuật, thân thể của hắn vẫn như cũ bắt đầu run không ngừng, chấn động. Ngôn ngữ tay chân có được rất mạnh biểu hiện lực, xa so với lời cửa miệng ngôn càng có sức kéo. Hiện tại thương hoạn tu sĩ liền đem ngôn ngữ tay chân phát huy đến cực hạn, từ hắn các loại tiểu động tác có thể cảm giác được cái kia ngạt thở nghe ca nhạc thể nghiệm. Tâm ma xích tiêu kiếm nói bổ sung. Hiện tại vị kia tạo hóa pháp phương tiểu hữu bên người, không có tạo hóa tiên tử tiếng trời trung hòa, tiếng ca lực sát thương chỉ sẽ càng tàn bạo. Tạo hóa tiên tử gật đầu nói, Tống A ngốc. 2 phút đồng hồ đi qua. Da đen vũ nhu tử thủ đoạn, hiệu quả siêu quần bạt tùy. Vị này thương hoạn tu sĩ, cái gì đều chiêu. Muốn mua bá tống tiền bối tọa độ thế lực, là thú tu giới một cái cổ lão thế lực Quảng Đình Đường, bọn hắn chỉ muốn bá tống tiền bối tọa độ. Mà lại, bọn hắn tại nhiệm vụ bên trên trọng điểm đánh dấu, yêu cầu đừng quấy rầy đến bá tống tiền bối, không thể đối bá tống tiền bối động thủ, chỉ cầu tọa độ. Đây là một cái tương đối buông lỏng nhiệm vụ, ta cùng Quảng Đình Đường đánh qua mấy lần quan hệ, bọn hắn đưa tiền rất sảng khoái, từ trước tới giờ không ghi nợ. Ta vốn là muốn tại mặt trăng phiên chợ thời điểm, liền đem tọa độ cung cấp đi lên. Nhưng nhìn lấy bá tống tiền bối bối cảnh, bất chi bất giác, ta liền bám theo một đoạn lấy tiền bối đến đây. Ta có thể là thật sự bị tham tiền tâm khiếu, thương hoạn tu sĩ không ngừng cung khai. Nghe đến đó lúc, ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển rời đến bạch tiền bối trên người. Khục, tốt a, đây là lỗi của ta,
Bạch tiền bối ngẩng đầu vọng thiên. Dù cho hất lên có thể làm hài nhi đình chỉ khóc nỉ non bá tống huyền thánh skin, mị lực của hắn vẫn như cũ sẽ không bị che giấu. Chỉ muốn thời gian dài chú ý hắn, vẫn như cũ sẽ bị hấp dẫn. Quảng Đình Đường là cái gì thế lực? Tống Thư Hàng lúc nào đắc tội? Đối qua cái thế lực này, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói. Sở Các Chủ ngốc mau mỉm cười, bia đá đạo hữu hiện tại rất hoảng. Bia đá đạo hữu hiện tại thông qua nàng, tùy thời chú ý ngoại giới. Đừng hoảng hốt, không có chuyện gì, bia đá đạo hữu. Ta trước kia cũng giống như ngươi hoảng, nhưng đổi lấy liền sẽ quen thuộc, hiện tại ta một ngày không đổi đại lão liền toàn thân khó chịu. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lớn tiếng an ủi. Quảng Đình Đường, hẳn là Thiên Đình dư đảng đi. Da đen Vũ Nhu Tử suy đoán nói, chúng ta vừa phá hủy bọn hắn phục sinh thiên đế kế hoạch, lại từ Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận bên trong nghênh ngang rời đi. Đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm chúng ta, trả thù lại. Nhưng vì cái gì chỉ truy nã Tống Thư Hàng một người? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói. Có phải hay không là bởi vì lúc đương thời hai cái Thư Hàng nguyên nhân? Không đúng, tốt a, khả năng lại là ta nồi. Bạch tiền bối tiếp tục ngẩng đầu vọng thiên. Lúc đó ở đây có Vân Tước Tử, Cuồng Đao Tam Lãng cùng ngụy trang thành Tống Thư Hàng hắn, cùng Da Đen Vũ Nhu Tử, Công Đức Xả Mỹ Nhân vân vân thành viên. Nhưng cũng có thể là bản thân ngụy trang Tống Thư Hàng bắt mắt nhất, sở dĩ Thiên Đình chỉ truy nã bá Tống Huyền Thánh. Da Đen Vũ Nhu Tử tổng kết nói, nói tóm lại, chúng ta tại mặt trăng đã không an toàn. Nói không chừng hiện tại đã có người đem tin tức báo cáo cho Quảng Đình Đường, viễn cổ Thiên Đình thành viên vượt không gian đả kích, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Bạch tiền bối, chúng ta bước kế tiếp muốn làm sao ứng đối? Bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút sau nói, không cần lo lắng, có ta ở đây. Một khi tình huống không đúng, chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Đến từ tai nạn cự quy không gian xuyên toa năng lực, có tiến có thối, bạch tiền bối có nắm chắc chí ít có thể bảo chứng đại gia an toàn. Mà lại, tốt nhất có thể tìm một cơ hội, đem Thiên Đình truy nã bá Tống Huyền Thánh sự tình giải quyết. Bằng không mà nói, có cái này truy nã mang theo, Tống Thư Hàng đón lấy đến một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ ở vào phiền phức quấn thân trạng thái. Bạch tiền bối lại bổ sung. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nhẹ gật đầu, Thư Hàng trên người bây giờ không có phục sinh, hoàn toàn chính xác hẳn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sở dĩ, đổi sao? Sở Các Chủ ngốc mau nói, bất quá, ta hiện tại năng lượng khôi phục không nhiều, nếu như đối phương trường sinh giả xuất thủ, ta nhiều nhất giúp Bạch đạo hữu ngăn lại hai cái hiệp. Hai hiệp như vậy đủ rồi. Bạch tiền bối gật đầu nói, một hồi, chúng ta trước đem động phủ móc ra. Ta có cái rất tuyệt pháp thuật tân sáng ý, lúc đầu muốn dùng tới đối phó thú tu giới câu lên cá lớn trên người. Hiện tại, nói không chừng có thể tại nhóm này Quảng Đình Đường trên người đạo hữu thử trước một chút. Cần chúng ta giúp làm cái gì không? Da đen Vũ Nhu Tử hỏi. Bạch tiền bối gật đầu nói, ta cần đại lượng duy nhất một lần phi kiếm bảy trận. Một hồi đại gia thay ta nhiều tước một số làm bằng gỗ phi kiếm đi ra. Bao trên người chúng ta, Da đen Vũ Nhu Tử dứt lời, lại quay người đối mặt Thương Hoạn tu sĩ, người còn có cái gì muốn giao phó? Thương Hoạn tu sĩ nôn ra trong miệng bọt mép, bắt đầu ngược lại hạt đậu, đem bản thân trong đầu tình báo toàn phun ra. Không chỉ có là lần này theo dõi sự kiện, thậm chí đem tự mình biết tất cả tin tức, toàn bộ đổ ra. Tân Tấn Huyền Thánh Bát Tu Thánh Quân một chỗ quặng mỏ bên trong đào ra một kiện còn sót lại bí bảo, nghe nói cái này bí bảo cùng Mặc Gia vị kia thiên tài khôi lỗi trường sinh giả có quan hệ. Bí bảo xuất thế, dẫn nổ quặng mỏ cấm chế. Trong đó có vài vị thợ mỏ mang theo bí bảo đào thoát. Chạy trốn thợ mỏ bên trong có tán tu thiên nham tán nhân hình đại yêu Mặc Nhiễm, cùng vô cực ma tông Bảo Bình phong chủ cùng mặt khác bảy vị vô cực ma tông phong chủ. Bát Tu Thánh Quân tuyên bố tin tức. Muốn mấy vị này chạy trốn thợ mỏ tọa độ. Mặt trăng tây khu Lý Đạo Quân từ sâu trong vũ trụ trở về, mang về một kiện bảo vật, nghe nói món bảo vật này có thể kích thích tu sĩ bản mệnh pháp khí, làm bản mệnh pháp khí có tiểu tỷ lệ ngưng tụ ra yếu ớt ý thức. Hoặc là làm yếu ớt pháp khí ý thức tiến hóa, có tiểu tỷ lệ tiến hóa làm khí linh. Có người nguyện ý giao cách xù linh thạch, hy vọng có thể cho mượn Lý Đạo Quân bảo vật dùng một lát. Trước mắt Lý Đạo Quân hành tung bất định, không ai biết vị trí hắn. Lý Đạo Quân thực lực cường hãn, đề cử tận lực sống chung hòa bình, cùng có lợi phương án. Hiện thế, trên địa cầu thần bí đảo gần nhất lại có xuất thế dấu hiệu, có một nhóm không cam lòng đạo hữu cùng mấy vị muốn thu hồi ký ức tiền bối, đang tại giá cao trưng thu thần bí đảo hiện thân tọa độ.
Ma đạo Đại Tông Vô Cực Ma Tông gần nhất tại cử hành một trận ma đạo thịnh điển về sau chính là Vô Cực Ma Tông 200 năm đồng thời nhập ma tế. Có muốn đầu nhập Vô Cực Ma Tông tán tu, tại giá cao thu mua nhập ma bài, hy vọng có thể có cơ hội tiến vào Vô Cực Ma Tông tu luyện. Một cái tiếp một cái tin tức, từ Thương Hoạn tu sĩ trong miệng thốt ra. Không nghĩ tới cái ý chí này yếu kém ra hỏa, thật là một cái chuyên nghiệp tình báo con buôn. Cái này tiểu độc đáo biết đến tin tức thật đúng là không ít. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Da đen vũ nhu tử gật đầu nói, dù sao người ta là chuyên nghiệp. Nàng đem dây tai nghe từ Thương Hoạn tu sĩ trong tai lấy xuống, tạo hóa pháp phương tiếng ca đã đình chỉ, bởi vì tai nghe bị Thương Hoạn tu sĩ mang theo nguyên nhân, da đen vũ nhu tử cũng không biết Thích Ca Mâu Ni Ca đến cùng là lúc nào kết thúc. Dây tai nghe vừa hái xuống, Thương Hoạn tu sĩ trên mặt lộ ra giải thoát chi sắc, hắn mắt hai mí hạnh phúc lật một cái, rốt cục không chịu đựng nổi, chân chính ngất đi đi. Ta cảm giác đầu này dây tai nghe có thể cân nhắc cường hóa một chút, nói không chừng về sau ngày nào có thể phát huy được tác dụng. Tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở. Da đen vũ nhu tử. Mỗi lần khảo vấn đều muốn sử dụng tạo hóa đạo hữu, có thể hay không quá tàn nhẫn. Bạch tiền bối não bổ bên dưới hình ảnh, cảm giác tức mang cảm giác lại tàn nhẫn. Tâm ma xích tiêu kiếm phát ra một trận thanh thúy tiếng cười, giải thích nói, ta là vì thư hàng suy tính. Lần trước vị kia cửu u bạch nhắc nhở qua thư hàng, nói thích hợp cho hắn nhất phương thức chiến đấu chính là mãng đi lên, sau đó bức đối phương cùng hắn so đấu nội công. Cùng cảnh giới bên dưới liều nội công, thư hàng phi thường có ưu thế. Bạch tiền bối, da đen vũ nhu tử nghe vậy, liên tục gật đầu, sợ các chủ ngốc mau đánh cái câu. Cùng cảnh giới bên dưới, bức người khác so đấu nội công, tống thư hàng bát hạch nguyên anh còn hạch phì kình kim đan, tám đánh đối phương một cái, hoàn toàn chính xác phi thường chiếm ưu thế. Các ngươi ngẫm lại, nếu như đang bức người cùng mình so đấu nội công quá trình bên trong, tốt nhất tại khẩn quan đầu lúc, tống thư hàng đột nhiên tế ra cái này dây tai nghe, nhét vào địch nhân trong lỗ tai, phóng thích tạo hóa pháp phương tiếng ca, có thể hay không rất xứng. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Theo tâm ma xích tiêu kiếm miêu tả, một cái sinh động như sống hình ảnh hiện lên ở đám người trong đầu. Đây là một đoạn tự mang hình ảnh giảng giải. Tẩu hỏa nhập ma, bạch tiền bối nói. Linh lực bạo tẩu, sở các chủ nói bổ sung. Tống, ngốc 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 đần tạo hóa tiên tử nói. Tạo hóa tiên tử giảng phi thường có đạo lý. Da đen vũ nhu tử gật đầu nói. Bức người liều nội công tạo hóa pháp phương tiếng ca quán não tổ hợp, đây là muốn từ nhục thể cùng trên tinh thần cùng một chỗ phá hủy địch nhân. Chờ hôm nay cùng thiên đình dư đảng Quảng Đình Đường làm dịu bên dưới mâu thuẫn về sau, ta liền nghĩ biện pháp đem cái này đối tai tuyến luyện chế một chút. Bạch tiền bối bị tâm ma xích tiêu kiếm miêu tả khơi gợi lên hứng thú. Bạch tiền bối, ta đề nghị chúng ta luyện chế một đôi vô tuyến tai nghe hiệu quả sẽ càng tốt, càng có tính bí mật. Da đen vũ nhu tử nhắc nhở. Sở các chủ tán thành nói, cảm giác tốt nhất có thể tự mang khóa chặt địch nhân lỗ tai công năng, tế ra về phía sau có thể chủ động tìm kiếm địch nhân chân chính lỗ tai, chủ động chăm chú nhét vào. Cảm giác tốt nhất luyện chế hai đôi, có chút hiệu tộc đạo hữu hóa thành nhân hình về sau, ngoại trừ một đôi người tai bên ngoài còn kèm theo một đôi thú mà thôi. Bốn tiếng nói, gấp đôi thể nghiệm, gấp bội kích thích. Vô tuyến lỗ tai cường độ phi thường trọng yếu, nếu không nếu như địch quân tu sĩ linh lực chấn động, đưa chúng nó chấn vỡ liền không có ý tứ. Tâm ma xích tiêu kiếm lại nói. Bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút về sau, móc ra một bản bút ký, đem những thứ này đều ghi chép lại, thuận tiện còn cấu tư một cái pháp khí hình thức ban đầu. Loại vật này chế tạo cũng không khó, chúng ta còn có thể đem tạo hóa đạo hữu kỳ trước kinh điển ca khúc đều thu đến tai nghe pháp khí bên trong. Dù sao, tạo hóa đạo hữu cũng không phải mỗi ngày tại tuyến, không thể mỗi lần đều triệu tập tại đối diện ca hát. Đến lúc đó, thu ca khúc cũng có thể tạm thời trèo chống một chút, mặc dù không bằng trực tiếp có lực sát thương. Nhưng cũng đủ, bạch tiền bối nói. Mà lại thứ này chế tạo độ khó cũng không lớn, nếu như hiệu quả tốt, hắn chuẩn bị năm nay ăn Tết lúc, luyện chế cái chừng trăm bộ, cho Cửu Châu nhất hào quần tất cả thành viên đều phát hai đôi, đương năm mới lễ vật. Đến lúc đó Cửu Châu nhất hào quần thành viên đối địch lúc, tiên cơ, tung ra hai cái hoặc bốn cái vô tuyến tai nghe, khóa chặt địch quân lỗ tai. Chỉ muốn địch nhân không phải tạo hóa pháp phương mê ca nhạc, tiên cơ một bước liền có thể đặt vững thắng lợi. Ăn uống no đủ về sau, bạch tiền bối bắt đầu bố trí động phủ. Về phần vị kia Thương Hoạn tu sĩ, bị bạch tiền bối dùng duy nhất một lần phi kiếm 005 bản bắn ra đi, mục đích là thất tu thánh quân thất tu phủ.
Thất tu thánh quân nơi đó vừa chạy một nhóm đào quáng công nhân, vừa vặn có thể cho hắn bổ sung một cái. Đưa hàng tới cửa, phục vụ chu đáo. Mặt khác, Bạch Tiền bối tại duy nhất một lần phi kiếm bên trên phụ tờ giấy, để thất tu thánh quân an bài vị đạo hữu này đào 3 tháng mỏ. 3 tháng thời gian đối với tu sĩ tới nói, kỳ thật cũng chính là đảo mắt mà qua thời gian. Dù sao, vị này thương hoạn tu sĩ kinh lịch bị toa ăn đụng bay tạo hóa pháp phương tiếng ca tẩy lễ, trừng phạt đã đủ rồi. Chỉ là vì phòng ngừa đón lấy đến một đoạn thời gian, hắn lại chạy đến giày vò, sở dĩ Bạch Tiền bối trước tiễn hắn đến thất tu thánh quân cái kia đảo 3 tháng mỏ, xem như giam lại. Tiếp đó, trước muốn đào cái hố to, Bạch Tiền bối đi vào tuyển định động phủ khu vực, đưa tay trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Đại địa tựa như là tại hưởng ứng hắn hiệu triệu, tự động hạ xuống, chìm ra một cái làm Bạch Tiền bối hài lòng cái hố tới. Bạch Tiền bối bản thân cụ bị thổ thuộc tính, hắn dùng nhất trượt thổ thuộc tính pháp thuật là bình thổ chú. Chớ xem thường bình thổ chú, dĩ vãng Bạch Tiền bối nghiêm túc thi triển pháp thuật này, có thể trong nháy mắt đem thành thị dùng thổ lấp đầy. Lại thêm hiện tại Bạch Tiền bối tấn thăng đến bát phẩm, bình thổ chú lực sát thương chỉ sẽ cao hơn. À, cứ nhiên không cần đất bằng quảng phương thức sao. Tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên nói hắn trước đó nghe được Bạch đạo hữu nói muốn trước đào hố đi ra lúc, trong đầu ngay tại não bổ Bạch đạo hữu tìm một chỗ, hướng trên mặt đất một nằm sấp, nện cái hố đi ra. Bạch Tiền bối. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, nàng đột nhiên đưa tay lấy ra mấy mai công đức trái cây chính là Bạch Tiền bối công đức trên cây kết xuất cái kia công đức trái cây, tống thư hàng hạch tâm thế giới còn có một số hàng tồn tới. Sau đó, công đức xà mỹ nhân một thanh đem cái này mấy cái trái cây nuốt xuống. Xích tiêu kiếm đạo hữu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Ôi chao, tiên tử chớ náo. Tâm ma xích tiêu kiếm thét to, hắn thế nhưng là tâm ma a, cái này mấy cái công đức trái cây đến rơi xuống, đối với nó tạo thành thành tấn tổn thương. Bên cạnh, da đen vũ nhu tử nhanh chóng tiến vào nhu thuận hình thức, nàng ngồi ở Bạch Tiền bối bên người, bắt đầu ra sức tước kiếm gỗ, 10 kiếm một bó, chuyển giao cho Bạch Tiền bối. Bạch Tiền bối tiếp nhận làm bằng gỗ phi kiếm, ôn nhu sờ lên da đen vũ nhu tử đầu. Sau đó, Bạch Tiền bối bắt đầu đem những thứ này phi kiếm toàn bộ chế tác thành phá phòng tối bản kiểu dáng. Cũng đem những thứ này phi kiếm bố trí tại động phủ cái hố bên trong, tựa hồ là phải dùng bọn chúng đến đánh nền tảng. Bạch đạo hữu hẳn là muốn chế tác một cái có thể dịch chuyển không gian động phủ. Sở các chủ ngốc mao nghi ngờ nói. Hừm, chính là, Bạch Tiền bối gật đầu nói. Nhưng là, muốn chế tác có thể không gian di động động phủ, dùng phổ thông duy nhất một lần phi kiếm 005 bản làm nền tảng không được sao? Da đen vũ nhu tử hỏi. Nếu như là phổ thông không gian khiêu dược đương nhiên không có vấn đề. Bạch Tiền bối nói. Nói, hắn mở ra điện thoại, cho trăng sáng bao lâu có đạo hữu phát cái tin, cư sĩ, ta chuẩn bị cho ngươi gia tộc thêm một nhóm thành viên. Nhưng là, lần này mục tiêu của ta là để động phủ tiến hành một lần phi thường quy không gian vọt nhảy. Sở dĩ, nhất định phải là phá phòng tối bản loại mới được. Bạch Tiền bối đối da đen vũ nhu tử mỉm cười, giải thích nói. Da đen vũ nhu tử cùng sở các chủ ngốc mau nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Đối diện trăng sáng bao lâu có cư sĩ, gần nửa năm qua lần thứ nhất thu đến có người cho hắn phát tư tin, vui vẻ đến sắp khóc ra thành tiếng. Năm nay 6 tháng cuối năm thời điểm, hắn thuận lợi đột phá, cảnh giới nâng cao một bước. Sau đó, hắn phát hiện mình tồn tại cảm giác biến thấp hơn. Dĩ vãng tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong lưu một chút, các đạo hữu nhiều nhất không nhớ được đạo hiệu của hắn, tổng là còn có thể dựng vào hắn. Mà gần nhất nửa năm qua, hắn đã không sai biệt lắm thành quần bên trong tiểu trong suốt. Nếu như hắn tuyên bố trọng yếu tin tức, chỉ có thể khai thác soát bình phong nói chuyện phiếm phương án, nếu không liền sẽ bị quần bên trong đạo hữu không cẩn thận xem nhẹ đi qua. Nói thật, trăng sáng bao lâu có cư sĩ gần nhất đều nhanh muốn biệt xuất tâm ma tới. Nhưng hôm nay, đột nhiên quần bên trong có người cho hắn phát nói chuyện riêng, mà lại không phải tin nhắn quần phát loại kia nói chuyện riêng. Trăng sáng bao lâu có cư sĩ cực nhanh điểm mở tin tức. Là Bạch Tiền bối, quả nhiên Bạch Tiền bối là đặc thù nhất vị kia. Cư sĩ cảm khái nói. Sau đó hắn mắt liếc Bạch Tiền bối phát cho tin tức của hắn. Đợi đã, tin tức này là ý gì? Bạch Tiền bối chuẩn bị cho hắn gia tộc thêm một nhóm thành viên. Ta lúc nào có gia tộc, trăng sáng bao lâu có cư sĩ một mặt mộng bức. Chẳng lẽ Bạch Tiền bối là phát sai tin tức? Hắn có phải hay không là muốn phát cho quần bên trong một vị khác cư sĩ, tỉ như hiến công cư sĩ?
hoặc là quần bên trong mấy vị khác cư sĩ, kết quả không cẩn thận phát đến phía bên mình rồi. Nghĩ nghĩ về sau, cư sĩ cho Bạch Tiền Bối trở về cái tin, Bạch Tiền Bối, ngươi là phát sai tin tức sao? Không phát sai, mấy ngày nay thời gian bên trong, ta cho ngươi chế tạo một nhóm tri âm. Bạch Tiền Bối trở về cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Sau đó, Bạch Tiền Bối lại tại Cửu Châu Nhất Hào Quần phát cái tin. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. A Bạch, Hoàng Sơn Tôn Giả, Hoàng Sơn Đạo Hữu, trong tay ngươi có hay không quần bên trong các đạo hữu năm nay động phủ danh sách? Ta mấy ngày nay chuẩn bị một chút năm nay ăn Tết lễ vật, đến lúc đó cho quần bên trong các đạo hữu gửi tới. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong một số đạo hữu, có đôi khi đổi động phủ đổi tương đối chịu khó, đến thống kê một chút. Bắc Hà Tán Nhân hôm nay vẫn như cũ cũng là cái thứ nhất hiện thân hồi phục, Bạch Tiền Bối tử thú tu giới đã về rồi. Danh sách, cần ta hỗ trợ sao? A Bạch, hôm nay vừa trở về. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, trong tay của ta có một bộ phận đạo hữu, năm nay ở động phủ địa chỉ. Bất quá có mấy cái gia hỏa không có chỗ ở cố định. Toàn thể thành viên, tất cả không có chỗ ở cố định gia hỏa, đồng quái, còn có vừa xuất quan tiên khách, còn có Đông Phương Tĩnh Tuyết. Còn lại ta không từng cái điểm danh, bản thân đem có thể thu đến hàng địa chỉ phát cho Bạch Thánh. Mặt khác, Hoàng Sơn Tôn Giả chú ý tới Bạch Tiền Bối quần biệt danh lại đổi. Xảy ra chuyện gì, Bạch Tiền Bối không sẽ lại lên cấp A. Bắc Hà Tán Nhân, Hoàng Sơn Tiền Bối, trong tay của ta có một bộ phận danh sách. Đến lúc đó ra tay trước cho ngươi, bổ sung một chút. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, thiệt. Hiện tại Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong cũng chỉ có Bắc Hà Tán Nhân, có thể làm cho Hoàng Sơn Tiền Bối trong lòng đạt được một chút an ủi, điều kiện tiên quyết là tính hắc quẻ đừng hiện thân. Lệ Chi Tiên Tử, Vũ Nhu Tử báo cáo biểu lộ, báo cáo quần chủ cùng Bạch Tiền Bối, ta lại ở năm mới trước chạy về địa cầu. Trước mắt đang cùng sư tỷ muội thành đoàn đi làm cái nhiệm vụ. Hoàng Sơn Tôn Giả, thỏa. A Bạch, thỏa. Vân Trung Tiên Khách, a. Vậy ta không phải rất may mắn. Đuổi tại năm nay xuất quan. Vừa xuất quan liền có thể thu đến Bạch Tiền Bối năm mới lễ vật. Đông Phương Lục Tiên Tử, Bạch Tiền Bối muốn phát năm mới lễ vật. Năm nay muốn phát lễ vật gì? Tống Thư Hàng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu Bạch Hạc, chỉ cần là Bạch Tiền Bối tặng lễ vật, ta đều ưa thích. A Bạch, cụ thể lễ vật tạm thời trước giữ bí mật. Năm nay chơi tương đối vui vẻ, sở dĩ đến lúc đó năm mới lễ vật có thể sẽ không chỉ một dạng. Có thể sẽ cho đại gia chuẩn bị một cái bao. Năm nay thu hoạch tương đối nhiều, trời cũng so mấy lần trước xuất quan càng vui vẻ hơn, sở dĩ ngoại trừ chuẩn bị đầu nhập sản xuất vô tuyến tai nghe pháp khí bên ngoài, Bạch Tiền Bối còn chuẩn bị lại thêm một số lễ vật, đụng một cái năm mới gói quà lớn. Ta đột nhiên bắt đầu chờ mong năm nay năm mới sớm điểm tới phút cuối cùng. Diệt Phượng công tử hiện thân, trả lời. Nghĩ tới Bạch Tiền Bối muốn phát năm mới gói quà lớn, công tử trong lòng liền bắt đầu mong đợi. Nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng nội tâm vô cùng chờ mong, trong lòng nhưng dù sao có một tia ý lạnh, không cách nào rút đi. Là thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, bản thân muốn đổi cái ổ sao? Ân, bớt thời gian đến tìm Thư Hàng tiểu hữu muốn điểm linh thú ra lông, nghe nói Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đang tại khai triển nuôi dưỡng linh thú nghiệp vụ, đến lúc đó hắn có thể chiếu cố cho Thư Hàng tiểu hữu sinh ý. Đông Phương Tĩnh Tuyết, Vũ Nhu Tử gõ cửa biểu lộ lại nói, năm nay năm mới. Muốn hay không làm trận cỡ lớn liên hoan tiệc tối hoạt động. Đến lúc đó, ta cùng Đậu Đậu đi lên vì mọi người hiến hát một khúc nha. Hệ thống tin tức nhắc nhở, Đông Phương Tĩnh Tuyết đã bị quần chủ Hoàng Sơn Tôn Giả cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Ta là Hoàng Sơn Đại Nhân Trung Khuyển. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử, hoàn mỹ hướng đại gia thể hiện rồi cái gì gọi là tích cực nhận lầm, chết cũng không hối cải tinh thần. Đang lúc tất cả mọi người tại trao đổi thời điểm, một cái mới biệt danh thượng tuyến. Tống Tôn Giả, Bạch Tiền Bối muốn phát năm mới gói quà. Cái kia, ta hiện tại xin để cho ta đệ tử gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần còn tới kịp sao? Dược Sư, Diệt Phượng Công Tử, Lệ Chi Tiên Tử, Bắc Hà Tán Nhân. Sau đó phía dưới là Giao Bá Chân Quân, Hằng Hỏa Chân Quân, Bạch Hạc Chân Quân, Lạc Trần Chân Quân, Cổ Hồ Quan Chân Quân một loạt, đồng loạt im lặng tuyệt đối. Tống Tôn Giả. Rõ ràng là so bá Tống Huyền Thánh muốn thấp một cái cấp độ xưng hào, nhưng là Tống Tôn Giả ba chữ này cho người lực trùng kích, nhưng còn xa thắng bá Tống Huyền Thánh. A Bạch, Thư Hàng, người không phải đang bế quan à, tại sao lại xuất hiện ở Cửu Châu Nhất Hào Quần khung chat bên trong?
Bạch tiền bối đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đối Tống Thư Hàng tiến hành cưỡng chế bế quan biện pháp đoạn hắn mạng, tịch thu điện thoại, quan bế hắn hết thảy cùng liên lạc với bên ngoài thông đạo. À, ta biệt danh làm sao sửa rồi? Tống Tôn Giả vừa nghi ngờ lên tiếng nói. Ta đổi thích không? Tống Thư Hàng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ huyền nữ môn Vân Tước Tử thượng tuyến, trả lời. Vân Tước Tử tiên tử cũng là nhân viên quản lý. Đông Phương Lục tiên tử, Đâm Tâm, Vân Tước Tử tiền bối. A Bạch, ta đi cấp Thư Hàng đoạn cái mạng, phất tay biểu lộ. Tống Tôn Giả, đợi đã, Bạch tiền bối. Nghe ta giải thích, ta đang bế quan, ta không có lười biếng. Đừng đoạn ta lưới. Ta thượng tuyến là có chuyện trọng yếu. Ta cái kia tu chân nói chuyện phiếm công năng đang tại thăng cấp. Long Lạc nữ sĩ hỏi ta có hay không thăng cấp muốn cụ thể mô bản, sở dĩ ta mới lên tuyến một chút, cho Long Lạc nữ sĩ giới thiệu một chút phần mềm chat cơ bản thao tác. Tống Tôn Giả liều mạng giải thích nói. Tống Thư Hàng nói là lời nói thật. Tại Long Lạc nữ sĩ, Trình Lâm tiên tử các vị đại lão dưới sự giúp đỡ, hắn tu chân nói chuyện phiếm công năng biến thành tham ăn rắn, không ngừng thôn phệ thiên đế phục sinh tin tức bên trong số liệu. Hấp thu trong đó ưu điểm, bổ sung tự thân, để cho mình thăng cấp. Mà tại thôn phệ tới được số liệu tích lũy tới trình độ nhất định lúc, tu chân nói chuyện phiếm công năng, cần tại vốn có trên cơ sở tiến hành một lần chỉnh thể hệ thống điều chỉnh. Phụ trách viễn trình hiệp trợ Long Lạc nữ sĩ, liền để Tống Thư Hàng chọn lựa một cái ưa thích hệ thống mô bản, nàng tốt tại tu chân công năng điều chỉnh thời điểm, tận lực đưa nó điều chỉnh thành Tống Thư Hàng ưa thích, thói quen mô bản, dạng này cũng thuận tiện Tống Thư Hàng về sau quản lý cùng thao tác. Sở dĩ, Tống Thư Hàng mới có thể tại bế quan thời điểm, trong lúc cấp bách bớt thời gian lên mạng, mở ra Cửu Châu Nhất Hào Quần, thuận tiện đi lên phát câu nói. Kỳ thật hắn không phải tại Thủy Quần, hắn là tại thông qua Thủy Quần hành vi, đến vì Long Lạc nữ sĩ giới thiệu bản thân quen thuộc, áp dụng phần mềm chat mô bản. Tống Thư Hàng cũng không có mơ tưởng xa vời, hắn hướng Long Lạc nữ sĩ giới thiệu đều là phần mềm chat một số cơ sở công năng, tỉ như một mình nói chuyện phiếm, quần tổ nói chuyện phiếm, khung chat đỡ. Giọng nói đưa vào vân vân kiến thức cơ bản có thể. Những chức năng khác, có thể các loại tương lai tu chân nói chuyện phiếm công năng lần nữa hoàn thiện về sau, sẽ ở chủ khung xương bên trên tiến hành tăng thêm là đủ. Mà tại hướng Long Lạc nữ sĩ giới thiệu Cửu Châu Nhất Hào Quần thời điểm. Hắn lại đúng lúc thấy được Bạch tiền bối muốn phát năm mới gói quà lớn, thế là nhịn không được phát một đầu tin tức. Thư Hàng ngươi nói tu chân thiên phú, chính là cái kia kim đan mã QA nói chuyện phiếm công năng sao? Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Tống Tôn Giả, đúng, chính là cái năng lực kia. Bạch tiền bối chuẩn bị cho nó mấy cái danh tự, sau đó ta từ đó lựa chọn tu chân làm cho này cái thiên phú danh xưng, cảm giác bên trên cái tên này khít khao nhất. Hiện tại cái này tu chân nói chuyện phiếm năng lực thiên phú, đã dần dần hoàn thiện. Sở dĩ người đây là muốn trở thành mới quần chủ. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn tiền bối, Thư Hàng muốn mưu triều soán vị. Cuồng Đao Tam Lãng hiện thân nói. Hoàng Sơn Tôn Giả nhìn lấy chính mình màn ảnh máy vi tính, cũng không có đáp lại Cuồng Đao Tam Lãng. Hoàng Sơn Tôn Giả lúc này, đang tại vui vẻ. Hắn cảm giác mình hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm có thể về hưu. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bàn mấy cái bình nhỏ là thời điểm cùng bọn chúng nói tạm biệt, xa nhau thời điểm đã tới. Tam Lãng tiền bối ngươi cũng không nên nói mỏ a. Trên thực tế, tại ta cái này tu chân nói chuyện phiếm thiên phú bên trong, ta gánh chịu cũng không phải là quần chủ chức trách. Ta chỉ là một cái server, một cái vật dẫn, một cái chủ thân thể. Tống Thư Hàng phản bác. Nhìn đến đây về sau, ta là thiên giác nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc đột nhiên trả lời, một cái chủ thân thể. Tựa như là chim chóc thân thể giống nhau sao? Bạch Hạc chân quân bản thể là một đầu Bạch Hạc, sở dĩ nhắc lên thân thể hắn vô ý thức nhớ tới chim chóc thân thể cũng rất bình thường. Bạch Hạc tiền bối cho rằng như vậy cũng không thành vấn đề, dù sao là ý tứ này. Tống Thư Hàng trả lời. Sở dĩ, chúng ta đều là Tống tiền bối cánh sao. Linh Điệp đảo áp lực đại, Vũ Nhu Tử đột nhiên thượng tuyến nói. Tống Tôn Giả, cái gì? Mộng Bức biểu lộ. Ta không phải, Vũ Nhu Tử lắc đầu động thái biểu lộ, ta là Bạch tiền bối cánh. Bạch Hạc chân quân nhanh chóng trả lời. Bắc Hà Tán Nhân, Bạch Hạc ví von quá tệ. Tuyết Lang động chủ. Lại nói, ta vừa mới tiến hóa ra một đôi cánh. Đột nhiên, ta lại không muốn bọn chúng. Linh Điệp đảo áp lực đại, Vũ Nhu Tử Tống tiền bối, ngươi lần bế quan này, bế bao lâu thời gian? Ta bây giờ còn đang bế A, Tống Thư Hàng trả lời. A Bạch, Tống Tôn Giả, bắt đầu từ hôm qua,
ta liền bắt đầu bế quan, một mực bế đến bây giờ. Mặc dù cùng đại gia đang tán gẫu, nhưng ta nhất tâm nhị dụng, còn tại khống chế tham ăn rắn tại thôn phệ tin tức. Bế quan trạng thái không có gãy mất. Bế quan lúc đưa điện thoại di động ở lại bên ngoài, là hiện tại bế quan cơ bản thao tác. Bắc Hà tán nhân bình tĩnh nói. A Bạch, không sai biệt lắm. Sau một khắc, quần viên liệt biểu bên trong, Tống Thư Hàng ảnh chân dung u ám xuống dưới. Bạch tiền bối đem hắn mạng lưới tín hiệu cho chặt đứt. Trong thạch quan, Tống Thư Hàng nắm lấy mất đi tín hiệu điện thoại, cả người đều sa vào đến cá ướp muối tuyệt vọng bên trong. Vừa rồi hắn khống chế không nổi bản thân bởi vì có đoạn thời gian không có ở Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong nói chuyện phiếm, khó tránh khỏi tham lam một chút, không cẩn thận tại quần bên trong nhiều nước một hồi, kết quả là bị Bạch tiền bối nhìn ra sơ hở, đem hắn mạng cho đứt mất. Tin tức thu thập hoàn thành, ta sẽ theo bá tống nhân viên quản lý nhu cầu, tận lực điều chỉnh tu chân nói chuyện phiếm hệ thống. Long Lạc nữ sĩ tiếng nhắc nhở, vang lên đã có một hồi. Bế quan, Tống Thư Hàng đưa điện thoại di động thu hồi. Đồng thời, trong lòng của hắn có một cái mục tiêu hoàn toàn mới tương lai, hắn muốn đem bản thân tu chân nói chuyện phiếm công năng, tiếp vào đến mạng lưới bên trong. Tốt nhất có thể đem tu chân không có khe hở kết nối đến bây giờ trên thị trường, lưu thông mấy khoản phần mềm chat bên trong đi. Đến lúc đó, liền xem như tại thủy quần nói chuyện phiếm, đều là chân chính bế quan tu luyện, mà lại liền Bạch tiền bối cũng không thể bóp hắn võng tuyến. Trước mắt cảnh giới của hắn cùng kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều còn không đủ. Nhưng hắn còn trẻ, còn có cơ hội. Nhân sinh nếu không có mục tiêu, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Cửu Châu Nhất Hào quần. Linh Điệp đảo áp lực đại, Vũ Nhu tử Tống tiền bối lên đường bình an. Phất tay biểu lộ. Lại nói, Vũ Nhu tử hôm nay không đổi mới đạo hiệu. Linh Điệp tiền bối hôm nay nghỉ sao? Cuồng Đao Tam Lãng dò hỏi. Hắn vừa hỏi xong, hảo hữu liệt biểu bên trong Linh Điệp Thánh Quân liền cho hắn gảy cái nói chuyện riêng cửa sổ, cũng cho hắn gửi đi một cái mây hình nấm hình ảnh. Tạ ơn Tam Lãng tiền bối nhắc nhở, chủ yếu là ta hôm nay vừa kết thúc tu luyện, mới từ ngồi xuống trong trạng thái khôi phục. Ta cái này đi tìm cha muốn hôm nay mới đạo hiệu. Vũ Nhu tử vui vẻ nói. Sau một khắc, Linh Điệp Thánh Quân lại cho Cuồng Đao Tam Lãng soát bình phong phát một chuỗi các loại táo bạo hình ảnh. Cuồng Đao Tam Lãng. Linh Điệp tiền bối nhìn qua rất táo bạo, không ổn a. Sở dĩ, không bằng ta nhượng hắn càng táo bạo một số. Thế là, Cuồng Đao Tam Lãng đem Linh Điệp Thánh Quân nói chuyện riêng hắn nói chuyện phiếm ghi chép, đoạn bình phong xuống tới. Phát cho Vũ Nhu tử. Tại phát thời điểm, hắn còn cần đánh dấu công năng, đem Linh Điệp Thánh Quân phát hắn tin tức thời gian dùng đỏ bút cho vòng đi ra. Chỉ muốn Vũ Nhu tử cô nương đi xem hạ quần bên trong nói chuyện phiếm ghi chép thời gian. Lại so sánh một chút Linh Điệp Thánh Quân nói chuyện riêng Cuồng Đao Tam Lãng thời gian, liền có thể minh bạch ý tứ trong đó. Hết thảy đều không nói bên trong. Nói chuyện riêng Vũ Nhu tử về sau, Tam Lãng còn không có tận hứng. Hắn lại đem bản thân nói chuyện riêng Vũ Nhu tử nói chuyện phiếm ghi chép, phát cho Linh Điệp tiền bối. Linh Điệp tiền bối, không cần cảm ơn ta chỉ là thiên nhiên công nhân bốc vác. Tam Lãng nhắn lại nói. A thoải mái. Trong vũ trụ Tam Lãng đưa điện thoại di động thu hồi. Tiếp đó, hắn lại đột nhiên bắt đầu run rẩy. Thế nào, Vân Tước Tử nghi hoặc truyền âm hỏi. Cuồng Đao Tam Lãng truyền âm trả lời vừa rồi. Đột nhiên khống chế không nổi bản thân, liên tục làm cái tam liên hoàn đại tử. Cảm giác đã đem Linh Điệp tiền bối làm mất lòng. Nếu không, Vân Tước Tử tiền bối chúng ta trước đừng trở lại địa cầu, trước tiên ở vũ trụ trượt một vòng. Huyền nữ môn Vân Tước Tử mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng hất lên bản thân tóc dài màu lam, sau đó đem bản thân đầu ngón tay đưa về phía Tam Lãng. Cuồng Đao Tam Lãng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nắm tay của ta, huyền nữ môn Vân Tước Tử ôn nhu truyền âm nói. Vân Tước Tử tiền bối là đáp ứng. Cuồng Đao Tam Lãng nhưng không có trực tiếp đi bắt Vân Tước Tử đầu ngón tay, mà là cảnh giác hỏi. Dù sao, hắn bị hố số lần cũng không ít. Đừng nói nhảm, huyền nữ môn Vân Tước Tử đưa tay, nắm lên Tam Lãng. Sau đó, nàng tăng nhanh ngự kiếm phi hành tốc độ, thời gian của ta rất quý giá, sao có thể lãng phí ở trong vũ trụ. Chúng ta bây giờ ra tốc trở về địa cầu, nắm chặt A, Tam Lãng. Hai vệt độn quang, ở trên bầu trời lấp lóe, cấp tốc hướng địa cầu lao đi. Trong đó một đạo độn quang vui sướng lóe ra, một đạo khác độn quang bên trong thì hiện ra tuyệt vọng hương vị. Một bên khác, Linh Điệp đảo bên trên.
Linh Điệp Thánh Quân nhìn lấy chính mình điện thoại. Một lát sau, hắn yên lặng móc ra quẻ bói nghe nói Tam Lãng đang từ mặt trăng trở về, hắn chuẩn bị tính toán cuồng đao Tam Lãng lúc nào đến địa cầu. Đừng để hắn suy tính ra quẻ quả đến, nếu không năm nay Linh Điệp đảo ăn Tết lúc, hắn liền muốn giết một cái cuồng đao Tam Lãng đến Tế Thiên. Năm nay giết Tam Lãng, năm tới giết Tứ Lãng, một năm giết một cái Lãng, lấy trấn Linh Điệp đảo khí vận. Trên mặt trăng, Bạch Tiền Bối duỗi lưng một cái hố bên trong, đã trải lên tầng một duy nhất một lần phi kiếm. A Bạch mới thật sự là nói chuyện phiếm, làm việc hai không lầm. Hắn có thể lợi dụng thân gỗ nhánh cây linh xảo tiến hành nói chuyện phiếm, một bên khác hai tay của mình thì không ngừng chế tác duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản. Thủy quần hoàn tất đồng thời, động phủ cái hố bên trong cũng bị bày khắp duy nhất một lần phi kiếm. Thứ nhất trình tự hoàn thành. Tiền bối, còn cần kiếm gỗ sao? Da đen Vũ Nhu Tử Nhu Thuận hỏi, bàn tay nhỏ của nàng đã tại run nhẹ nhẹ liền cắt nhiều như vậy phi kiếm, bàn tay nhỏ của nàng đều sinh ra một loại quán tính. Coi như trong tay đã không có nhánh cây, cũng không khỏi tự chủ làm lấy tước phi kiếm động tác. Nàng có thể là trên thế giới cái thứ nhất như thế cần cù tâm ma. Bạch Tiền Bối lần nữa sờ lên da đen Vũ Nhu Tử đầu, khổ cực, tạm thời không cần. Bước kế tiếp là muốn đóng động phủ sao? Bạch đạo hữu chuẩn bị làm thế nào? Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Bạch Tiền Bối đưa tay nhẹ nhàng vẩy một cái, thi triển một cái đơn giản thị giác huyễn thuật. Sau đó có mấy loại phong cách động phủ tại cái hố bên trên lướt qua. Cái thứ nhất là cổ pháp phong cách động phủ, loại phong cách này cũng là trên mặt trăng chủ lưu, phù hợp mấy trăm năm thậm chí là hàng ngàn năm trước tu sĩ thẩm mỹ. Hiện tại xem ra cũng có một loại đặc thù phong vị. Bạch Tiền Bối tay vạch một cái. Một cái sắt thép chế tạo khoa huyễn phong cách động phủ hiển hiện, tựa như là khoa huyễn truyền hình điện ảnh trong tác phẩm phong cách vẽ. Tiếp lấy còn có ma huyễn phong, tự nhiên điền viên phong, tùng lâm nguyên thủy phong. Chờ các loại các dạng phong cách vẽ động phủ, ở phía trên lóe lên. Bạch đạo hữu không phải là muốn cho Tống Thư Hàng đóng cái huyễn thuật động phủ. Tâm ma xích tiêu kiếm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Bạch Tiền Bối dò hỏi, các ngươi cảm giác loại kia phong cách sẽ khá tốt. Nguyên lai không phải muốn làm huyễn thuật động phủ, chỉ là nhìn phong cách thiết kế a. Tâm ma xích tiêu kiếm có chút thất vọng. Bất quá hắn lần này đã có kinh nghiệm, nhu thuận phối hợp hồi phục, ta cảm giác vừa mới cái kia nguyên thủy phong cách, sơn động hình cái chủng loại kia động phủ, phi thường thích hợp Thư Hàng. Nếu như đóng thành như thế động phủ, Tống Thư Hàng mỗi ngày từ động phủ bên trong đi ra lúc, có thể đứng ở cửa sơn động, ngửa mặt lên trời thét dài, thú vị biết bao. Kỳ thật ta cảm giác dù sao liền hố đều đã là có sẵn, trực tiếp đem Tống Thư Hàng thạch quan đặt vào, đem thổ đắp lên. Sau đó lại đem bia đá đạo hữu đứng lên, còn có công đức cây cũng có thể trồng lên, một cái đơn giản thực dụng động phủ liền thành hình. Sở các chủ ngốc rắm dùng thanh âm lười biếng nói. Sở các chủ, Tống Tiền Bối sẽ khóc, da đen Vũ Nhu Tử nói. Sở các chủ ngốc mau cười nói, sẽ không, đến lúc đó phụ trách khóc có hắn đám kia hầu tử. Thật sự không đi. Trước đó cái kia khốc lão nhân cũng rất thích hợp, dù sao đều trên mặt trăng, mời hắn tới cũng dùng không bao dài thời gian. Các ngươi khẳng định đều bị Tam Lãng lây bệnh, ngã bệnh, quay đầu ta cho các ngươi đều kiểm tra hạ thân thể. Bạch Tiền Bối nói hắn hiện tại muốn đóng động phủ là mồi nhử, đến lúc đó vào ở đi chính là hắn cái này dịch dung Tống Thư Hàng. Nếu là mồi nhử, liền không thể như vậy trò đùa. Nghiêm túc tới nói. Ta cảm giác trước đó tòa kia tháp cao nhìn rất đẹp chính là viên trụ trạng kết cấu tháp cao, nhìn rất dễ thấy. Da đen Vũ Nhu Tử chân thành nói, ngoài ra ta đề nghị, tòa kia tháp cao đỉnh chóp, có thể trang một đầu to lớn thiêu đốt thánh nhãn, làm tiêu ký. Tống Tiền Bối tiêu ký chính là thánh nhân chi nhãn, người khác vừa nhìn thấy hình trụ tháp cao cùng thiêu đốt thánh nhãn, lập tức liền có thể đoán ra đây là Tống Tiền Bối động phủ. Đường tháp cao dựng thẳng lên thời điểm, mặt trăng phiến khu vực này tu sĩ. Đều đưa bao phủ tại Tống Tiền Bối tháp cao hỏa diễm thánh nhãn nhìn chăm chú phía dưới, nhớ lại bị thánh nhân chi nhãn chi phối sợ hãi. Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền định như vậy. Cho Vũ Nhu Tử lại nhớ một công, đến lúc đó ta phát năm mới lễ vật lúc, cho ngươi cùng bản thể của ngươi đều phát một cái. Tạ ơn Bạch Tiền Bối, da đen Vũ Nhu Tử lộ ra điềm tĩnh, thục nữ tiếu dung. Đón lấy tới, khởi công. Bạch Tiền Bối bấm một cái bình thổ chú pháp quyết, trên mặt đất cái hố bị lấp bên trên tầng 1, đem duy nhất một lần phi kiếm toàn bộ bao trùm. Nhưng Bạch Tiền Bối còn chưa kết thúc, linh lực vẫn như cũ liên tục không ngừng tồi động.
Đại địa phảng phất tiếp thu được chỉ lệnh, lấy cái hố làm cơ sở, hướng lên lăn lộn, ngưng tụ, như đê đóng dấu, tầng tầng điệp ra, hóa thành tháp cao. Dạng này tạo tháp cao là không có linh hồn, tâm ma xích tiêu kiếm nhịn không được đậu đen rau muống nói. Chúng ta không có như vậy thời gian dư thừa, đành phải trước tạo cái đại khái vỏ đi ra, Bạch Tiền Bối giải thích nói. Thiên đình dư đảng rất có thể đã tập kết, bắt đầu hành động, sở dĩ không có khả năng nghiêm túc từng tầng đem tháp cao tạo đi lên. Chỉ có trước tạo cái xác ngoài đi ra, tiến hành ngụy trang. Chờ sự kiện sau khi kết thúc, một lần nữa nghiêm túc tạo một cái là được. Tại ầm ầm tiếng vang bên trong, một tòa ước 500 mét tháp cao thành hình. Không sai biệt lắm đủ, Bạch Tiền Bối đình chỉ bình thổ chú pháp quyết, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bất quá đón lấy đến hỏa diễm chi nhãn muốn làm sao chế tác. Sở các chủ ngốc mau hỏi. Tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt, sau đó nàng bày ra móc con mắt động tác, tống á lạp tác. Vẫn là đừng, Tống Tiền Bối lưu ly con mắt đều đưa nho ra bốn vị kiếp tiên. Nếu như lại móc con mắt, vạn nhất trưởng không ra làm sao bây giờ? Da đen vũ nhu tử nói. Lúc này, công đức xà mỹ nhân có chút dừng lại nàng tiếp thu được Tống Thư Hàng chỉ lệnh. Sau đó nàng đưa tay mở ra Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, từ đó nắm ra một đầu thiêu đốt to lớn con mắt. Con mắt này lai lịch không thể coi thường. Đã từng hắn là một tôn tương đương với cửu phẩm kiếp tiên cấp thần linh trong mắt. Kết quả lần kia, Bạch Tiền Bối mượn Tống Thư Hàng 2346 con thánh viên hư ảnh. Cái này trong mắt thần linh liền bị trùy bạo, lưu lại cái này thiêu đốt to lớn con mắt, một mực trang tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Không tệ, Bạch Tiền Bối cười tiếp nhận cái này trong mắt. Sau đó, hắn đem Tống Thư Hàng dương đá triệt để phong tỏa, liền thần thức thẩm thấu đều khóa kín, không cho hắn nhìn trộm ngoại giới. Tối quá tối quá tối quá. Mạng bị cắt, thần thức bị phong lại, tu chân nói chuyện phiếm công năng đang tại thăng cấp. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử cùng da đen vũ nhu tử đều ở bên ngoài. Sở các chủ, ngươi vẫn còn chứ? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, trên người vật trang sức hiện tại cũng chỉ còn lại sở các chủ. Nhưng lần này, dĩ vãng một mực đang đỉnh đầu hắn sở các chủ, nhưng không có đáp lại hắn. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay hướng đỉnh đầu của mình một chảo. Vốn là sở các chủ ngốc mau vị trí, bây giờ trống rỗng. Chẳng lẽ sở các chủ cũng bị Bạch Tiền Bối cưỡng chế điều về rồi? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Không có biện pháp, hiện tại hắn cái gì cũng không làm được, đành phải yên lặng bế quan, hảo hảo chơi hắn tham ăn rắn. Bạch Tiền Bối trong cửa tay áo, sở các chủ ngốc mau như là chân dài một dạng, từ trong cửa tay áo Na Di đi ra vì phối hợp Tống Thư Hàng bế quan, nàng không thể lại lưu tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Nếu không nàng đang dòm ngó ngoại giới thời điểm, tương đương với đem tình báo của ngoại giới cùng hưởng cho Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối phối hợp thò tay tiếp nhận sở các chủ ngốc mau, đưa nàng cắm ở đỉnh đầu của mình. Lại đối chúng nhân nói, đi, chúng ta đem sau cùng tròng mắt treo ở đỉnh tháp, cái này lâm thời động phủ liền xem như làm xong. Tống Thư Hàng chúng vật trang sức tụ tập đến Bạch Tiền Bối bên người. Bạch Tiền Bối suy nghĩ khẽ động, không gian thiên phú năng lực thi triển ra, đem mọi người một hơi chuyển rời đến đỉnh tháp bên trên. Hình trụ tháp cao đỉnh chóp chỗ, có hai cái to lớn bàn tay tạo hình kết cấu. Hai bàn tay như nở rộ hoa sen, như là nâng vật, đây là vì an trí thiêu đốt trong mắt. Bạch Tiền Bối nâng lên cái kia thiêu đốt mắt to trâu, đưa nó an trí tại trong hai tay. Đúng rồi, muốn làm sao kích hoạt hắn, đưa vào linh lực sao? Bạch Tiền Bối quay đầu nhìn về công đức xà mỹ nhân, hỏi. Công đức xà mỹ nhân lắc đầu. Sau đó nàng xẹt tới, cuốn lên cái đuôi ba một chút, đập đang thiêu đốt trong mắt bên trên. Đau điểm nhẹ. Tâm ma xích tiêu kiếm nắm vuốt cuống họng vì trong mắt phối âm. Bị ngoan quất một chút về sau, trong mắt bị kích hoạt tới. Hắn có được tự động điều tiết lớn nhỏ công năng. Kích hoạt về sau, hình thể của nó bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt biến thành đường kính hơn 20 mét to lớn con ngươi, vừa vặn an trí tại đôi kia song trường ở giữa. To lớn thiêu đốt trong mắt, bắt đầu chủ động xoay chậm chậm, ánh mắt của nó tựa như radar một dạng, một vòng đảo qua tứ phương. Lại bởi vì hắn trước đó một mực được an trí tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, đã bị Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đồng hóa, nhiễm lên một sợi bá tống khí tức. To lớn hỏa diễm chi nhãn bên trong, phảng phất không ngừng tại hiển hiện quỷ dị quang mang, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Giải quyết thu công, Bạch Tiền Bối phủi tay. Muốn chụp tấm hình hợp cái ảnh sao? Da đen vũ nhu tử đề nghị,
dù sao đây là Tống tiền bối trên danh nghĩa tại mặt trăng thành lập cái thứ nhất động phủ. Tâm ma xích tiêu kiếm nhãn tình sáng lên, khen, sau đó chờ Tống thư hàng xuất quan lúc, chúng ta có thể dùng chương này chụp ảnh chung đâm hắn tâm, ý kiến hay, da đen vũ nhu tử. Da đen vũ nhu tử. Ta không có nghĩ như vậy, chữ oan uổng ta. Vậy liền hợp cái ảnh đi, thừa dịp tòa bảo tháp này không có bị hủy diệt trước đó, lưu cái kỷ niệm cũng tốt. Bạch tiền bối lần nữa tế ra thần đăng nhẹ nhàng ma sát, đem Lư Sơn Lộ Ma Tôn triệu hoán đi ra. Lư Sơn Lộ Ma Tôn hiện thân về sau, yên lặng tiếp nhận bạch tiền bối trong tay điện thoại, bồng bềnh đến tháp cao nơi xa. Đem màn ảnh nhắm ngay bạch tiền bối, cũng tận lực đem tháp cao cho quay chụp đi vào. Bạch tiền bối bản Tống thư hàng hai tay vươn ra, cũng kích hoạt bốn tay thần thông pháp thuật. Tiếp đó, công đức xà mỹ nhân, da đen vũ nhu tử, tạo hóa tiên tử nhẹ nhàng bồng bềnh, riêng phần mình phù đứng ở bạch tiền bối một tay nắm bên trên, phối hợp ăn ý. Tâm ma xích tiêu kiếm cũng bị tạm thời phóng xuất ra, bị bạch tiền bối tay phải bắt lấy. Lưu tinh kiếm thì như du ngư tại bạch tiền bối bên người xoay tròn lấy. Lư Sơn Lộ Ma Tôn điều chỉnh tốt góc độ, tạch 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 chính là liên tiếp nhanh đập. Hắn từ từng cái góc độ, vì mọi người lưu lại chụp ảnh chung. Đập xong, Lư Sơn Lộ Ma Tôn lại yên lặng trở về đến thần đăng bên trong hắn hiện tại, không hề đề cập tới lúc nào thu hoạch được tự do chuyện này. Ở tại thần đăng bên trong khoảng thời gian này, hắn nhìn ra bạch thánh chỗ đặc thù. Nguyên bản Lư Sơn Lộ Ma Tôn thọ nguyên sắp hết, sở dĩ bế tử quan, muốn đột phá thất phẩm tôn giả cảnh giới. Nhưng nói thật, chính hắn cũng biết, tự thân đột phá tỷ lệ rất xa vời. Bát phẩm huyền thánh nếu có tốt như vậy đột phá, trước đó cũng sẽ không xuất hiện gần ngàn năm huyền thánh thời gian trống. Nhưng chỉ cần tiếp tục đi theo bạch thánh bên người, nói không chừng tương lai có cơ hội cọ một cọ gà chó lên trời phúc xuyên. Trước mắt Ma Tôn duy nhất lo lắng là, bạch thánh nuôi sủng năng lực không lớn đi. Hy vọng bản thân không nên bị nuôi, liền nuôi chết rồi. Bạch tiền bối tiếp xoay tay lại cơ tay, thỏa mãn gật đầu. Lư Sơn Lộ Ma Tôn chụp ảnh kỹ thuật cực mạnh, mỗi cái góc độ đều gãi vừa đúng, kỹ thuật này đều nhanh đuổi kịp Lệ Chi tiên tử. Bạch tiền bối thuận tay mở ra cửu châu nhất hào quần, đem chọn lựa một chương gần cảnh chiếu cùng một chương viễn cảnh chiếu, phát đến quần bên trong. Lại đem những hình này truyền đến bản thân cá nhân trong không gian. Tiếp đó, sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, bạch tiền bối thu hồi điện thoại. Đang đợi con cá mắc câu trước đó, nhàn rỗi nhàm chán bạch tiền bối bắt đầu cho tháp cao mỹ nhan, vẽ lên đủ loại phù văn đường vân, gia tăng mỹ cảm, cường hóa thân tháp. Cửu châu nhất hào quần bên trong. Quần các thành viên nguyên bản đang tại thảo luận bạch tiền bối năm mới gói quà, cũng âm thầm chỉ rõ quần chủ Hoàng Sơn tiền bối cũng cho đoàn người phát cái ăn Tết hồng bao. Lúc này, A Bạch đột nhiên lại phát hai tấm ảnh chụp. Bắc Hà tán nhân, A, đây là trên mặt trăng. Kiến trúc này trước kia chưa thấy qua A, là vị đạo hữu nào mới động phủ. Lệ Chi tiên tử, cái này chụp ảnh kỹ thuật không tệ nha. Diệt Phượng công tử, cảm giác ta bị sai sao? Vì cái gì cảm giác thư hàng đột nhiên trở nên đẹp trai rất nhiều? Vừa rồi nhìn thấy ảnh chụp trong nháy mắt, ta đều tâm động. Đông Phương Lục tiên tử, Diệt Phượng công tử, nguyên lai không phải ta một cái người có loại cảm giác này, nói thật, vừa rồi ta cũng thế. Có loại đã lâu động tâm cảm giác. Đông Phương Tĩnh Tuyết, đã từng tiểu gia hỏa, cứ nhiên cũng trưởng thành làm một cái có hương vị nam nhân đây. Sược sư, hắn cố gắng trên điện thoại di động sao động đã từng. Thất sinh phù phủ chủ, chẳng lẽ, tấn thăng làm thất phẩm tôn giả về sau, thư hàng tiểu hữu khí chàng đều phát sinh chuyển biến. Trăng sáng bao lâu có, nói mò, tấn thăng thất phẩm tôn giả sau căn bản sẽ không có lớn như vậy cải biến. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, bạch tiền bối đâu? Bạch tiền bối ở đâu? Nếu là chụp ảnh chung, vì cái gì bạch tiền bối không ở, ta không nên nhìn ngốc hàng. Đồng quái tiên sư, tê luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Thư hàng tiểu hữu đang bế quan đi, hơn nữa còn bị bạch tiền bối gãy mất lưới. Vì cái gì bạch tiền bối lại phải đem Tống thư hàng lôi ra tới quay chiếu. Mà lại, cái này Tống thư hàng khí chất bên trên càng giống là bạch tiền bối. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, có lẽ, chính là bạch đạo hữu. Một bên khác, tại bạch tiền bối rốt cục vì trên tháp cao bên dưới điểm tô cho đẹp một lần về sau, đỉnh đầu trong hư không, rốt cục truyền đến không gian ba động. Đến rồi, bạch tiền bối vui vẻ nói. Mặt trăng mỗ một khu vực người tu luyện, hôm nay tâm rất hoảng. Nửa ngày trước,
có người nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh tại mặt trăng phiên chợ khu dạo chơi lấy, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Lúc ấy đã có một ít người tu luyện, sinh ra dự cảm không ổn. Nửa ngày sau, nương cự ly phiên chợ khu vực cách đó không xa trên đất trống, lăng không dâng lên một tòa 500 mét tháp cao lúc, nhóm này có dự kiến trước những người tu luyện, dự cảm không ổn rốt cục trở thành sự thật. Bá Tống Huyền Thánh đây là muốn trên mặt trăng mở mới động phủ. Xem ra, bá Tống Huyền Thánh là muốn trên mặt trăng ở lại. Lấy bát phẩm Huyền Thánh thời gian quan đến xem, cái này ở một cái chỉ sợ sẽ là mấy trăm năm lâu. Càng làm cho đại gia kinh hoàng là, tòa kia 500 mét trên tháp cao, có một con thiêu đốt tròng mắt hiển hiện. Viên này thiêu đốt tròng mắt bên trên tràn đầy bá Tống Huyền Thánh khí tức, cá nhân lạc ấn hết sức rõ ràng. Nhìn thấy hắn, mọi người liền không khỏi nhớ lại đã từng cái kia cấp nghĩ lại mà kinh ký ức. Sau đó, viên này thiêu đốt tròng mắt sẽ còn tự động xoay tròn. Nếu như hắn chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở đỉnh tháp còn chưa tính, đại gia trong lòng áp lực sẽ không như thế lớn. Nhưng là, viên này tròng mắt từng vòng chuyển động, mỗi đi một vòng thời điểm liền sẽ để người cảm giác hắn đang nhìn mình. Mà lại hắn chuyển còn tặc nhanh, cùng quạt điện một dạng tại chuyển. Đơn giản không cho người ta lưu đường sống. Có hay không gan lớn, cùng đi với ta cho bá Tống Huyền Thánh tiến cái ngôn. Một vị có uy vọng tu sĩ, kiên trì đứng ra. Hắn chuẩn bị triệu tập một nhóm tu sĩ đi, cho bá Tống Huyền Thánh góp lời hy vọng cái này thiêu đốt trong mắt, đừng chuyển như thế chịu khó. Cái này vận tốc quay đều cùng 6 ngăn quạt một dạng, hy vọng bá Tống Huyền Thánh có thể hàng cái ngăn. Đang lúc vị này có uy vọng tu sĩ, chuẩn bị hành động thời điểm. Đột nhiên có mắt tiêm tu sĩ phát hiện, tại bá Tống Huyền Thánh mới động phủ đỉnh tháp, có to lớn không gian kẽ nứt hiển hiện. Không gian ba động, hẳn là có kiếp tiên hiện thân, vị kia phi thường có uy vọng tu sĩ sững sờ. Có phải hay không là có kiếp tiên tiền bối, vừa vặn ẩn cư ở chúng ta phiến khu vực này. Sau đó kiếp tiên tiền bối cũng chịu không được bá Tống tiền bối đỉnh tháp 6 ngăn quạt vận tốc quay trong mắt, sở dĩ tới cửa. Một vị Tây phương pháp thuật hệ người tu luyện suy đoán nói. Đám người ngẫm lại, cảm giác phi thường có đạo lý. Diệu a, cứ như vậy, liền xem như bá Tống tiền bối, cũng phải cho kiếp tiên tiền bối chút mặt mũi a. Có vị đạo trưởng sờ lên lồng ngực của mình, cảm giác mình tâm tắc trái tim rốt cục có thể yên tĩnh một hồi. Nhưng lúc này, có một vị yêu tu lên tiếng nhắc nhở hiện tại buông lỏng còn quá sớm. Các ngươi đừng quên, tu chân giới một mực có cái truyền ngôn. Truyền thuyết, bá Tống Huyền Thánh kỳ thật cũng không phải là Huyền Thánh. Trên thực tế, hắn là một tôn chân chính kiếp tiên. Mà lại, là loại kia muốn bước ra bản thân đạo kiếp tiên. Sở dĩ lần lượt hiển thánh, chỉ là bởi vì hắn tại thực tiễn bản thân đạo mà thôi. Mà lại, kiếp tiên tiền bối hiện thân tìm tới cửa, mới là đáng sợ nhất. Bởi vì điều này đại biểu lấy, liền ngay cả kiếp tiên tiền bối cũng chịu không được bá Tống Huyền Thánh trong mắt không ngừng quét xem áp lực. Yêu tu bên người có vị đồng nhan bộ dáng tiên tử, nói bổ sung. Nói cách khác, bá Tống Huyền Thánh rất có thể so kiếp tiên tiền bối còn muốn đáng sợ. Đám người nghĩ đến đây loại khả năng lúc, trong lòng liền một trận tuyệt vọng. Nhưng hướng tốt phương hướng suy nghĩ, nói không chừng bá Tống Huyền Thánh sẽ cho kiếp tiên tiền bối một bộ mặt đâu. Dù sao, kiếp tiên tiền bối mặt mũi, dù sao cũng so mặt mũi của chúng ta muốn lớn. Một vị tán tiên lên tiếng nói. Thế là, toàn bộ khu vực tu sĩ, cũng bắt đầu chú ý bá Tống Huyền Thánh tháp cao. Thậm chí bọn hắn bắt đầu hô bằng gọi hữu. Mấy hơi bên trong, có kiếp tiên đến thăm bá Tống Huyền Thánh tháp cao sự, liền truyền khắp mặt trăng vòng. Biệt Tuyết tiên cơ từ trong động phủ của mình đi ra, cau mày nhìn qua nơi xa tòa kia 500 mét tháp cao, Bạch Thánh sẽ không xảy ra chuyện a. Đồng thời, thất tu trong phủ. Nguyên bản đang tại minh tưởng tu luyện thất tu thánh quân cũng bị lục tu tiên tử tỉnh lại, vội vàng từ động phủ bên trong đi ra. Hắn thật nhanh đem chuyện này phát đến Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Lúc này, hỏa diễm chi nhãn ngẩng, to lớn trong mắt khóa chặt bầu trời kẽ nứt. Không gian kẽ nứt chậm rãi triển khai. Sau một khắc, một đầu to lớn vô cùng phượng hoàng, từ không gian kẽ nứt bên trong chui ra. Cái này phượng hoàng thân thể thì có gần 200 mét chi trường, dương cánh ra lúc, càng là giả thiên cái địa. Nàng chỉ có một con móng vuốt, trên móng vuốt sinh trưởng một đầu linh hoạt chuyển động con mắt. Chính là viễn cổ thiên đình thú tu giới hang ổ Boss, có được trường sinh giả chiến lực Phượng Nghi cầm chủ. Lần trước nàng hiện thân bắt Tống Thư Hàng thời điểm, chỉ gạt ra một đầu thu nhỏ móng vuốt. Lần này, nàng trực tiếp chân thân giáng lâm.
Sự xuất hiện của nàng, đại biểu cho đế tôn bộ hạ cũ tiến công thiên đình dư đảng hang ổ thất bại. Đế tôn bộ hạ cũ kế hoạch thất bại, đoán chừng đã rút lui. Phượng Nghi cầm chủ ngọn lửa trên người cháy hừng hực, tựa như là phẫn nộ của nàng. Bạch tiền bối biến thành Tống Thư Hàng, hai tay ôm ngực, sắc mặt bình tĩnh. Công đức xà mỹ nhân phù ở phía sau hắn. Tạo hóa tiên tử hắng giọng một cái, chuẩn bị tùy thời hát vang một khúc, dùng tay phối một khúc BGM. Trên bầu trời, Phượng Nghi cầm chủ có chút cúi đầu, một đôi mắt phượng trên móng vuốt con mắt một mực tiếp cận bá Tống Huyền Thánh. Sau đó, nàng bên cạnh thân lại có một đạo cánh cửa không gian mở ra. Đầu chọc kiếp tiên mang theo hai vị bát phẩm huyền thánh hiện hình. Hai vị này bát phẩm huyền thánh, toàn bộ là nắm giữ lấy kiếp tiên thần binh, ở lúc mấu chốt có thể chém ra kiếp tiên cấp công kích tồn tại. Người đã đến, bạch tiền bối mỉm cười. Ánh mắt của hắn đảo qua nhóm này thiên đình dư đảng đội hình. Thiên đình thành viên tới số lượng so với hắn dự tính muôn ít. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Dù sao thiên đình dư đảng vừa cùng đế tôn bộ hạ cũ đại chiến xong một trận, trong hang ổ khẳng định còn cần có người tỏa chấn, tránh cho đế tôn cựu đảng phản công. Phượng Nghi cầm chủ có thể tự mình tới, thậm chí còn mang lên đầu chọc kiếp tiên hai vị huyền thánh, đây đã là hiện tại thiên đình dư đảng có thể động viên mức cực hạn. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, Phượng Nghi cầm chủ cắn răng nói. Nói thật, nàng là mang theo đầy ngập phẫn nộ giết tới bá Tống Huyền Thánh, cái này nghi là Trình Lâm hậu thủ ra hỏa. Không chỉ có đem tỏa tiên ngục cho nổ, còn đem Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận làm cho băng, triệt để phá hủy nàng đại kế. Nàng tới được thời điểm, hận không thể trực tiếp đem bá Tống Huyền Thánh bóp chết. Nhưng chân chính gặp nhau thời điểm, đang nhìn đến bá Tống Huyền Thánh thời điểm. Trong lòng cái kia một lời phẫn nộ, vậy mà bắt đầu biến mất. Trên người nàng thiêu đốt hỏa diễm cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Sở dĩ, không thể lại cùng bá Tống Huyền Thánh nói chuyện. Trực tiếp động thủ. Nếu như trò chuyện tiếp xuống dưới, nàng sợ bản thân lại nương tay, không hạ thủ được. Thế là, Phượng Nghi cầm chủ không do dự nữa. Nàng móng vuốt hướng thẳng đến hỏa diễm chi nhãn tháp cao nhấn tới. Dưới một kích này đi, trực tiếp liền có thể đem tháp cao tính cả bá Tống đều bóp nghiến. Mà liền tại Phượng Nghi cầm chủ động thủ đồng thời, trong hư không, truyền đến một trận yếu ớt không gian ba động. Sau đó, có một khối màu đen bia lớn hư ảnh. Lặng yên hiển hiện. Có một đạo hắc ảnh nâng đen bia, xen lẫn tại Phượng Nghi cầm chủ công kích trong bóng tối, đối Tống Thư Hàng cùng nhau phát khởi công kích. Bạch tiền bối nhãn tình sáng lên. Không nghĩ tới, con cá vẫn là mắc câu rồi. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Bạch tiền bối vốn chỉ muốn trước dùng thiên đình dư đảng làm một lần thí nghiệm, nhìn xem tại mặt trăng tạo động phủ câu cá phương án có thể thực hiện độ cao bao nhiêu. Chờ thí nghiệm sau khi kết thúc. Tái tạo một cái động phủ, sau đó đi thú tu giới tản tin tức, đem thú tu giới cá lớn cho câu đi lên. Không nghĩ tới thú tu giới cá lớn, trực tiếp tự mình đưa tới cửa tới. Bạch tiền bối trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, thấp giọng nói, hôm nay ta rất may mắn a. Bên trên tâm ma xích tiêu kiếm nghe vậy, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết phải nói gì tốt dù sao bạch đạo hữu mỗi ngày đều rất may mắn, thực sự không có gì đáng nói. Đỉnh đầu. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt vào đầu chụp xuống. Không gian đều không chịu nổi lực lượng của nàng, bắt đầu vỡ nát ra. Từng đạo không gian kẽ nứt, che kín móng vuốt phía dưới không gian. Không gian kẽ nứt bên trong có đen kịt điện mang, như dịch thể chảy ra, đó là không ở giữa bị cưỡng ép xé rách sau tác dụng phụ, những thứ này đen kịt điện mang cũng không phải là lôi điện. Mà là cùng loại không gian sau khi bị thương chảy ra huyết dịch, không có cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Tiếp xúc đến những thứ này đen kịt điện mang liền sẽ trực tiếp mất mạng. Mỗi lần tuyệt thế cường giả chân chính cuộc chiến lúc, cái thứ nhất thụ thương tổng là vô tội không gian. Phía dưới, vừa thành lập trong mắt tháp cao không chịu nổi Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt áp bách, bắt đầu băng liệt. Dù sao cũng là bạch tiền bối lâm thời mân mê đi ra kiến trúc. Không có trực tiếp vỡ nát thành bùn liền đã rất cho mặt mũi. Hắn mặc dù có thể chống đến hiện tại, còn nhờ vào bạch tiền bối khắc họa tại trên thân tháp phù văn đường vân làm ra phòng ngự tác dụng. Tại Phượng Nghi cầm chủ ra chảo đồng thời, cái kia thiêu đốt hỏa diễm chi nhãn, đột nhiên bắn ra một đạo rực đỏ cột sáng, bắn về phía Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Bản thân nó chức trách chính là phòng ngự. Chỉ tiếc, hắn bắn ra cột sáng, liền thoáng một chút chống cự Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đều làm không được. Cột sáng trực tiếp bị Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt ép thành quang cặn bã hạt. Thiêu đốt hỏa diễm chi nhãn trực tiếp liền túng,
không tiếp tục phát xạ hỏa diễm. Mà cùng một thời gian bên trong, giấu ở Phượng Nghi cầm chủ trong công kích bóng tối, cao cao cua đen kịt bia đá, phong tỏa phía dưới không gian ngăn cản phía dưới bá Tống Huyền Thánh dùng không gian thủ đoạn thoát đi. Hắn là cố ý phối hợp Phượng Nghi cầm chủ công kích, đồng thời tận lực không quấy nhiễu Phượng Nghi cầm chủ. Thiên La Địa Võng, tăng thêm vị kia đầu chọc kiếp tiên tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Tại bất luận cái gì người xem ra, đây đều là tuyệt cảnh. Giờ khắc này, mặt trăng phiến khu vực này tất cả còn có thể đứng đấy tu sĩ, ánh mắt đều tập trung ở hỏa diễm chi nhãn tháp cao lên bá Tống Huyền Thánh trên người. Thực lực chưa đủ tu sĩ, tại Phượng Nghi cầm chủ phát động công kích thời điểm, liền đã nhịn không được ngã xuống. Lưu lại, thực lực đủ tư cách tu sĩ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng ai ngờ rằng từ cánh cửa không gian bên trong bước ra đại lão, không nói hai lời trực tiếp liền hướng bá Tống Huyền Thánh phát khởi tiến công. Mà lại nhìn công kích này uy thế, người đến tại kiếp tiên bên trong cũng nhất định là đứng đầu nhất một nhóm tồn tại. Đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, bá Tống Huyền Thánh muốn làm sao ứng đối? Nghiệm chứng nghe đồn thời điểm đến. Một cái ý niệm như vậy, hiện lên ở bộ phận tu sĩ trong lòng bá Tống Huyền Thánh, đến cùng phải hay không như trong truyền thuyết, là kiếp tiên cấp tồn tại. Thiêu đốt trong mắt trên tháp cao, bá Tống Huyền Thánh một thân áo choàng màu trắng, đón gió phấp phới. Tại móng vuốt công kích huy áp bên dưới, bá Tống Huyền Thánh một đầu tóc ngắn đột nhiên bắt đầu sinh trưởng, trong nháy mắt trưởng vì đủ lưng tóc dài. Đối mặt tuyệt cảnh, hủy diệt thế giới công kích, bá Tống Huyền Thánh không sợ hãi chút nào, hắn xoái khí giang hai cánh tay, thẳng đối công kích. Xoái, hoặc là nói là tuấn mỹ. Một sát na, tất cả tu sĩ, bất kể là tu sĩ hệ, yêu tu hệ, thú tu hệ, ma pháp hệ, thánh quang hệ. Chỉ cần là còn sống, đều phát hiện nhịp tim của mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Bá Tống Huyền Thánh, muốn làm sao nghênh kích, hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Mọi người phát hiện mình chẳng biết tại sao, vậy mà bắt đầu vì bá Tống Huyền Thánh lo lắng. Ầm ầm. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, đặt ở bá Tống Huyền Thánh đỉnh đầu hơn 10 mét chỗ. Nhưng là, nàng cái móng vuốt này, cũng rốt cuộc ép không đi xuống. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn qua bá Tống Huyền Thánh. Là tóc, là một sợi tóc, tê có mắt thần sắc bén người tu luyện, thấy rõ chiến đấu chi tiết. Chỉ thấy tuấn Mỹ vô song bá Tống Huyền Thánh đỉnh đầu, có một cây ngốc mao kéo căng thẳng tắp, kéo dài đến hơn 10 mét trường, chống đỡ tại Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bên trong. Một sợi tóc, liền chặn Phượng Nghi cầm chủ phẫn nộ một kích. Bực nào hời hợt, tu sĩ ở giữa quyết đấu. Nếu như là cận thân đối kháng tràng cảnh, dùng một ngón tay ngăn lại đối phương toàn lực công kích, liền phi thường có đánh vào thị giác cảm giác. Mà bá Tống Huyền Thánh, so tất cả mọi người tưởng tượng càng khủng bố hơn. Hắn chỉ dùng một sợi tóc, liền chặn cái này to lớn Phượng Hoàng tiền bối công kích. Trường sinh giả điếu mao đột thứ lúc này, một cái êm tai tiếng ca, từ bá Tống Huyền Thánh bên người vang lên, dùng ca hát phương thức, báo ra bá Tống Huyền Thánh một kích này tên. Có thể chết ở ta ngốc mao bên dưới là vinh hạnh của ngươi, lại một cái thanh âm dễ nghe hát lên, là công đức xà mỹ nhân không cam lòng yếu thế ca hát. Bất quá hát xong về sau, nàng phát hiện lời kịch cùng tràng cảnh không đúng. Thế là công đức xà mỹ nhân lại bổ sung hát nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đỡ ta cái này một ngốc mao công kích. Ta bá Tống vào hôm nay tán thành ngươi. Các ngươi hai cái ngốc cô nàng, chờ sau khi trở về ta liền ghìm chết các ngươi. Sở các chủ ngốc mao khí đến bành trướng. Bên cạnh, vừa mới chuẩn bị hát tiếp lời kịch ra đen vũ nhu tử, trong nháy mắt liền nhu thuận xuống tới. Tốt tại! Hôm nay chẳng biết tại sao, đặc biệt tuấn Mỹ bá Tống Huyền Thánh cũng không nhận được hai vị tiên tử tiếng ca ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ khí chất xuất trần như trích tiên. Đỉnh đầu tóc dài nhẹ nhàng vẩy một cái, đỡ lên Phượng Nghi cầm chủ công kích. Sở các chủ, Phượng Nghi cầm chủ thanh âm trong hư không vang lên. Nàng nhận ra cái này ngốc mau lên khí tức. Lúc đó, thú tu giới thiên đình dư đảng, mưu đồ qua sở các chủ Bích Thủy Các. Không nghĩ tới Bích Thủy Các sở các chủ vậy mà lại cùng Trình Lâm truyền nhân pha trộn cùng một chỗ. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng một nắm. Sau một khắc, hết thảy năm loại siêu quy mô công kích đạo thuật, tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành hình. Xích tiêu kiếm đạo hữu, bạch tiền bối khẽ quát một tiếng, vẫy tay. Tâm ma xích tiêu kiếm rơi vào tay phải hắn. Lưu tinh kiếm trở về đến bạch tiền bối tay trái. Bạch tiền bối huy động một đao kia một kiếm, hướng phía dưới chém tới. Ầm,
tháp cao đỉnh tháp bị chém ra. Viên kia thiêu đốt trong mắt bị công đức xà mỹ nhân thu hồi. Sau đó, Bạch Tiền Bối mang theo tất cả mọi người, một bước nhảy vào hình trụ trong tháp cao. Bái bai Bạch Tiền Bối thân hình hướng hình trụ bên trong rơi xuống, đồng thời còn hướng lên quăng này hôn gió. Hình trụ không gian dưới đáy, tất cả duy nhất một lần phi kiếm bị kích hoạt. Cực lớn đến kinh người không gian lực lượng ngưng tụ. Không tốt, hắn muốn thông qua không gian trận pháp bỏ chạy. Đây là cái gì trận pháp, cứ nhiên không cách nào cấm cố. Trong bóng tối thân ảnh vội la lên. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền từ trong bóng tối nhảy ra, nhảy vào hình trụ tháp truy kích. Phượng Nghi cầm chủ hừ lạnh một tiếng, nàng trực tiếp phun ra bản thân móng vuốt, nàng móng vuốt cứ nhiên giống pháp khí một dạng bị tế ra, bay về phía hình trụ. Chúng ta cũng đi theo, đầu chọc kiếp tiên trầm giọng nói. Hắn mang theo một nam một nữ hai vị huyền thánh, đồng dạng nhảy vào tòa kia tròn tháp, truy kích bá tống huyền thánh. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, cần bọn hắn phối hợp. Lần này, tuyệt đối phải đem bá tống huyền thánh một lần nữa bắt về. Cứ như vậy, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, ẩn tàng tại trong bóng tối thân ảnh, đầu chọc kiếp tiên, hai vị huyền thánh, tuần tự nhảy vào đến tòa kia tròn tháp không gian bên trong. Trong tháp, bá tống huyền thánh phi tốc hướng phía dưới rơi xuống. Liền xem như đang ngã xuống bên trong, hắn vẫn không có mảy may chật vật, ngã đều ngã ra khí chất tới. Bá tống, ngươi cho rằng bản thân trốn sao? Đầu chọc kiếp tiên gầm rú nói. Hắn theo sát tại Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt về sau, nắm chặt hai nắm đấm, khóa chặt bá tống, chuẩn bị dán hắn mặt. Đáng tiếc, cứ nhiên chỉ có mấy người các ngươi theo vào tới. Phía trước bá tống huyền thánh quay đầu ngoái nhìn, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Một mặt tiếc nuối bá tống huyền thánh, vẫn như cũ như thế xoái khí. Hoa! Lúc này, tháp cao dưới đáy có mấy trăm đạo kiếm quang tuôn ra. Cái kia quỷ dị, không cách nào bị giam cầm không gian lực lượng phát động. Cả tòa hình trụ tháp cao, biến trong suốt. Ngay sau đó, hình trụ tháp cao cùng trong tòa tháp tất cả mọi người, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm chi nhãn tháp cao nguyên địa, chỉ để lại một cái to lớn cái hố. Mặt trăng phiến khu vực này tu sĩ, nuốt ngụm nước miếng. Bá tống huyền thánh, quả nhiên là kiếp tiên. Cái tin đồn này, hôm nay rốt cục đạt được nghiệm chứng. Đối mặt tuyệt cảnh lúc công kích, bá tống huyền thánh bình yên thoát thân, thậm chí trước khi đi còn đem bản thân vừa xây xong mới động phủ tháp cao đều mang đi. Đủ để chứng minh bá tống huyền thánh ung dung không vội. Hoàn toàn thanh tỉnh lấy tu sĩ, giữa lẫn nhau bắt đầu thảo luận. Có người không kịp chờ đợi thông qua các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoặc tu chân thủ đoạn, muốn đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Nhưng mà, mọi người ở đây lấy điện thoại cầm tay ra hoặc là đọc hiểu pháp khí, chuẩn bị ở phía trên ghi chép chuyện này thời điểm, ngón tay lại cùng nhau dừng lại. Đợi đã, bá cái gì tới? Vị kia đồng nhan tiên tử dẫn đầu lên tiếng hỏi. Là bá Mộc Huyền Thánh sao? Có vị đạo trưởng nhíu mày nói. Không đúng, tựa hồ là Vũ Nguyên Huyền Thánh. Bên trên yêu tu phản bác. Các ngươi đều nhớ lầm, ta nhớ được là mang thai thánh quân. Một vị vu sư trầm giọng nói. Chúng tu luyện người tương hỗ đối mặt, một mặt mê mang. Ước chừng tương hỗ nhìn nhau hơn 10 giây sau. Đợi đã, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Có người lại hỏi. Chúng ta vì cái gì vây quanh ở nơi này? Tựa hồ là phát sinh một trận đại chiến, là không trung vị này Phượng Hoàng tiền bối cùng một người khác chiến đấu. Nhưng là... Vị này Phượng Hoàng tiền bối tại cùng ai chiến đấu? Đám người ký ức, càng ngày càng mơ hồ. Nơi xa, âm thầm vây xem thất tu thánh quân nhíu mày. Hắn đã từng là cửu tu Phượng Hoàng đao chủ nhân, sở dĩ biết một số những người khác không biết tân bí. Lục tu, trí nhớ của ngươi cũng nhận ảnh hưởng tới sao? Thất tu thánh quân hỏi. Lục tu tiên tử yên lặng nhẹ gật đầu. Liền ngươi cũng lại nhận ảnh hưởng, cái kia chính là từ căn nguyên bên trên bị xóa đi tồn tại tin tức. Thất tu thánh quân nói khẽ. Hắn lại nhìn phía trong hư không cái kia to lớn Phượng Hoàng. Lúc này, Phượng Nghi cầm chủ yên lặng lơ lửng ở không trung. Ta ở đâu? Ta vì sao lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này làm gì? Phượng Nghi cầm chủ trong lòng nghi hoặc. Nàng muốn dùng móng vuốt cào bên dưới đầu của mình. Nhưng suy nghĩ cùng một chỗ lúc, nàng phát hiện mình cứ nhiên không có móng vuốt. Vốn nên móng vuốt vị trí, lúc này lại trống rỗng. Khiến cho nàng phi thường không thích ứng. Phượng Nghi cầm chủ lại trầm mặc nửa ngày. Há, đúng rồi, ta vốn là không móng vuốt. Phượng Nghi cầm chủ bừng tỉnh đại ngộ. Lại qua sau một lúc lâu,
Phượng Nghi cầm chủ cánh vung lên, mở ra cánh cửa không gian, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Mặt trăng trên không, lại khôi phục bình tĩnh. Trước đó Phượng Nghi cầm chủ xuất thủ xé rách không gian, cũng đang chậm rãi khôi phục, khép lại. Thiên Hà Tô Thị tộc địa. Nguyên bản đang tại tắm rửa Tô Thị A Thập Lục, đột nhiên dừng lại. Thư Hàng, trong miệng nàng thì thào thì thầm. Lông mày của nàng chăm chú nhăn lại, thật nhanh dùng ngón tay tại phòng tắm trên vách tường khắc xuống Tống Thư Hàng ba chữ. Nhưng mà, nàng vừa khắc họa xuống tới văn tự, tại một hơi sau chậm rãi biến mất, phảng phất bị một đầu bàn tay vô hình xóa đi. Thư Hàng tồn tại từ căn nguyên bên trên bị che đậy, hắn lại tại làm cái gì máy bay? Bạch Long tỉ tỉ hiển hiện, lên tiếng nói. Lần này Thư Hàng đang bế quan đâu, hẳn là Bạch Tiền Bối lại phát động kỳ ngộ đi. Tô Thị A Thập Lục lập tức vì Tống Thư Hàng giải thích chỉ là nàng thanh âm rất thấp, lộ vẻ phi thường chột dạ. Nói, nàng lại đưa tay một lần nữa ở trên vách tường khắc xuống Tô Hàng hai chữ. Lần này hai chữ này không tiếp tục bị xóa đi. Tô Thị A Thập Lục thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngọt ngọt cười. Không nhớ được Tống Thư Hàng, vậy trước tiên nhớ kỹ Tô Hàng cũng tốt. Dù sao vô luận nàng niệm Thư Hàng vẫn là niệm Tô Hàng, thân là Văn Châu người Tống Thư Hàng đều không phân biệt được. Văn Châu thị khu vực. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ kết thúc lữ trình, tạm thời trở về. Hai người chuẩn bị ở nhà làm sơ chỉnh đốn, sau đó lại xuất phát tiến về kế tiếp địa phương. Thừa dịp đại nhi tử Tống Thư Hàng còn không có nghỉ trước, thêm ra đi đi đi. Hai vợ chồng thân mật ngồi ở trên ghế salon, dựa chung một chỗ. Người nói thứ bậc hai cái hài tử lúc sinh ra đời, Thư Hàng sẽ thích sao? Tống mụ mụ sờ lên bụng của mình. Nhưng Tống ba ba lại hơi sững sờ, đứa bé thứ hai. Đây không phải chúng ta đứa bé thứ nhất sao? Tống mụ mụ cũng hơi sững sờ, một lát sau nàng ngon ngọt cười, đúng a, đây là chúng ta đứa bé thứ nhất a. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, dựa chung một chỗ. Sau lưng cách đó không xa, một vị ẩn thân tiên tử bị đâm bên trong nước mắt điểm, yên lặng rơi lệ. Thư Hàng lại bị ba ba và mụ mụ quên đi. Tốt lần này, muội muội hoặc đệ đệ còn không có xuất sinh. Bằng không mà nói, Tống ba ba cùng Tống mụ mụ quên Thư Hàng về sau, nói không chừng còn muốn lại đến cái hai thai. Đến lúc đó hai thai biến ba thai, Thư Hàng địa vị liền biến lúng túng. Linh Điệp Đảo. Chính hướng phụ thân đòi hỏi hôm nay đạo hào Vũ Nhu Tử, có chút dừng lại. Nàng và tâm ma Vũ Nhu Tử kết nối bị cắt ra. Mà lại liên quan tới tâm ma Vũ Nhu Tử ký ức cũng tại biến mất, cùng nhau làm nhạt còn có Tống Tiền Bối, Bạch Tiền Bối ký ức. Phòng tối hiệu quả sao? Vũ Nhu Tử nói khẽ. Tốt tại nàng đem ra đen Vũ Nhu Tử đặt ở Tống Tiền Bối bên người, bộ dạng này chờ Tống Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối từ thiên đạo phòng tối bên trong đi ra lúc, nàng có thể từ da đen Vũ Nhu Tử trên người đạt được chơi vui kinh lịch. Cha, Vũ Nhu Tử nói, hôm nay ta đạo hữu không bằng gọi Di Vong Tiên Tử đi. Linh Điệp Thánh Quân một mặt mộng bức. Lúc này, ở một cái thuần trắng không gian bên trong, trong mắt hình trụ tháp, chậm rãi phiêu đãng. Tất cả duy nhất một lần phi kiếm phá tiểu hắc bản toàn bộ bị Bạch Tiền Bối dẫn bạo, lần nữa đỡ được Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Bạo tạc qua đi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt dừng lại, đầu chọc kiếp tiên cùng hai vị huyền thánh, đứng ở móng vuốt sau lưng. Nơi này là địa phương nào? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trầm giọng nói. Nàng cảm ứng được, mình và bản thể ở giữa liên hệ, lại bị cắt đứt. Nơi này là bị thế giới Di Vong nơi hẻo lánh. Bạch Tiền Bối biến thành Tống Thư Hàng, dùng một loại tang thương thanh âm nói, ở chỗ này, ngươi, ta, tất cả mọi người, đều đưa bị thế giới triệt để quên. Có ý tứ gì? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trầm giọng hỏi. Thiên đạo ngục, lúc này, cái kia trong bóng tối tà ma kêu lên sợ hãi đến, hắn nhận ra cái này bị thế giới Di Vong địa phương, là thiên đạo pháp tắc chuyên môn dùng để giam giữ một số đặc thù cá thể địa phương. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghe được thiên đạo ngục cái từ này về sau, trong con mắt thần sắc kịch biến. Nàng mặc dù không tiếp xúc qua thiên đạo ngục, nhưng từng nghe qua tương tự nghe đồn. Là cái kia một khi bị nhốt vào, liền sẽ từ bản nguyên bên trên bị xóa đi, bị chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh quên không gian. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bất an bắt động lên. Bạch Tiền Bối sau lưng, tạo hóa tiên tử giật ra cuống họng, á lạp tác, đây chính là thiên đạo hắc ốc. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói, bản thể của ta còn ở bên ngoài. Nhưng người bản thể nhất định sẽ cho là mình trời sinh liền không có móng vuốt.
bởi vì nàng trong trí nhớ liên quan tới ngươi cái móng vuốt này ký ức, sẽ toàn bộ bị làm nhạt. Bản thể của ngươi vốn là chỉ có một con móng vuốt, giờ có khỏe không, biến thành không chảo chi chim. Sở các chủ ngốc mau thừa cơ đâm tâm nói. Đối diện Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, như rút gân một dạng run run. Vì cái gì ngươi có thể mở ra cái không gian này? Cái kia quỷ dị tà ma lên tiếng nói, bởi vì là béo cầu nghiên cứu bất hủ chi cốt bá tống hoại tử thận nghiên cứu ra được sản phẩm, cái này tà ma trên thân tản ra sương mù nhàn nhạt, cùng tống thư hàng ngụy bất hủ chi thân có chút tương tự. Đúng a, vì cái gì cái này chỉ có thiên đạo có thể mở ra thiên đạo ngục, lại bị bá tống huyền thánh mở ra. Đầu chọc kiếp tiên, Phượng Nghi tiên tử toàn bộ tiếp cận bá tống huyền thánh. Bởi vì ta soái a công đức xà mỹ nhân đoạt đáp. Bạch tiền bối đưa tay, đem công đức cùng tạo hóa hai vị tiên tử chứa vào đến tụ lý càn khôn bên trong đi. Hắn cũng không phải tống thư hàng, không thể một mực bỏ mặc hai vị tiên tử bì. Ngươi lợi dụng cái gì quy tắc, cái kia bá tống thận tà ma nghĩ đến một cái khả năng. Đương kim thiên đạo thiếu một khối, sở dĩ tư duy sơ cứng, chương trình hóa. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ chỉ muốn thỏa mãn cái nào đó điều kiện tiên quyết, thiên đạo pháp tắc liền sẽ theo thiết lập xuất thủ, đem mục tiêu bắt bỏ vào đến thiên đạo ngục bên trong. Bá tống huyền thánh rất có thể chính là biết cái này điều kiện tiên quyết, lợi dụng quy tắc, hướng dẫn thiên đạo ngục mở ra, cá chết lưới rách, đem tất cả mọi người cuốn vào đến thiên đạo ngục bên trong. Thận tà ma một nhắc nhở như vậy, Phượng Nghi cầm chủ lập tức cũng nghĩ đến khả năng này. Đối diện, Bạch tiền bối đem hai vị bì bì tiên tử sắp xếp gọn về sau, nhẹ nhàng hất lên áo khoác, nói, trọng điểm không phải ta vì cái gì có thể mở ra cái không gian này, trọng điểm là, đại gia hiện tại cũng ở vào thiên đạo ngục bên trong, hiện tại ngoại giới đã đem chúng ta triệt để quên. Sở dĩ, đại gia muốn hay không quên đi tất cả ân oán, mượn cơ hội này lẫn nhau thổ lộ tâm tình, trở thành hảo hữu. Bởi vì trong tương lai thời gian khá dài bên trong, chúng ta ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, lại không dựa vào. Phượng Nghi cầm chủ, đầu chọc kiếp tiên, hai vị huyền thánh, luôn cảm giác bản thân tựa hồ thật sự muốn bị bá tống huyền thánh thuyết phục. Thiên đạo ngục có tiến không ra, trừ phi là thiên đạo xuất thủ thả bọn họ đi. Bằng không mà nói không chừng bọn hắn thật sự chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại thiên đạo ngục bên trong, bị ngoại giới triệt để quên. Cái kia ở cái này trống không không gian bên trong, mấy người bọn họ muốn làm sao ở chung, là cái vấn đề lớn. Lẫn nhau thổ lộ tâm tình, ta liên tâm đều không có, làm sao thổ lộ tâm tình. Quỷ dị tà ma cười lạnh nói. Bạch tiền bối trong tay xích tiêu kiếm gật đầu nói, cũng đúng, gia hỏa này chỉ có thận không có tâm. Sở dĩ, người vẫn là muốn đỗi ta. Bạch tiền bối nhìn qua tà ma. Chí ít, ta muốn đem ngươi cầm xuống. Quỷ dị tà ma trầm giọng nói. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng bắn ra, đang có ý này. Đang khi nói chuyện. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lần nữa bắn ra đến, móng vuốt nhếch lên, bạch tiền bối vị trí linh lực bắt đầu vặn vẹo. Đầu chọc kiếp tiên đối bạch tiền bối liền oanh hai quyền, kinh khủng quyền ép như đạn pháo đánh tới. Vậy các ngươi đuổi theo ta à? Bạch tiền bối cười ha ha một tiếng, hắn tế lên lưu tinh kiếm, thân hóa độn quang, siêu một tiếng hướng phương xa vào tới. Đồng thời, hắn bộ kia tam thập tam thú tổ hợp pháp khí biến thành vỏ kiếm một trận biến ảo. Tại lưu tinh kiếm chỗ chuôi kiếm biến hóa ra hai cái phun khí máy bay vòng xoáy động cơ kết cấu. Tại ầm ầm âm thanh bên trong, vì bạch tiền bối phi hành cung cấp to lớn lực đẩy. Bạch tiền bối bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là tại điền thiên đảo cái kia phong bế không gian bên trong lấy được. Là thiên đạo bạch tác phẩm. Lúc này bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thể hiện ra bản thân uy năng, trong nháy mắt đem bạch tiền bối tốc độ phi hành tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thế là ở cái này thiên đạo ngục không gian bên trong, bạch tiền bối biến thành tống thư hàng ngự kiếm, ở phía trước xuyên qua. Quỷ dị tà ma Phượng Nghi cầm chủ đầu chọc kiếp tiên cả đám, ở phía sau đuổi theo. Phía trước, thỉnh thoảng vang lên bạch tiền bối sung sướng tiếng cười, còn có vòng xoáy động cơ gào thét thanh âm. Hưởng thụ tốc độ, hưởng thụ kích thích. Đối bạch tiền bối tới nói, loại này sau lưng có đại địch điên cuồng đuổi theo, buộc hắn đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn cảm giác. Tuyệt không thể tả. Sau lưng đại địch truy càng hung, bạch tiền bối tiềm lực liền đạt được càng lớn phóng thích, ngự kiếm phi hành độn quang càng phát ra thần tốc. Lúc này hắn độn quang tốc độ, liền thân sau Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đều đuổi không kịp. Loại này ngươi truy ta đuổi trò chơi, tiến hành cả ngày. Phượng Nghi cầm chủ cả đám đều đuổi tới tâm can đau.
Mỗi lần nàng ra tốc, cảm giác kém một chút muốn đuổi kịp bá Tống Huyền Thánh thời điểm, cái kia vòng xoáy động cơ ầm ầm bạo hưởng, tiếp lấy bá Tống Huyền Thánh tốc độ liền lại kéo lên một cái cấp bậc. Ngán, lúc này, phía trước phi độn bạch tiền bối đột nhiên lên tiếng nói. Cho dù tốt chơi trò chơi, chơi lâu sau cũng sẽ sinh ra tâm lý mỏi mệt. Lại kích thích tốc độ trùng kích, đang chơi một ngày một đêm về sau, bạch tiền bối cũng sinh ra chán ngấy cảm giác. Ta không đùa, bạch tiền bối lên tiếng nói. Dứt lời, hắn đưa tay vung ra một thanh kiếm gỗ. Sau lưng Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, trong con mắt cảm thấy rất ngờ vực. Sau một khắc, phía trước bá Tống Huyền Thánh biến thành quang. Không phải độn quang, mà là chân chính chùm sáng. Lại nói tiếp, bá Tống Huyền Thánh liền biến mất không thấy. Làm sao có thể, Lạc Hậu mấy bước thận tà ma gầm rú nói. Bá Tống Huyền Thánh cứ nhiên từ thiên đạo ngục không gian bên trong thoát thân. Liền cửu u chúa tể bị giam đi vào đều không thể thoát thân thiên đạo ngục, bá Tống Huyền Thánh vì cái gì có thể thoát thân? Trừ phi, bá Tống Huyền Thánh chính là thiên đạo. Nhưng điều đó không có khả năng, bá Tống Huyền Thánh tuyệt đối không thể nào là thiên đạo. Điểm ấy, hắn thân là đương kim cửu u chúa tể tác phẩm cùng dáng lâm thể, rõ ràng nhất bất quá. Không phải thiên đạo, lại có thiên đạo quyền hạn. Chẳng lẽ, hắn chính là thiên đạo bản thể di thất cái kia bộ phận? Một cái to gan suy đoán, hiển hiện. Bị nho gia thánh nhân dùng năng lực thiên phú gặm rơi cái kia bộ phận, tại ngàn vạn năm trong năm tháng, chuyển sinh làm người. Bạch tiền bối mang theo tống thư hàng hóa thành quang biến mất, lưu lại Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, đầu chọc kiếp tiên cùng vị kia quái dị tà ma một mặt mộng ép lưu tại nguyên địa. Đã nói xong lưu lại, lẫn nhau thổ lộ tâm tình đây này. Đã nói xong tương lai dài rằng giặc thời gian ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, lại không dựa vào đâu. Vị kia đầu chọc kiếp tiên hướng về phía hư không hét lớn. Quả nhiên càng là xinh đẹp người liền càng sẽ nói láo, hôm nay cùng ngày hôm qua bá Tống Huyền Thánh miễn cưỡng cũng có thể phân loại đến tuấn Mỹ hàng ngũ. Chúng ta có biện pháp biến thành quang rời đi sao? Vị kia nam tính Huyền Thánh suy tư nói. Thận tà ma khổ sở nói, trừ phi thiên đạo ngày nào nhìn thấy chúng ta, đem chúng ta phóng thích. Nếu không dựa vào chúng ta bản thân lực lượng, căn bản là không có cách từ thiên đạo ngục không gian bên trong đi ra. Vậy chúng ta tiếp đó, muốn một mực sống ở bên trong không gian này. Nữ tính Huyền Thánh nhíu mày. Thận tà ma trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói, cho nên chúng ta, muốn lẫn nhau thổ lộ tâm tình, trở thành bằng hữu không? Đầu chọc kiếp tiên. Phượng Nghi cầm chủ. Nếu không nói một chút ngươi tại sao phải đối phó bá Tống Huyền Thánh? Nam tính Huyền Thánh dò hỏi. Thổ lộ tâm tình trước tiên cần phải từ giao lưu bắt đầu. Một bên khác, bạch tiền bối không có trực tiếp mang theo tống thư hàng bọn người, trở về hiện thế. Hắn ngự lấy duy nhất một lần phi kiếm xâm nhập đến thiên đạo phòng tối khoảng cách bên trong. Thiên đạo phòng tối cũng không chỉ có một cái, mà là từ rất nhiều cái thiên đạo ngục không gian tổ hợp mà thành, lớn nhỏ cũng khác nhau. Tiểu thiên đạo ngục không gian bay cái mấy mươi phút liền sẽ đến cuối cùng, tiến vào vòng hình rắn không gian hình thức. Lớn thiên đạo ngục không gian như hôm nay cái này, bạch tiền bối bay một ngày một đêm còn không đạt tới cuối cùng. Mỗi cái thiên đạo ngục không gian đều có cái điểm giống nhau, bọn chúng đều phi thường sạch sẽ. Chủ yếu là bởi vì, mỗi khi từng cái thiên đạo phòng tối bên trong phạm nhân tử vong hoặc được phóng thích về sau, các phạm nhân vật lưu lại hoặc thi cốt, đều sẽ bị tầng này bức tường ngăn cản hấp thu, tồn trữ, lấy bảo trì mỗi cái thiên đạo phòng tối không gian tinh khiết, chống không. Cái này bức tường ngăn cản khoảng cách bên trong, cái gì cũng có. Có kịch độc hoàng tuyền, có pháp khí mảnh vỡ, có đại lượng cát vàng vật chất. Có chút là tiền nhân lưu lại di vật, có chút là thiên đạo ngục không gian sinh ra thời điểm liền tồn tại vật chất. Hữu dụng, vô dụng, có hại, đủ loại đồ vật đều có. Bạch tiền bối hạ xuống một mảnh thổ khối bên trên. Đây là rất phổ thông một khối lớn thổ khối. Cũng không biết hắn là thế nào bị thu nhập đến thiên đạo phòng tối bức tường ngăn cản khoảng cách bên trong. Bạch tiền bối thỏa mãn gật đầu, nơi này không tệ. Bạch tiền bối, chúng ta không đi ra sao? Da đen vũ nhu tử từ trong bóng tối ngoi đầu lên, ngắm nhìn bốn phía. Nàng nhìn thấy bốn phía đều là kịch độc hoàng tuyền chi thủy, còn có các loại nhìn lấy làm nàng ra đầu tê dại đồ vật. Trước không đi ra, ta muốn vì thư hàng chuẩn bị một cái bế quan nơi tốt. Bạch tiền bối bước lên dưới chân thổ khối, thôi động pháp thuật. Khối này thổ địa điên cuồng bắt đầu tăng trưởng trên đường đem chung quanh rất nhiều rác rưởi cuốn vào trong đất, để mà tăng cường hòn đảo cường độ. Mười mấy hơi thở về sau,
nguyên bản tiểu thổ khối liền tăng trưởng làm một cái đại đảo. Đại đảo bồng bềnh tại kịch độc hoàng tuyền chi thủy phía trên. Kịch độc hoàng tuyền chi thủy lại sẽ không tổn thương hòn đảo mảy may, ngược lại ôn nhu nâng hòn đảo. Bạch tiền bối lại đưa tay thi pháp, đem xa xa cát vàng triệu hoán tới, trải tại trên hòn đảo. Trong khe hở bảo vật lần trước bị chúng ta rút một lần, lần này hữu dụng bảo vật không nhiều. Bạch tiền bối có chút tiếc nuối nói. Nói như vậy lấy thời điểm, hắn lại bất chi bất giác thu tập được hơn phân nửa không gian pháp khí các loại bảo vật, toàn bộ là bát phẩm phía trên phẩm chất. Chờ đi ra về sau, mỗi người phân một phần, bạch tiền bối vỗ vỗ không gian pháp khí. Da đen vũ nhu tử nghi ngờ nói, ta cũng có phần. Đương nhiên, bạch tiền bối ôn nhu sờ lên da đen vũ nhu tử đầu. Công đức xà mỹ nhân từ bạch tiền bối tụ lý càn khôn bên trong chui ra, tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, muốn đem tống thư hàng lưu tại nơi này sao? Bạch tiền bối gật đầu nói, hừm, nhượng hắn lưu tại nơi này bế quan một đoạn thời gian. Nơi này vẫn như cũ có được thiên đạo phòng tối hiệu quả, kể từ đó, chư thiên vạn giới những cái kia đại địch trong đầu, liên quan tới thư hàng ký ức đều sẽ ở vào làm nhạt biến mất trạng thái. Tỷ như Phượng Nghi cầm chủ bản thể, liền sẽ không nhớ kỹ tống thư hàng. Chờ hắn ra ngoài, nghĩ biện pháp đem Phượng Nghi cầm chủ bản thể cũng đưa vào. Đến lúc đó lại đem tống thư hàng thả ra. Còn có thú tu giới khối kia màu đen bia lớn bản thể, cũng phải cùng nhau đưa vào. Tránh khỏi giày vò. Tạo hóa tiên tử cũng từ tụ lý càn khôn bên trong chui ra. Ba vị tiên tử song song đứng chung một chỗ, đứng ở hòn đảo trung ương cái hố bên trong đây là bạch tiền bối tại chế tác đại đảo tự thời điểm, liền vì tống thư hàng lưu tốt chỗ bế quan. Bạch tiền bối tụ lý càn khôn mở ra. Tống thư hàng cái kia dương đá được phóng thích đi ra, vừa vặn chứa vào đến cái này cái hố bên trong. Chung quanh cát vàng phảng phất có sinh mệnh, chủ động tới, đem tống thư hàng bế quan chi dương che giấu. Sau đó bia đá đạo hữu cũng bị bạch tiền bối phóng xuất ra, trấn thủ tống thư hàng bế quan chi địa. Bia đá đạo hữu đón lấy đến một đoạn thời gian, làm phiền ngươi chiếu khán thư hàng. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Bao trên người ta, có ta ở đây, nhất định phải thủ hộ bá tống chu toàn. Bia đá đạo hữu bảo đảm nói. Da đen vũ nhu tử nghĩ nghĩ, nếu không, ta cũng lưu lại chiếu khán tống tiền bối. Không cần, tâm ma vũ nhu tử ngươi cùng ta cùng đi ra. Ta kế hoạch tiếp theo cần dùng bên trên ngươi cùng tâm ma xích tiêu kiếm đạo hữu lực lượng. Bạch tiền bối khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, rất nhanh chúng ta liền có thể trở về, tiếp thư hàng xuất quan. Mặt khác, ngoại trừ bia đá đạo hữu bên ngoài, bạch tiền bối kỳ thật còn lưu lại một vị đạo hữu chiếu cố tống thư hàng. Bị trang tại thần đăng bên trong Lư Sơn Lộ Ma Tôn, bị bạch tiền bối lưu tại tống thư hàng trước mộ. Đem tống thư hàng bế quan địa điểm an trí thỏa đáng sau. Bạch tiền bối lần nữa kích hoạt duy nhất một lần phi kiếm, triệt để thoát ra thiên đạo ngục không gian. Lúc này, thú tu giới, thiên đình dư đảng Quảng Đình đường chỗ bí cảnh bên trong. Phượng Nghi cầm chủ từ hiện thế, mặt trăng trở về thú tu giới về sau, liền về tới bản thân chỗ tu luyện, cây ngô đồng xào huyệt động phủ bên trong. Trở lại động phủ về sau, nàng thân thể cao lớn ghé vào một cái ổ trạng giường lớn bên trên. Luôn cảm giác rất không thích ứng. Phượng Nghi cầm chủ lẩm bẩm nói. Mặc dù tại trong trí nhớ, bản thân một mực liền không có móng vuốt, nhưng loại này quỷ dị không thích ứng cảm giác là chuyện gì xảy ra. Không có móng vuốt, bụng trực tiếp nằm lì ở trên giường, phi thường khó chịu. Thật vất vả thích ứng loại trạng thái này về sau, nàng bắt đầu phân thần xử lý lên Quảng Đình đường các loại hạng mục công việc. Vừa cùng đế tôn bộ hạ cũ đỗi một đợt, Quảng Đình đường có rất nhiều sự cần xử lý. Kỳ quái! Vì cái gì những sự tình này đều muốn ta đến xử lý? Luôn cảm giác trước kia hẳn là có người thay ta xử lý loại sự tình này mới đúng. Phượng Nghi cầm chủ một bên phê chỗ lấy các loại hạng mục công việc, một bên lẩm bẩm nói, xem ra, ta cần đề bạt một nhân tài đi. Đàn chủ, có người cầu kiến, nói là thiên đình thời đại bằng hữu cũ. Lúc này, có người hướng nàng viễn trình truyền âm. Thiên đình bằng hữu cũ. Phượng Nghi cầm chủ nhíu mày, nàng thần thức hướng ra phía ngoài lao đi. Chỉ thấy tại bí cảnh lối vào chỗ, đứng đấy một vị toàn thân kim sắc nam tử. Nam tử tay trái nắm vuốt một thanh bàn chải. Kim sắc nam tử tay trái một thanh bàn chải, tay phải dẫn theo một đầu thùng, hình thể nhìn qua có chút nhỏ gầy, tựa hồ là khổ tu giả. Ai vậy? Phượng Nghi cầm chủ nhíu mày, nàng cũng không nhớ kỹ mình tại viễn cổ thiên đình thời đại, có như thế một vị bằng hữu cũ. Ngược lại là cái này một thân kim bì ngược lại có chút quen thuộc.
thiên đình thời đại có mấy vị đạo hữu đều có được như thế vàng óng ánh skin. Phảng phất là cảm ứng được Phượng Nghi Cầm Chủ thần thức quét hình, cái này bóng người màu vàng óng đột nhiên ngẩng đầu, đối Phượng Nghi Cầm Chủ phương hướng mỉm cười. Bị cảm ứng được, Phượng Nghi Cầm Chủ hơi có chút kinh ngạc, thần trí của nàng quét xem thời điểm, tận lực cam đoan ẩn nấp, không muốn bị đối phương phát giác. Nhưng không nghĩ tới đối phương giác quan nhạy cảm như thế. Rất mạnh. Phượng Nghi Cầm Chủ có thể cảm giác được, tại cái này kim sắc nam nhân thân thể gầy nhỏ bên trong, ẩn chứa bạo tạc đáng sợ năng lượng, hoàn toàn không kém gì nàng. Đối phương nếu như muốn mạnh mẽ xông tới, thiên đình bí cảnh phòng ngự căn bản ngăn không được hắn. Cân nhắc đến vừa cùng đế tôn bộ hạ cũ làm một trận, Phượng Nghi Cầm Chủ không muốn lại phức tạp. Nhượng hắn tiến đến, mời hắn đi thẳng đến động phủ của ta tới. Phượng Nghi Cầm Chủ truyền âm nói. Động phủ của nàng là địa bàn của nàng, là nàng tại thiên đình thời đại lúc cung điện mảnh vỡ. Ở chỗ này, nàng có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Mấy phút sau, vị kia kim sắc nam tử gầy nhỏ mới tại Quảng Đình đường thành viên dẫn dắt đi, đến Phượng Nghi Cầm Chủ động phủ cửa vào. Dẫn đường tiểu đạo trưởng tiến lên tốc độ, là cố ý tại thả chậm bởi vì vừa cùng đế tôn bộ hạ cũ làm qua một trận, đại gia trong lòng đều ôm lòng cảnh giác. Kim sắc nam tử gầy nhỏ cũng không ngại, hắn rất phối hợp cùng tại dẫn đường tiểu đạo trưởng sau lưng, vừa đi một bên thưởng thức chung quanh phong quang. Đến, tiền bối, nơi này chính là Cầm Chủ động phủ. Dẫn đường tiểu đạo trưởng cung kính nói. Vừa dứt lời, tiểu đạo trưởng trong lòng mình giật nảy mình tại đối mặt vị này kim sắc nam tử gầy nhỏ thời điểm, hắn trong bất chi bất giác trong giọng nói liền mang theo cung kính hương vị. Rõ ràng từ đầu tới đuôi, vị này kim sắc nam tử gầy nhỏ đều không có phóng thích qua uy áp, toàn bộ hành trình hòa hòa khí khí, duy trì tiếu dung. Đáng sợ, vị này có lẽ giống như Cầm Chủ, là thiên đình thời đại sống sót đại tiền bối. Tiểu đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng. Tạ ơn tiểu hữu muốn hay không soát một thân kim bì. Làm dẫn đường tạ lễ, ta có thể miễn phí thay ngươi soát tầng 1, bá khí kim, lão thời thượng. Kim sắc nam tử gầy nhỏ mỉm cười nhấc nhấc trong tay mình thùng, bên trong chứa chói mắt sơn vàng. Tiểu đạo trưởng lắc đầu liên tục, khoát tay nói, tạ ơn tiền bối hảo ý, ta cũng không cần. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua một cái cơ duyên. Kim sắc nam tử thu đỡ sơn thùng, nói. Đây chính là liền trường sinh giả đều hâm mộ bảo bối, từng tại viễn cổ thiên đình thời đại, người khác xin ta cho hắn soát tầng 1, ta đều không nỡ đây. Tiểu đạo trưởng sững sờ. Cái này sơn vàng, quý giá như vậy. Quay lại gặp, tiểu đạo trưởng ngươi người rất tốt, kim sắc nam tử đem bàn chải cắm ở trong túi quần, sau đó đẩy cửa vào. Đẩy cửa thời điểm, trong túi quần bàn chải còn tại bãi xuống, cực độ dễ thấy. Tiểu đạo trưởng đứng ở động phủ cổng. Ngây người lão nửa ngày. Hắn sờ lên lồng ngực của mình, hồi tưởng lại vị này kim sắc nam tử, trong lòng của hắn không khỏi trận trận thất lạc. Luôn cảm giác bản thân tựa hồ thật sự đã mất đi một cơ duyên to lớn. Phượng Nghi Cầm Chủ toàn bộ hành trình đem một màn này nhìn ở trong mắt. Viễn cổ thiên đình thời đại, thay người soát sơn, chân quý sơn vàng, bá khí kim. Dựa theo những mấu chốt này từ, Phượng Nghi Cầm Chủ tại trong đầu của mình lục soát. Rất nhanh, một cái kinh điển hình ảnh xuất hiện tại nàng trong trí nhớ. Đó là một cái đã nhớ không rõ tướng mạo nam tử, kêu thảm từ thiên đình một đầu bị người đánh tới một chỗ khác, lão hùng vĩ. Tiếng kêu thảm kia, cả cái người của thiên đình đều nghe rõ ràng. Cũng chính là từ ngày đó về sau, nguyên bản Bạch Long Hoàng biến thành Kim Long Thủy Tổ. Tống đầu gỗ, Phượng Nghi Cầm Chủ nói khẽ. Nhưng là, không giống a. Cái này kim sắc nam tử gầy nhỏ. Bất kể là hình tượng, khí chất, hình thể đều cùng tống đầu gỗ có rất lớn khác nhau. Trong lúc đang suy tư, kim sắc nam tử đã đi tới trước mặt của nàng. Hắn cũng không câu thúc, ngay tại chỗ ngồi xuống. Phượng Nghi Cầm Chủ lúc này hình thể đã thu nhỏ, nhưng thân thể vẫn như cũ có gần 10 mét chi cự. Kim sắc nam tử lại hơi gầy nhỏ, ngồi ở trước mặt nàng lúc, so sánh phía dưới tựa như là tiểu kê cùng côn trùng. Sách, luôn cảm giác người cúi đầu xuống. Liền muốn đem ta mổ xuống dưới ăn hết một dạng. Kim sắc nam tử ngồi xếp bằng tốt về sau, cười ha hả nói. Ngươi là ai? Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Phượng Nghi Cầm Chủ vẫn là hỏi thăm một lần. Kim sắc nam tử nhấc tay nói, đối ám hiệu sao? Ta chính là ta, là nhan sắc không giống nhau khói lửa. Phượng Nghi Cầm Chủ hai mắt hung ác tiếp cận đối phương, đang suy nghĩ cái gì muốn hay không thật sự đem ra hỏa này mổ bên dưới ăn hết.
trong lòng ngươi đã có suy đoán, cần gì phải hỏi nhiều đây. Kim sắc nam tử hai tay nắm lấy chân của mình, ngồi dưới đất như con lật đật một dạng lay động. Phượng Nghi cầm chủ. Lại nói, móng vuốt của ngươi đâu? Làm sao không thấy? Kim sắc nam tử đột nhiên dò hỏi. Ta không có móng vuốt. Phượng Nghi cầm chủ âm thanh lạnh lùng nói. A, kim sắc nam tử sững sờ, sau đó hắn phốc cười ra tiếng. Cười đáp nước mắt đều đi ra. Cười cái gì? Phượng Nghi cầm chủ buồn bực nói, ngọn lửa trên người lập tức tăng vọt. Phượng Nghi tiên tử, ngươi vốn là có được tất phương huyết thống phượng loại thần thú A. Hiện tại liền chân đều bị người hái được, tự thân vẫn còn không biết rõ tình hình. Xem ra, ngươi bị hố một thanh, kim sắc nam tử vẫn như cũ như con lật đật một dạng lay động, nói bổ sung, ngươi có phải hay không cảm giác mình gần nhất biến rất không thích ứng, luôn cảm giác thiếu chút gì. Phượng Nghi cầm chủ ánh mắt ngưng trọng lên. Nếu như không ai nhắc nhở, nàng có lẽ sẽ một mực cảm giác mình thật không có móng vuốt. Nhưng chỉ cần có người điểm phá, lấy nàng cảnh giới, lập tức liền có thể cảm ứng ra không thích hợp. Sở dĩ, ta móng vuốt đâu? Phượng Nghi cầm chủ hỏi. Kim sắc nam tử cười nói, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Phượng Nghi cầm chủ. Đúng rồi, Phong Nghi tiên tử, muốn soát sơn vàng không? Hôm nay ưu đãi, soát tầng một kim bì nửa giá. Nam tử đột nhiên móc ra bản thân trong túi quần bàn trải, lắc lắc. Cút, Phượng Nghi cầm chủ buồn bực nói. Nàng cũng không muốn thay đổi tuyến đường gào to kim Phượng cầm chủ. Người bỏ qua một cái cơ duyên, kim sắc nam tử lắc đầu nói. Ít lắc lư người, nói đi, người tìm đến ta có chuyện gì? Phượng Nghi cầm chủ trầm giọng nói. Người thật đúng là có thể nhịn được, ta và người giật lâu như vậy, người mới nhịn không được tiến vào chính đề. Nếu như đổi thành ta là ngươi, giật lâu như vậy bì, đã sớm một mỏ mổ xuống. Kim sắc nam tử cười nói. Phượng Nghi cầm chủ. Ngươi lại cái cọ xuống dưới, có tin ta hay không thật sự một mỏ đập xuống. Kim sắc nam tử đứng dậy, hắn đưa tay nhấn một cái, sơn vàng thùng cùng bàn trải toàn bộ được thu vào không gian pháp khí bên trong. Sau đó hắn đối Phượng Nghi cầm chủ làm ra ôm động tác, tới đi, trở thành ta chim đi. Sau đó. Phượng Nghi cầm chủ không chút do dự một mỏ mổ xuống dưới. Cái này một mổ nhanh hơn cả chớp giật. Mà lại Phượng Nghi cầm chủ một kích này không lưu tình chút nào, hoàn toàn phải giống như mổ tiểu côn trùng một dạng đem kim sắc nam tử mổ nát. Nói mổ ngươi thật đúng là mổ A, thân là trường sinh giả, công kích của ngươi thủ đoạn liền thật như vậy bần cùng. Kim sắc nam tử vui A đạo, hắn không tránh không né, mặc cho Phượng Nghi cầm chủ mỏ tử mổ ở trên người hắn. Keng! Một tiếng như là hồng trung thanh âm vang lên. Phượng Nghi cầm chủ ra sức một kích, lại chỉ ở kim sắc nam tử trên người cọ sát ra một đạo tiểu hoa ngấn, lộ ra hắn kim sắc sơn tầng hạ ngân sắc thân thể. Làm sao có thể, Phượng Nghi cầm chủ ánh mắt chằm chằm vào bên cạnh kim sắc nam tử, nàng một kích này không có lưu tình, nhưng đánh vào kim sắc nam tử trên người lúc, chẳng những không có đem hắn mổ bay, ngược lại từ đối phương trên người truyền đến phản lực, chấn nàng cái miệng nhỏ nhắn đau nhức. Lúc này. Nàng mỏ đinh xuống mặt đất, cắm ở kim sắc nam tử bên cạnh thân vị trí nếu không có nơi này là động phủ của nàng, đi qua tầng tầng cường hóa, cái này một mổ sẽ trực tiếp mổ ra thâm uyên hố to, cũng gây nên bí cảnh cường độ cao địa chấn. Kim sắc nam tử vẫn như cũ như là con lật đật vòng vo nửa vòng, hắn duỗi ra cương chảo lấy bàn chân nắm đấm, tại Phượng Nghi cầm chủ con mắt trước lắc lư, dương dương đắc ý nói, nhìn thấy chưa, nếu như ta hiện tại một quyền đi qua, con mắt của ngươi liền phải cảm nhiễm lên ta mùi chân. Phượng Nghi cầm chủ nhanh chóng nhắm lại bản thân phía bên phải con mắt, chỉ lộ ra một đường nhỏ. Ta không có ác ý, sở dĩ phản ứng của ngươi không cần như thế quá kích. Kim sắc nam tử nói, lấy ra một bó băng dán, tỉ mỉ thiếp trên người mình cái kia đạo vết cắt bên cạnh, dùng băng dán đem vết cắt vây quanh. Tiếp đó, hắn lấy ra sơn vàng cùng một thanh bàn chải nhỏ, tỉ mỉ đem trên người mình vết cắt bôi bổ, cùng sử dụng giấy giáp tinh tế rèn luyện. Bù đắp vết cắt về sau. Kim sắc nam tử xé đi vết cắt bên trên băng dính, trả lại cho mình trên người phiến khu vực này tiến hành đánh bóng đánh sáp. Phượng Nghi cầm chủ cũng không biết mình bây giờ phải dùng biểu tình gì để diễn tả lúc này sụp đổ nội tâm. Thấy được không, ta lần này dùng chính là sơn vàng số 1, sở dĩ bị ngươi mổ ra một đạo vết cắt tới. Nếu như ta dùng chính là năm đó ở viễn cổ thiên đình sử dụng tới sơn vàng chí tôn hào, ngươi một kích này liền đạo vết cắt đều mổ không ra. Nam tử tóc vàng quơ quơ trong tay mình sơn thùng. Phượng Nghi cầm chủ. Nàng chậm rãi nâng lên đầu của mình,
một lần nữa nhìn xuống kim sắc nam tử. Đồng thời, trong óc nàng phục bàn bản thân vừa rồi một kích kia tràng cảnh. Ta vừa rồi một kích, mổ ở trên thân thể ngươi thời điểm. Uy lực bị suy yếu. Phượng Nghi cầm chủ thanh âm thanh triệt, cảm xúc cũng khôi phục tỉnh táo. Tỉnh táo lại nàng, đưa ra nghi ngờ của mình. Bởi vì ngươi là dựa vào thiên đế đạo, bước vào trường sinh giả cảnh giới. Sở dĩ, ngươi liền bị giới hạn thiên đế đạo. Đây là chuyện đương nhiên, kim sắc nam tử chậm rãi nói. Phượng Nghi cầm chủ, tại gia nhập viễn cổ thiên đình thời điểm, cũng không phải là trường sinh giả. Cùng tứ phương đại đế, Bạch Long Hoàng, Trình Lâm tiên tử các loại một nhóm nguyên sinh trường sinh giả đại lão khác biệt. Nàng chứng đạo trường sinh giả cảnh giới lúc, mượn thiên đạo thiên đình chi đạo bình đài. Mượn thiên đế bình đài, tự nhiên sẽ nhận hạn chế. Phượng Nghi cầm chủ nghe đến đó lúc, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Thân thể của nàng đột nhiên từ ổ giường bên trên bắn lên, gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc nam tử, ngươi, ngươi, ngươi. Đúng, ngươi đoán không lầm, kim sắc nam tử giang hai cánh tay, hiện tại, ta. Chấm vừa là thiên đế, thiên đình đạo, thiên đế đạo, đã bị ta chỗ kế thừa. Phượng Nghi cầm chủ đánh đến giữa không trung về sau, lơ lửng không rơi xuống, nàng dùng sức lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Trên đời này không có gì chuyện không thể nào. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta. Kim sắc nam tử ngồi ngay ngắn, bày ra uy nghiêm bộ dáng, trên thực tế, ngươi cẩn thận cảm ứng liền có thể cảm ứng ra đến, ta hiện tại là thiên đế sự thật. Không móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ nhìn qua tựa như là cái khinh khí cầu, đều nhanh phù đến động phủ nóc nhà đây là bởi vì nàng bản năng muốn tránh né, muốn rời xa kim sắc nam tử. Chớ sợ, ta cùng thiên đế khác biệt, ngoan, xuống tới, ta lại không ăn ngươi. Kim sắc nam tử hướng Phượng Nghi cầm chủ ngoắc. Phượng Nghi cầm chủ chưa hồi phục, vẫn như cũ đóng vai khinh khí cầu nhân vật. Sở dĩ ta lần này đến, là muốn cho ngươi giải thoát. Kim sắc nam tử chậm rãi nói. Phượng Nghi cầm chủ. Ngươi một mực thu thập viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, thậm chí kế hoạch muốn phục sinh thiên đế. Nói trắng ra là bởi vì ngươi còn có năm đó may mắn còn sống sót đạo hữu, đều bị giới hạn thiên đình chi đạo. Nếu không có thiên đình mảnh vỡ ủng hộ. Không có thiên đế đạo ủng hộ, người con đường trường sinh sẽ băng, thậm chí ngươi rất có thể muốn rơi xuống kiếp tiên cảnh giới. Kim sắc nam tử ngẩng đầu lên nói. Giống Phượng Nghi cầm chủ loại này tồn tại, là viễn cổ thiên đình vẫn lạc về sau, lớn nhất người bị hại. Nàng đạo dựa vào viễn cổ thiên đình, so tứ phương đại đế cùng Kim Long Thủy Tổ bị hạn chế lớn hơn. Mà ta có biện pháp để ngươi đạt được giải thoát, Bắc Phương cùng Tây Phương hai tôn đại đế đều đã trải qua thu được tự do. Kim sắc nam tử đứng lên, nhìn về phía Phượng Nghi cầm chủ, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Ta cần làm thế nào? Phượng Nghi cầm chủ cẩn thận hỏi đối mặt dạng này dụ hoặc, không tâm động là không thể nào. Rất đơn giản, kim sắc nam tử lộ ra nụ cười sán lạn, ngươi chỉ cần chết một lần, cái khác ta thay ngươi an bài. Phượng Nghi cầm chủ lâm vào trầm mặc, một lát sau, cho ta điểm suy tính thời gian. Không có vấn đề, loại quan hệ này đến cả đời sự tình. Ngươi thật sự cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhưng là, đừng cân nhắc quá lâu, bởi vì ta giống như bây giờ, trực tiếp hiện thân tiếp xúc ngươi cơ hội cũng không nhiều. Ta không cách nào cam đoan lần sau giống như vậy hiện thân ở trước mặt ngươi, lại là lúc nào. Kim sắc nam tử chậm rãi nói. Phượng Nghi cầm chủ yên lặng gật đầu. Nếu như ngươi cân nhắc đến muốn giải thoát, như vậy có một số việc, ngươi có thể buông xuống. Ngươi không cần lại đi mưu tính lấy khôi phục thiên đế. Cũng không cần lại chấp nhất tại thu thập thiên đình mảnh vỡ, ngươi có thể sống thoải mái hơn điểm. Kim sắc nam tử nói. Ngươi muốn thiên đình mảnh vỡ? Phượng Nghi cầm chủ hỏi. Kim sắc nam tử lắc đầu, ta cùng thiên đế khác biệt, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đối với ta không có ý nghĩa. Đã như vậy, liền để ta lại thu thập một số đi. Phượng Nghi cầm chủ nói. Nàng có thể giải thoát, nhưng nàng tụ lại thiên đình bộ hạ cũ bên trong, có rất nhiều thành viên. Chỉ là toàn tâm toàn ý muốn tái hiện năm đó thiên đình. Coi như nàng giải thoát rồi, nàng vẫn là muốn thủ hộ bọn này ngày xưa thiên đình bằng hữu cũ. Chí ít cho bọn hắn một cái chỗ an thân. Ngươi y như dĩ vãng thiện tâm, sở dĩ gặp gỡ người như ta, ngươi tổng là ăn thiệt thòi, rất dễ dàng bị ta lừa gạt đi bán mình, còn thay ta kiếm tiền. Kim sắc nam tử nói thẳng nói. Phượng Nghi cầm chủ. Có thể hay không tán gẫu a? Có thể hay không hảo hảo tán gẫu a? Bình thường tán gẫu ngươi sẽ chết sao? Nói cách khác, nếu như ngươi có thể được đến giải thoát, liền sẽ không lại truy cứu phục sinh trận pháp sự tình sao?
Lúc này, đột nhiên có một thanh âm tại kim sắc nam tử cùng Phượng Nghi cầm chủ bên cạnh thân vang lên. Một vị anh tuấn bá tống, từ không gian kẽ nứt bên trong bước ra. Vị này anh tuấn bá tống thân mang đồng dạng anh tuấn áo khoác, giơ trong tay một cây dù. Nhìn kỹ có thể phát hiện, cái này dù nhưng thật ra là kiếm vỏ kiếm gai ngược mặt dù. Cái này dù chỉ muốn lắc một cái, liền có thể rũ ra giữ tợn gai ngược, đâm vào địch nhân thể nội sẽ tạo thành xé rách, đại lưu máu trở tổn thương. Là đại hung khí. Ai, Phượng Nghi cầm chủ chầm chầm vào vị này đột nhiên xuất hiện nam tử, vô cùng cảnh giác. Nơi này chính là thiên đình mảnh vỡ tạo thành bí cảnh, khắp nơi bố trí có không gian cấm cố. Đặc biệt là nàng hiện tại ngốc địa phương, là động phủ của nàng, mà lại là động phủ hạch tâm nhất chỗ bế quan. Ở chỗ này mỗi một tấc đất bên trên, đều có nàng tự tay khắc họa không gian cấm cố thủ đoạn. Nhưng vị này đột nhiên xuất hiện nam tử lại là thông qua không gian thủ đoạn, trực tiếp tiến vào bên người nàng. Như vào chỗ không người. Không gian của ta cấm cố có bết bát như vậy sao? Phượng Nghi cầm chủ bắt đầu hoài nghi. Hừm, các ngươi có thể gọi ta, bá tống, Bạch Tiền Bối nghiêm túc nói. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Coi như Tống Thư Hàng bây giờ bị hắn xây đến thiên đạo phòng tối trong vách tường bế tử quan, thế nhân không cách nào nhớ tới bá Tống uy danh. Nhưng chỉ cần hắn còn đóng vai lấy Tống Thư Hàng nhân vật, liền nhất định phải có diễn viên tố chất. Lúc đầu Bạch Tiền Bối là chuẩn bị tìm một cơ hội, đem Phượng Nghi cầm chủ còn có thiên đình dư đảng nhân vật trọng yếu, đóng gói đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong, chờ tương lai Tống Thư Hàng có sức tự vệ về sau, lại đem các nàng thả ra. Nhưng vừa rồi, hắn nghe được kim sắc nam tử cùng Phượng Nghi cầm chủ đối thoại, liền cải biến chủ ý. Bá Tống, Phượng Nghi cầm chủ chầm chầm vào trước mặt bá Tống. Sau một khắc, thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả sinh ra tác dụng. Bá cái bụi Tống, Bạch Thánh Quân, Phượng Nghi cầm chủ kêu lên. Bạch Tiền Bối tay nhỏ cứng đờ bị người ở trước mặt đâm thủng thánh danh, tốt xấu hổ. Cái này còn thế nào diễn tiếp? Hắn đưa tay kích thích trên cổ tay tiểu ngân bài. Thở dài, quả nhiên, Thư Hàng bị lưu tại phòng tối bên trong về sau, một kiện đổi thánh hào công năng liền sẽ mất đi hiệu lực, cái này không dễ chơi. Phượng Nghi cầm chủ, kim sắc nam tử, nghĩ nghĩ về sau, Bạch Tiền Bối đưa tay khẽ đảo. Một cái thánh ấn hiển hiện tại bàn tay hắn. Nhìn qua thánh ấn, Bạch Tiền Bối lâm vào trầm tư. Không, không tốt, Bạch Tiền Bối lại thất thần, da đen vũ nhu tử nửa người từ trong bóng tối chui ra, nhắc nhở. Không thất thần, ta chỉ là đang tự hỏi vấn đề. Bạch Tiền Bối xoay người, cưng chiều mà sờ lên da đen vũ nhu tử đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía vị kia kim sắc nam tử, lên tiếng hỏi, đạo hữu, trong tay ngươi sơn vàng bán không? Đương nhiên bán, hôm nay ưu đãi đại chủ tân, nửa giá bán ra, mua một tặng một. Kim sắc nam tử lộ ra cởi mở tiếu dung, phảng phất như là tìm được tri âm. Mời cho ta đến một thùng, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Kim sắc nam tử lấy ra một thùng mới sơn vàng, đưa cho Bạch Thánh, mặt khác còn tặng kèm một loạt to to nhỏ nhỏ bàn trải, số một sơn vàng giá gốc một cái cửu phẩm linh thạch, nửa giá thu ngươi năm mai bát phẩm linh thạch. Nếu như khách nhân ngươi ưa thích, ta cái này còn có mấy loại kiểu dáng, chí tôn khoản chỉ muốn 888 mai cửu phẩm linh thạch, liền có thể mang về nhà. Bạch Tiền Bối tiếp nhận sơn vàng, sau đó đem bản thân thánh ấn đảo ngược. Hắn dùng bàn trải nhỏ tỉ mỉ trên thánh ấn quét tầng một thật dày sơn vàng, đem nguyên bản Bạch Thánh Quân thánh hào che giấu. Đây là làm gì? Phượng Nghi cầm chủ một mặt mộng bức. Cho thánh ấn soát sơn vàng. Nhưng là bát phẩm huyền thánh thánh ấn, là một loại khái niệm vật phẩm. Chỉ muốn thu trở về, lần sau phóng xuất ra lúc, vẫn như cũ là mới tinh bộ dáng. Coi như soát bên trên sơn vàng, cũng không thể để hắn biến thành kim ấn A. Trong lúc đang suy tư, trước mắt vị này Bạch Thánh đã dùng sơn vàng trên thánh ấn quét 1 cm dày sơn tầng. Sau đó, hắn bắt đầu phía trên thánh ấn sơn tầng bên trên một lần nữa khắc họa, khắc lên bá. Tống chữ. So bá Tống muốn nhiều cái điểm, nhưng đọc là giống nhau hiệu quả. Xong rồi, Bạch Thánh trên thánh ấn nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Cái này một hơi, tựa như là một loại ban cho thánh ấn quán vào mới linh tính. Thánh ấn lập lòe tỏa sáng. Lại nói tiếp, Phượng Nghi cầm chủ phát hiện mình chằm chằm vào Bạch Thánh nhìn lên, thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả, cứ nhiên biến thành bá. Tống hiệu quả. Phượng Nghi cầm chủ. Đây là cái gì thao tác? Nàng sống lâu như vậy, từ viễn cổ thời đại một mực sống đến bây giờ,
cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có thể như thế đổi bản thân thánh hào. Đơn giản quá, muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ là cái này sơn vàng công năng? Cái này sơn vàng, thần kỳ như vậy. Phượng Nghi cầm chủ quay đầu nhìn về kim sắc nam tử. Nhưng là, kim sắc nam tử đồng dạng trừng to mắt, miệng há lão đại, một mặt tiêu chuẩn mộng bức biểu lộ, nhìn qua Bạch Thánh. Vẻ mặt này liền rất rõ ràng, sơn vàng cũng không có sửa đổi thánh hào hiệu quả. Rất tốt, hiện tại, ta chính là bá tống huyền thánh. Bạch tiền bối hài lòng nói, hắn đem bản thân thánh ấn giao cho da đen vũ nhu tử, để cho nàng đảm bảo. Bởi vì thánh ấn thu về, liền sẽ bị hoàn nguyên. Vì duy trì sơn vàng hiệu quả, tạm thời chỉ có thể làm cho thánh ấn treo ở bên ngoài. Tiếp đó, chúng ta nói chuyện đi, tân sinh bá, tống huyền thánh đối Phượng Nghi cầm chủ cùng kim sắc nam tử nói. Kim sắc nam tử mỉm cười, đạo hữu thỉnh giảng. Ngươi là thế nào tiến vào? Phượng Nghi cầm chủ đoạt hỏi. Thông qua ta không gian thiên phú năng lực tiến vào, yên tâm đi, ngươi không gian cấm cố rất phức tạp, bình thường người phá giải không được, không cần lo lắng. Bạch tiền bối an ủi. Phượng Nghi cầm chủ. Vừa rồi ta nghe hai vị giao lưu, chỉ muốn Phượng Nghi tiên tử giải thoát, cũng không cần để ý phục sinh trận pháp sự tình, liên quan tới chuyện đã qua, liền có thể xóa bỏ sao? Bạch tiền bối lên tiếng nói. Chuyện quá khứ, Phượng Nghi cầm chủ nghi ngờ nói. Hừm, ngươi nên không ký ức, kỳ thật chủ yếu chính là các ngươi cất giữ nho gia thánh nhân phục sinh trận pháp, bởi vì chúng ta nguyên nhân xảy ra chút ngoài ý muốn. Móng vuốt của ngươi không có, cũng coi là ta nguyên nhân. Nhưng là ngươi tới trước đối chúng ta, cho nên nói trở về, móng vuốt sự là chính ngươi nồi. Bạch tiền bối giải thích nói. Phượng Nghi cầm chủ đau khổ hồi ức, lại không có thể nhớ tới bất cứ chuyện gì. Liên quan tới chuyện này, đại gia có thể hay không tọa hạ hảo hảo nói chuyện, thương thảo bên dưới phương án giải quyết. Không cầu xóa bỏ, nhưng luôn luôn hảo hảo nói chuyện, nhìn xem có thể hay không giải quyết. Bạch tiền bối hai tay cắm ở túi áo khoác bên trong âm thầm bóp tốt kiếm quyết. Không đợi Phượng Nghi cầm chủ trả lời, bên cạnh kim sắc nam tử đột nhiên lên tiếng nói, bá tống đạo hữu, ta trước cùng Phượng Nghi tiên tử nói chuyện được chứ? Bạch tiền bối nhìn về phía Phượng Nghi cầm chủ. Ta cùng Phượng Nghi tiên tử tự mình hảo hảo nói chuyện. Kim sắc nam tử lên tiếng nói. Hắn tựa hồ phát hiện bạch tiền bối trong bóng tối bóp kiếm quyết. Cũng tốt, bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Phượng Nghi tiên tử, ta cho rằng ngươi cùng bá tống huyền thánh ở giữa, kỳ thật tồn tại một số hiểu lầm. Sở dĩ, nếu như có thể mà nói, đại gia có thể ngồi xuống đến, hảo hảo nói chuyện. Kim sắc nam tử nói. Ngươi biết cái kia gọi bá tống. Phượng Nghi tiên tử trừng mắt lên. Kim sắc nam tử nghe được vấn đề này về sau, nhanh chóng trả lời, nam, bá tống là nam. Phượng Nghi cầm chủ. Cái này ông nói gà bà nói vịt trả lời là có ý gì? Không đúng, đợi đã, để cho ta chậm rãi. Kim sắc nam tử đưa tay, liên tục đong đưa nói, ta đối với ngươi vừa rồi tra hỏi phương thức có chút quá mẫn. Phượng Nghi cầm chủ, không đúng, sở dĩ bá tống là cái tiên tử. Không phải ý tứ này, đừng chạy đề. Kim sắc nam tử ngồi ngay ngắn, tiến vào nghiêm túc trạng thái, đón lấy đến ta nói cho đúng là bí mật to lớn, quan hệ đến bá tống huyền thánh thân phận. Bí mật này, tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Ngươi nói, Phượng Nghi cầm chủ nói, ta cũng không phải là miệng lưỡi người, chỉ muốn thân phận của hắn hoàn toàn chính xác quan hệ trọng đại, ta tuyệt không truyền cho người ngoài. Kỳ thật không chỉ có là ta, Phượng Nghi tiên tử ngươi kỳ thật cũng biết hoặc nghe qua bá tống huyền thánh, bởi vì... Hắn là nho gia thánh nhân chuyển thế, kim sắc nam tử trầm giọng nói, đây cũng là hắn vì sao lại xâm nhập đến người âm thầm bố cục nho gia thánh nhân phục sinh đại trận không gian nguyên nhân. Bởi vì cái kia vốn là chính là hắn ở kiếp trước bày ra chuẩn bị ở sau. Một thế này, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ trở về. Tựa như là nhân loại bình thường sau khi lớn lên luôn luôn ăn cơm uống nước một dạng, là một loại bản năng. Phượng Nghi cầm chủ, nho gia thánh nhân chuyển thế. Bên cạnh. Bạch tiền bối xoa cằm, rơi vào trầm tư thánh nhân chuyển thế. Tự nhiên mà vậy đi vào ở kiếp trước bố cục chuẩn bị ở sau. Điểm ấy không thể nghi ngờ, tạm thời liên quan tới bá tống huyền thánh tin tức chịu đến che đậy, người trong lúc nhất thời nhớ không nổi hắn. Nhưng người hiện tại chỉ cần nhớ kỹ ta những lời này, chờ đầu óc người bên trong liên quan tới bá tống huyền thánh tin tức khôi phục về sau, người lại cẩn thận so sánh ta, người liền sẽ phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Bất kể là ánh mắt của hắn. Năng lực của hắn, khắp nơi đều mang nho gia thánh nhân đặc sắc. Kim sắc nam tử biểu lộ nghiêm túc. Phượng
Phượng Nghi cầm chủ như có điều suy nghĩ, nói, nếu như hắn thật sự là Nho Gia thánh nhân chuyển thế, cái kia liên quan tới phục sinh đại trận sự tình, ta ngược lại không tiện cùng hắn so đo. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể sử dụng thủ đoạn, lặng lẽ đi Nho Gia tìm hiểu tin tức. Nho Gia đối với chuyện này phong bế rất nghiêm, nhưng lấy ngươi thủ đoạn, chỉ là đi xác nhận tin tức này, không khó lắm. Kim sắc nam tử nhắc nhở. Ngươi không nói, ta cũng sẽ suy nghĩ biện pháp xác định. Phượng Nghi cầm chủ trả lời. Kim sắc nam tử lại nói, mặt khác, có kiện sự tình ta nhất định phải cùng ngươi nói lại. Ngươi nói, ta nghe. Phượng Nghi cầm chủ nói. Kim sắc nam tử nói bổ sung, ngươi nếu là nhớ lại bá Tống Huyền Thánh tin tức lúc, nói không chừng ngươi trong trí nhớ sẽ đem hắn cùng Trình Lâm liên hệ tới. Nhưng ngươi không cần khẩn trương, bởi vì hắn trên người Trình Lâm khí tức chỉ là ngoài ý muốn, không phải tự mang, mà là bị nhiễm lên. Tháng này sau khi kết thúc, trên người hắn Trình Lâm khí tức liền sẽ tiêu tán. Vừa nhắc tới Trình Lâm lúc, Phượng Nghi cầm chủ toàn thân khí tức liền không bị khống chế. Nàng đối Trình Lâm oán hận, không suy giảm. Nho Gia thánh nhân chuyển thế, vì sao lại cùng Trình Lâm dính líu quan hệ? Phượng Nghi cầm chủ chằm chằm vào kim sắc nam tử. Cũng không có nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, thánh nhân chuyển thế đã từng từ Trình Lâm trong di tích đi qua, nhiễm lên nàng khí tức, chỉ thế thôi. Kim sắc nam tử đáp, mà lại, giao chỉ nữ đế Trình Lâm. Nàng đã hoàn toàn chết đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Phượng Nghi cầm chủ cười lạnh nói. Kim sắc nam tử đứng lên, tự tin nói, lần này không giống nhau, nàng lần này là chân chính hoàn toàn chết đi, không còn có phục sinh cơ hội. Liền ngay cả nàng con đường trường sinh, cũng đã không cách nào đưa nàng một lần nữa thai nghén. Một tháng sau, chư thiên vạn giới, liền không còn có Trình Lâm khí tức. Phượng Nghi cầm chủ xa vào đến trầm mặc. Một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Bạch Thánh Quân, hỏi, Bạch Thánh Quân cùng bá Tống Huyền Thánh lại là cái gì quan hệ? Đã từng cảm giác là cái phổ thông hậu bối, hiện tại cảm giác bá Tống rất đặc thù, Bạch Tiền Bối trả lời. Bá Tống Huyền Thánh thật sự là Nho Gia thánh nhân chuyển thế. Phượng Nghi cầm chủ hỏi. Bạch Tiền Bối đáp, ta từng gặp, hắn lấy Nho Gia thánh nhân tư thái hiện thân, đối kháng đại địch. Hiền lành như hắn, lúc này tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất tại loại này thời điểm then chốt, hắn chí ít không thể giúp trở ngại. Chỉ cần thuận theo tự nhiên để sự kiện phát triển tiếp là đủ. Phượng Nghi cầm chủ lại trầm mặc một lát, đột nhiên lại hỏi, ta móng vuốt đâu? Đợi đã về lúc gặp mặt, ta sẽ đem móng vuốt của ngươi mang về. Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Tốt, như vậy, chờ bá Tống Huyền Thánh trạng thái khôi phục, ta sẽ đích thân lại đi xác định hắn có hay không là Nho Gia thánh nhân. Nếu là, ta cùng hắn có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Phượng Nghi cầm chủ xác định nói. Như thế rất tốt, sự tình như là đã giảng mở, như vậy ta liền đi đầu một bước. Kim sắc nam tử cười nói, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi nhìn rất vội vàng, tựa hồ là muốn trốn tránh. Như vậy, người cùng bá Tống ở giữa lại là cái gì quan hệ? Phượng Nghi cầm chủ đột nhiên lại tiếp cận kim sắc nam tử, nếu như nói, Bạch Huyền Thánh là bá Tống hảo hữu, quan hệ rất tốt, sở dĩ hắn đến đây tìm ta, muốn giải quyết ta cùng bá Tống Huyền Thánh ở giữa hiểu lầm. Vậy còn ngươi? Kim sắc nam tử tại đối mặt bá Tống Huyền Thánh sự kiện thời điểm, rõ ràng quan tâm tới đầu. Thậm chí nàng cẩn thận hồi tưởng, kim sắc nam tử nói trợ nàng giải thoát còn có các loại phương án, hoàn toàn là vì giải quyết bá Tống Huyền Thánh cùng nàng ở giữa khả năng tồn tại ân oán, chôn làm nền. Chỉ phải hồi tưởng một chút liền có thể phát hiện, hắn là tại bá Tống Huyền Thánh chùi đít. Trong trí nhớ, hắn cùng Nho Gia ở giữa cũng không có gì quan hệ a. Vẫn là bị ngươi phát hiện, Phượng Nghi tiên tử ngươi vẫn là tâm tư tỉ mỉ. Kim sắc nam tử thở dài, quay người. Phượng Nghi cầm chủ chăm chú nhìn hắn. Kỳ thật, ta là bá Tống Huyền Thánh mụ mụ, kim sắc nam tử dương dương đắc ý nói. Sau một khắc, một cây sắc bén tóc dài như là trường mâu, hung hăng hướng hắn phần eo đâm vào. Tóc dài đâm ra, có sinh tử, khô khốc pháp tắc làm bạn. Đốt, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Kim sắc nam tử đắc ý nói, thấy không, dựa theo đối tượng tính cách khác biệt, đánh ta thời điểm phát ra thanh âm cũng sẽ khác biệt. Phượng Nghi tiên tử ngươi đối ta thời điểm phát ra là kéo dài tiếng chuông, mà vị này ngốc mao tiên tử phát ra lại là thanh thúy đinh đinh tiếng. Đang khi nói chuyện, sợi tóc dài kia cuốn thành xoắn ốc kiếm hình, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Chớ chuyển, chớ chuyển, ta lần này thân thể cứng rắn đáng sợ, không thể so với lần trước kém. Lần trước thân thể, người cắn đều không cắn nổi, lần này thân thể,
người dùng tóc đâm, khẳng định cũng đâm không thấu. Kim sắc nam tử cúi đầu, ôn nhu cười nói, nhìn thấy ngươi còn bình an vô sự, ta an tâm. Xoay tròn tóc dài, dừng lại sát na. Thật có lỗi, lần sau ta đổi cô yếu ớt điểm thân thể, để ngươi đánh một trận bớt giận. Hiện tại ta, đối bị đánh rất có tự tin. Kim sắc nam tử nhẹ nhàng điểm một cái sở các chủ tóc dài. Sau đó, thân hình hắn lui về phía sau, dung nhập vào không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phượng Nghi tiên tử, xin mau sớm cân nhắc. Phượng Nghi cầm chủ. Quay đầu ta liền đem không gian cấm cố trận pháp cường hóa gấp 10 lần. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Phượng Nghi cầm chủ lại nhìn phía Bạch Huyền Thánh, ngươi có phải hay không cũng phải dùng không gian năng lực, siêu một chút tháo chạy rồi. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ, lễ phép hỏi, vậy ta đi cửa chính. Phượng Nghi cầm chủ dùng cánh nhọn vuốt vuốt đầu của mình, cảm giác sọ não đau, được rồi, ngươi vẫn là siêu một chút rời đi đi. Ngươi nếu là từ cửa chính đi, ta muốn làm sao cùng người khác giải thích ngươi. Cái kia Phượng Nghi tiên tử, chúng ta xin từ biệt. Bạch tiền bối cười ôm quyền cáo biệt. Sau này còn gặp lại, mặc dù ngươi hố ta móng vuốt. Nhưng ta cảm giác Bạch đạo hữu ngươi thuộc về rất có nghĩa khí loại hình, ta cũng không chán ghét như ngươi loại này tính cách đạo hữu. Về sau chúng ta có lẽ có thể kết giao bằng hữu. Phượng Nghi cầm chủ đột nhiên nói. Bạch tiền bối mỉm cười, nếu có duyên gặp lại, ta cùng ngươi cùng uống một chén. Tốt, Phượng Nghi cầm chủ gật đầu nói. Bạch tiền bối đưa tay vạch một cái, kiếm quang hiện lên, thân hình của hắn dung nhập ở trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phượng Nghi cầm chủ thân thể khổng lồ chậm rãi hạ xuống bản thân ổ giường bên trên. Là đặc thù độn thuật sao? Vừa rồi mơ hồ nhìn thấy kiếm quang xẹt qua, kia kiếm quang ẩn chứa kỳ quái không gian ba động, nàng cánh nhẹ nhàng huy động, trong hư không viết xuống một chuỗi pháp thuật phù văn công thức. Nàng muốn thăng cấp động phủ của mình, chế tạo lần nữa cấm cố không gian trận pháp. Vừa rồi vị này Bạch Thánh đặc thù độn thuật, cũng nhất định phải đặt vào trọng điểm phòng bị đối tượng phạm vi. Bạch tiền bối chạy trốn thiên đình dư đảng bí cảnh về sau, giáng lâm đến thú tu giới một chỗ đỉnh núi. Sở tiền bối, vừa mới cái kia kim sắc người là ai? Da đen vũ nhu tử chui ra, hiếu kỳ hỏi. Sở các chủ tóc dài đã lùi về bình thường chiều dài, yên lặng tại Bạch tiền bối đỉnh đầu xoay quanh. Nghe được vũ nhu tử vấn đề về sau, sở các chủ nghĩ nghĩ, trả lời, tống đầu gỗ. Há, tống tiền bối trước kia thường xuyên bị không hiểu thấu bị đánh đầu sỏ gây ra. Da đen vũ nhu tử đem cái này tin tức ghi chép lại, cũng tại tin tức này bên trên vẽ lên đỏ vòng tiêu ký, đến lúc đó chuẩn bị cùng hưởng cho bản thể. Nhưng là, vị này tống đầu gỗ trưởng cùng thư hàng cũng không tương tự a, liền ngay cả khí chất cũng chênh lệch cực lớn. Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng hỏi. Trước kia hắn bộ dáng không phải vậy. Mà lại lần này xuất hiện cũng không phải diện mục thật của hắn. Sở các chủ đáp, nàng hôm nay tựa hồ không hăng hái lắm. Da đen vũ nhu tử liền không còn sách đề tài này. Bạch đạo hữu ngươi đang suy nghĩ gì? Tập trung vào a, tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Bạch tiền bối lắc đầu, nói, không thất thần, ta đang suy nghĩ nho gia thánh nhân sự. Da đen vũ nhu tử, tống tiền bối thật là nho gia thánh nhân chuyển thế. Tại không có 100% xác định hoặc phủ định trước đó, ta khó trả lời vấn đề này. Bạch tiền bối nheo mắt lại, nhìn về phía dưới. Dưới đỉnh núi là một chỗ cửu u tà năng phi thường nồng đậm địa phương. Viễn cổ thiên đình dư đảng sự tình, bởi vì vị kia tống đầu gỗ đạo hữu nguyên nhân, xem như giải quyết. Vậy kế tiếp, tại thư hàng xuất quan trước, thú tu giới cái này tai họa ngầm, nhìn xem có thể hay không xử lý một bộ phận. Tiếp tục để khối kia màu đen bia lớn giữ lại lời nói, trước mắt đối tống thư hàng rất bất lợi. Bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút về sau, hỏi, tiên tử, người có thể hướng thư hàng xin khai thông một chút hạch tâm thế giới quyền hạn sao? Tiếp đó, chúng ta cần thư hàng hạch tâm thế giới phối hợp. Công đức xà mỹ nhân khẽ gật đầu. Theo tống thư hàng tấn cấp, hạch tâm thế giới cũng kém không nhiều là thời điểm lại cho ăn một lần. Thiên đạo ngục bức tường ngăn cản khoảng cách bên trong. Bia đá đạo hữu ngẩng đầu vọng thiên. Tại hắn bia đỉnh, là một mảnh bầu trời xanh thẳm, dưới thân thì là một tòa 10 phần phồn vinh thành trấn. Thành trấn ở vào ven biển vị trí. Tại cái này phồn vinh trên tiểu trấn, người đến người đi, dòng xe cộ không thôi. Cốt thép nước bùn đại lâu, rộng rãi nhai đạo. Tại bia đá đạo hữu xem ra, phi thường có dị vực phong cách.
đây chính là bá tống đạo hữu sinh hoạt thành thị sao? Bia đá chậm rãi nói. Hắn hiện tại vị trí, trông thấy đến hết thảy, đều là bế quan bên trong tống thư hàng trên người chỗ toát ra tới. Đây là chân thực huyễn tượng. Không còn là mượn nhờ ma thần trụ hình thành ngụy sa mạc thế giới, cũng không còn là kim đan cấu đổ chỗ hình chiếu. Lần này là tống thư hàng chân chính nương tựa theo thất phẩm tôn giả lực lượng, đang bế quan thời điểm, một sợi suy nghĩ biến thành huyễn tượng. Có thể nói, trước kia tống thư hàng bế quan cũng chỉ là cạn độ bế quan. Mà lần này, hắn là chân chính tiến vào chiều sâu bế quan hình thức. Đây là một cái sự kiện quan trọng thức tiến bộ. Tại chân thực huyễn tượng bên trong, nhiều loại hư ảo nhân vật, như là chân thực, diễn lại nhân sinh của mình. Có lẽ, liền ngay cả huyễn tượng bên trong những người này, chính mình cũng cho rằng tự thân là chân thật tồn tại. Từ xưa đến nay, rất nhiều đại lão đều cho rằng thất phẩm tôn giả thiên phú chân thực huyễn tượng, là cái rất đặc thù năng lực. Bình thường tới nói, năng lực này không phải là thất phẩm tôn giả có thể nắm giữ lực lượng. Thất phẩm tôn giả bất kể là đối pháp tắc lý giải, đối bản nguyên lực lượng nắm giữ, theo lý thuyết, đều không đủ lấy sinh ra chân thực huyễn tượng kỳ tích như thế này. Nhưng hết lần này tới lần khác chư thiên vạn giới người tu luyện, một đạt tới thất phẩm cảnh giới về sau, liền có thể sinh ra cũng nắm giữ chân thực huyễn tượng thủ đoạn này. Tống Thư Hàng lúc này hình chiếu đi ra huyễn tượng đúng là hắn quê hương Văn Châu thị bộ dáng. Bất quá rất nhanh, cái này chân thực huyễn tượng lại phát sinh biến hóa. Tràng cảnh từ Văn Châu thị hoán đổi đến Giang Nam Đại học thành. Nhà cao tầng biến hóa thành từng sàn lầu dạy học, quảng trường hóa thành thao trường cùng sân vận động, cư dân phòng hóa thành ký túc xá. Đồng thời, trước đó sinh hoạt tại huyễn tượng Văn Châu thị các cư dân, trên người cực nhanh phát sinh biến hóa. Bọn hắn tại hướng phía trước trong quá trình bước đi, quần áo trên người biến hóa, hoán đổi, bộ dáng cũng không ngừng cải biến. Tại 10 bước bên trong, tất cả cư dân đều biến ảo thành học sinh, lão sư cùng trường học công nhân viên chức, trở thành trường học một bộ phận. Cả cái hoán đổi quá trình, nước chảy mây trôi. Thậm chí nếu như có người tiến vào cái này chân thực huyễn tượng bên trong, đi tiếp xúc những thứ này chân thực huyễn tượng bên trong nhân vật, liền sẽ phát hiện tại 10 bước bên trong, bọn hắn đối tự thân nhận biết cũng đã từ cư dân chuyển đổi thành học sinh. Bia đá đạo hữu yên lặng cảm thán. Đây chính là thất phẩm tôn giả chân thực huyễn tượng năng lực. Chúng sinh như mộng, vạn vật như mộng, thế giới như mộng. Trước đó, tại tán tài vương tọa sau nhà gỗ không gian bên trong, tam nhãn tiền bối cố ý nhắc nhở Tống Thư Hàng, tấn thăng thất phẩm về sau, không cần vội vã tấn cấp. Mà là tận lực đi nắm giữ, lý giải chân thực huyễn tượng. Tam nhãn tiền bối lời nói, Tống Thư Hàng nghe lọt được. Tống Thư Hàng hiện tại, tựa hồ tại thử nghiệm khung một cái chân chính thuộc về mình chân thực huyễn tượng hệ thống. Bia đá đạo hữu rất ngạc nhiên, Tống Thư Hàng cuối cùng đến cùng hội diễn dịch ra một thế giới như thế nào tới. Trong lúc đang suy tư, chân thực huyễn tượng Giang Nam Đại học thành bầu trời, biến hắc ám. Có đại hắc ám bao phủ toàn bộ thế giới, đem thế giới thôn phệ. Chân thực huyễn tượng không gian, hóa thành hỗn độn. Lại qua dài rằng giặc thời gian về sau, trong hỗn độn có quang mang xuất hiện. Quang mang kia là từng cái ký tự. Vô số không cùng vô số một. Đây là cái gì đồ chơi? Bia đá đạo hữu một mặt mộng bức. Đây là cái gì đồ chơi? Thư Hàng, đi ra cho ta một chút, con mắt hoa. Bia đá đạo hữu kêu lên. Tại hắn trước mắt có vài ức cái không cùng một. Nếu như toàn bộ miêu tả xuống tới, dùng vài cuốn sách đều ghi chép không xuống. Nhìn hắn hoa mắt. Tại bia đá đạo hữu kêu gọi thời điểm. Có một chuỗi không cùng một tạo thành người hình dáng, đối mặt với hắn, bia đá đạo hữu, chớ hoảng sợ, cần ta cho ngươi cái ôm sao? Bia đá đạo hữu, hắn cũng không trả lời Tống Thư Hàng, chỉ là trên người Tống Thư Hàng chi mộ vài cái chữ to, bắt đầu lập lòe tỏa sáng. Hiện tại hắn phát hiện, trên người mình mấy chữ này có đôi khi thật tốt làm. Lúc này, Tống Thư Hàng bắt đầu giải thích nói, những này là số tự, tròn chính là không, dựng chính là một. Ngươi làm nửa ngày, liền chỉnh ra như thế cái chân thực huyễn tượng đi ra. Bia đá trên người đạo hữu Tống Thư Hàng chi mộ càng thêm lóe sáng. Nếu như những thứ này trong hỗn độn ánh sáng chỉ là số tự mốt cùng không lời nói, vậy cái này chỉ sợ là hắn tiếp xúc qua nhất không hiểu thấu cũng là vô dụng nhất chân thực huyễn tượng. Bia đá đạo hữu ngươi cũng không nên xem thường hai chữ này số, tại một loại tên là lập trình viên nhân loại trong mắt, bọn chúng có được sáng tạo hết thảy năng lực. Tống Thư Hàng sục sôi trả lời. Chỉ cần là ngươi có thể nghĩ tới hết thảy, đều có thể thông qua hai cái này số tự để hoàn thành.
Nói thế nào bạn cùng phòng Lý Dương Đức cũng là lập trình viên bên trong một viên, Tống Thư Hằng đối với phương diện này vẫn có nghe thấy. Sáng tạo hết thảy, bia đá đạo hữu sững sờ. Cái này lợi hại a. Nếu thật như thế, cái này chân thực huyễn tượng tiềm lực vô hạn, tiến có thể công lui có thể thủ, diệu dụng vô tận. Bất quá, bia đá đạo hữu rất nhanh lại nghĩ tới một cái chỗ mấu chốt, hỏi, như vậy, người cùng lập trình viên loại kia sinh vật quen thuộc sao? Người biết làm sao đem những thứ này không cùng một biến thành vật mình cần sao? Ta tại lên đại học thời điểm, học chính là máy móc chế tạo. Đối với lập trình phương diện, ta chỉ nhìn qua vài cuốn sách, nhưng thiếu khuyết hệ thống hiểu rõ. Tống Thư Hằng ngẩng đầu vọng thiên. Bia đá đạo hữu sững sờ, đại học là ai? Tống Thư Hằng. Hừm, đợi đã, ngươi không cần trả lời, từ trên mặt của ngươi ta đã nhìn ra ý tứ tới. Bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Từ mấy ngàn không cùng một tạo thành Tống Thư Hằng mặt to, biểu lộ càng thêm sinh động như sống. Trước kia còn cần đọc mặt thuật đến phối hợp, mới có thể đọc đến hắn ý tứ. Hiện tại những thứ này không cùng một có thể trực tiếp tổ hợp thành văn tự, đem Tống Thư Hằng tâm tư viết ở trên mặt. Tống Thư Hằng. Sở dĩ, nói nửa ngày, người cái này chân thực huyễn tượng không có chút tác dụng chỗ. Bia đá đạo hữu hữu khí vô lực nói, thừa dịp chân thực huyễn tượng còn không có định hình, tranh thủ thời gian về lô trùng tạo đi. Thất phẩm tôn giả chân thực huyễn tượng là đem bản thân nội tâm khắc sâu nhất tràng cảnh ký ức cụ hiện hóa đi ra, sau đó trải qua hơn 10 năm thậm chí là mấy trăm năm suy nghĩ, mới có thể triệt để thành hình. Tống Thư Hằng bây giờ trở về lô trùng tạo còn tới kịp. Không vội không vội, kỳ thật bằng vào ta hiện tại năng lực học tập, ta dành thời gian đi học tập hạ máy tính lập trình loại hình, hẳn là còn tới kịp. Chỉ phải cho ta 10 ngày nửa tháng, ta liền có thể tiến hóa làm một đầu lập trình viên. Tống Thư Hằng cười nói. 10 ngày nửa tháng về sau, nói không chừng ngươi liền tấn cấp. Bia đá đạo hữu nói. Đừng nói mò, ta trước đó tại độ kiếp sau ý thức đã từng tiến vào tán tài vương tọa, tiếp xúc qua tam nhãn đại lão. Đại lão căn dặn ta nói. Để cho ta tại thất phẩm cảnh giới lúc không cần vội vã tấn cấp, nhất định phải hảo hảo suy nghĩ chân thực huyễn tượng năng lực. Lần này ta khẳng định phải hảo hảo suy nghĩ, tranh thủ hiểu rõ chân thực huyễn tượng năng lực. Tống Thư Hằng chân thành nói. Ủng hộ, bá Tống đạo hữu, ngươi là tuyệt nhất, bia đá đạo hữu cho hắn khích lệ nói đồng thời, trên người nó Tống Thư Hằng chi mộ mấy chữ, bắt đầu như tiểu tinh tinh một dạng, có tiết tấu lóe lên. Tống Thư Hằng, thật sự nói lời nói thời điểm. Bia đá đạo hữu ngươi có thể đừng như thế tú sao? Bia đá đạo hữu đình chỉ lấp lóe hành động, lên tiếng nói, ngươi bây giờ đang đứng ở bế quan trạng thái, ngươi chuẩn bị làm sao học tập tiến hóa làm lập trình viên? Đó là cái vấn đề lớn, Tống Thư Hằng nói. Có lẽ ta hẳn là cân nhắc sớm xuất quan. Muốn xuất quan lời nói, ít nhất chờ ngươi hấp thu xong thiên đế đạo quả rồi nói sau. Bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Thiên đế đạo quả bên trong ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, Tống Thư Hằng đến bây giờ còn không hấp thu xong. Nếu như không có cách nào lời nói, liền phải cân nhắc về lô trùng tạo. Tống Thư Hằng tấm kia từ một cùng không tạo thành mặt một trận run rẩy. Một lát sau, hắn đột nhiên lại nói, đúng rồi, nói lên nghiên cứu chân thực huyễn tượng, ta đột nhiên có một ý tưởng. Chủ đề lại vượt lên rồi, bia đá đạo hữu trong lòng ngầm thở dài. Tốt lần này nhảy vọt không tự quá đột ngột. Nói đi, trong đầu của ngươi có cái gì to gan ý nghĩ? Bia đá đạo hữu hỏi. Tống Thư Hằng gật đầu nói, ngươi nói, ở cái này một cùng không tạo thành thế giới bên trong, nếu như ta lại triệu hoán một cái chân thực huyễn tượng về sau, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Bia đá đạo hữu, cái gì? Loại chuyện này làm sao có thể làm đến? Liền xem như nắm giữ lấy hai loại khác biệt chân thực huyễn tượng năng lực thất phẩm tôn giả, cũng không có khả năng đem hai cái khác biệt chân thực huyễn tượng trùng điệp. Ta cái thứ nhất chân thực huyễn tượng năng lực, là lục phẩm thời điểm mượn nhờ ngoại lực thành hình. Trên lý luận tới nói, hắn cùng ta tự thân chân thực huyễn tượng hẳn là sẽ không sinh ra xung đột. Tống Thư Hằng nói. Nói thử liền thử. Sau đó, hắn bắt đầu triệu hoán ngụy, sa mạc thế giới huyễn tượng. Tại không cùng một tạo thành thế giới bên trong, từng cây ma thần trụ dựng đứng. Đến rồi, thật sự đi ra. Tống Thư Hằng cười ha ha nói. Trong hỗn độn. Cái này từng cây ma thần trụ chống đỡ lên một phiến thiên địa. Một cái vô hạn sa mạc thế giới thành hình. Mà cái kia phiến đen kịt hỗn độn cùng vô số lấp lóe không cùng một đêm cái này sa mạc bao khỏa, trở thành sa mạc bầu trời. Bia đá đạo hữu rơi vào đến trong sa mạc. Ở bên cạnh hắn,
tấm kia từ không cùng một tạo thành tống thư hàng khuôn mặt, đồng dạng dáng lâm tại sa mạc bên trong. Nhìn, ta thành công, tống thư hàng đắc ý nói. Bia đá đạo hữu, bạch tiền bối, tiểu bạch tiền bối, kỹ thuật số hóa tống thư hàng khuôn mặt, tại sa mạc thế giới bên trong kêu to. Rất nhanh, tại ốc đảo bờ nước hắn tìm được cái kia tiểu bạch. Một mặt mặt đưa tiểu bạch, chính an tĩnh đảo một quyển sách. Nghe được tống thư hàng thanh âm về sau, hắn xoay đầu lại. Chân thực huyễn tượng, tiểu bạch lên tiếng hỏi. Là chính là, ta tại khung chân chính thuộc về ta tự thân chân thực huyễn tượng. Bất quá bây giờ vẫn còn tìm tòi trạng thái. Tống thư hàng nói. Không tệ, tiểu bạch khẽ gật đầu, người người mang cái này ngụy. Sa mạc thế giới, lại có 7 cái tiểu đan điền kim đan cấu đổ biến thành chân thực huyễn tượng tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Sở dĩ, bản thân ngươi chân thực huyễn tượng có thể không cần đi truy cầu lực sát thương. Ngươi có thể thật tốt nghiên cứu, dày vò bản thân chân thực huyễn tượng, đi nghiên cứu cùng lý giải hắn. Đây là độc thuộc về tống thư hàng vốn liếng. Nói trắng ra là, chính là có tiền, có thể tùy hứng. Có đạo lý, tống thư hàng nhẹ gật đầu, cái kia thừa dịp bế quan thời điểm, ta tiếp tục lại dày vò một lát, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới. Đi thôi, tiểu bạch khẽ gật đầu. Cái kia tiểu bạch tiền bối gặp lại, tống thư hàng quay người, dẫn dắt lên bia đá đạo hữu, chuẩn bị rời đi. Đợi đã, lúc này, sau lưng tiểu bạch tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng kêu. Số liệu tống thư hàng mặt to quay lại, trên mặt hiển hiện nghi hoặc hai chữ. Nắm cái tay, tiểu bạch duỗi ra tay nhỏ, nói. Số liệu hóa tống thư hàng không tự chủ được liếc về phía tiểu bạch quyển sách trên tay hắn hoài nghi tiểu bạch tiền bối nhìn chính là không phải nuôi sủng bách khoa. Tiểu bạch tiền bối thở dài, nói, đừng nghĩ lung tung, nắm tay. Tống thư hàng xấu hổ cười một tiếng, số liệu hóa mặt to phía dưới biến hóa ra một đầu tay, cầm hướng tiểu bạch tay nhỏ. Hai tay có chút tiếp xúc. Sau một khắc, tống thư hàng cảm giác mình phảng phất từ tiểu bạch trên người đọc đến rất nhiều tin tức. Tỷ như hắn hiện tại tạo thành thân thể không cùng một số lượng đều tăng một đoạn. Đây là cái gì? Tống thư hàng nghi ngờ nói. Là ta dung nhập ngươi cái này chân thực huyễn tượng pháp thuật thủ đoạn. Nói đúng ra, là đem bản thân một bộ phận ký ức số liệu hóa, sau đó dung nhập vào chân thực huyễn tượng bên trong. Nhưng cái này thủ pháp, còn có rất nhiều tác dụng. Ta đọc đến ngươi nên vừa vặn cần như thế một cái thủ đoạn. Tiểu Bạch chậm rãi nói. Tống thư hàng như có điều suy nghĩ gật đầu. Cáo biệt tiểu Bạch về sau, hắn trở về ở trong hỗn độn, cũng đóng lại ngụy. Sa mạc huyễn tượng thế giới. Tống thư hàng xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Đạt được tiểu bạch truyền tới pháp thuật tin tức về sau, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, tiến vào cùng loại lĩnh hội trạng thái. Bia đá an tĩnh trấn thủ ở bên cạnh hắn, không có quấy rầy hắn. Một lúc lâu sau, tựa hồ thật sự có thể thực hiện, tống thư hàng đột nhiên lên tiếng kêu lên. Bia đá đạo hữu, người nghĩ thông suốt cái gì rồi? Tống thư hàng trả lời, ta trước đó một mực đang cân nhắc. Chờ tu chân nói chuyện phiếm công năng thăng cấp về sau, liền cho hắn lắp đặt một cái trí tuệ nhân tạo, để cho ta có thể dễ dàng hơn nắm giữ tu chân nói chuyện phiếm chức năng mới, địa phương tốt liền quản lý. Hiện tại có tiểu bạch tiền bối truyền tới pháp thuật thủ đoạn, có lẽ cái phương án này thật sự có thể thực hiện. Bia đá đạo hữu nghi hoặc hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta trước tiên ở chân thực huyễn tượng bên trong suy tính một lần, nhìn xem cái phương án này có được hay không? Tống thư hàng nói. Tiếp đó, tại ý niệm của hắn thôi động bên dưới, vô số không cùng một bắt đầu vận chuyển lại. Người học được lập trình viên năng lực, bia đá sững sờ. Không, nhưng nó chung quy là ta chân thực huyễn tượng, ta có thể tiến hành đơn giản một chút thao tác. Lại thêm có tiểu bạch cho pháp thuật thủ đoạn, tống thư hàng đáp. Hắn bắt đầu dùng tiểu bạch truyền tới pháp thuật thủ đoạn, đem bản thân một bộ phận ký ức số liệu hóa, tồn trữ đến chân thực huyễn tượng bên trong. Tại chân thực huyễn tượng bên trong khung ra một tôn đặc thù tồn tại thể. Liền như là ngụy, sa mạc thế giới bên trong tiểu bạch một dạng. Đồng thời, hắn thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, bắt đầu nếm thử liên hệ long lạc nữ sĩ. Coi như hắn tiến vào thiên đạo phòng tối, chư thiên vạn giới đều đưa hắn quên nhưng long lạc nữ sĩ tồn tại rất đặc thù, nàng như trước đang cho tống thư hàng tiến hành viễn trình hiệp trợ. Tại hắc long thế giới, long lạc nữ sĩ tồn tại tương đương với thiên đạo. Có lẽ chính là cái thân phận này nguyên nhân, để cho nàng có thể không thụ thiên đạo phòng tối ảnh hưởng. Tống thư hàng thử nghiệm cho long lạc nữ sĩ gửi đi năng lượng, cùng sử dụng phụ lời phương thức nhắn lại.
hắn đem bản thân cấu tứ cùng tưởng tượng, gửi đi cho Long Lạc nữ sĩ. Nhưng là, hắn nhắn lại như đá ném vào biển rộng. Long Lạc nữ sĩ cũng không có chừa cho hắn ngôn. Là chưa lấy được tin tức, vẫn là nhận được tin tức nhưng không cách nào cho ta hồi phục. Tống Thư Hàng cau mày. Như thế xem ra, thiên đạo phòng tối đối Long Lạc nữ sĩ vẫn là sinh ra nhất định hạn chế. Nếu như là nhận được tin tức, nhưng không cách nào hồi phục. Long Lạc nữ sĩ có thể hay không đã dựa theo suy nghĩ của hắn, đối hệ thống thiết kế tiến hành sửa đổi. Tống Thư Hàng lực chú ý bắt đầu chuyển rời đến đang tại thăng cấp tu chân nói chuyện phiếm về thiên phú. Quả nhiên, Long Lạc nữ sĩ phi thường ra sức. Tu chân nói chuyện phiếm hệ thống, đang tiến hành một số điều tiết. Tống Thư Hàng duy trì lấy một cùng không chân thực huyễn tượng, mà Long Lạc nữ sĩ có thể trực tiếp từ đó rút ra đến một bộ phận tin tức, cũng vì Tống Thư Hàng thiết kế một cái trí tuệ nhân tạo. Đây vốn chính là Long Lạc nữ sĩ am hiểu hạng mục Long Lạc tiểu trợ thủ, Long Lạc mạng lưới, Long Lạc quyền hạn quản lý, những vật này Long Lạc nữ sĩ đã từng mân mê qua. Hạch tâm không thay đổi, nàng đem Long Lạc tiểu trợ thủ thay cái vỏ, dẫn vào Tống Thư Hàng số liệu, rất nhanh liền cho Tống Thư Hàng điều chỉnh ra một cái tu chân tiểu trợ thủ đi ra. Mà lại, tu chân tiểu trợ thủ cùng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới hạch tâm tiểu trợ thủ có cùng nguồn gốc. Tương lai, Tống Thư Hàng nếu có cần, có thể để hai cái trí tuệ nhân tạo tiến hành kết nối. Thời gian cực nhanh. Một ngày thời gian, lặng yên vượt qua. Đổi thành Hoa Hạ thủ đô thời gian, đã là ngày mùng 3 tháng 1. Nhắc nhở, tu chân tiểu trợ thủ khung hoàn tất, tiến vào điều chỉnh thử giai đoạn, phải chăng vì nó mệnh danh? Có, hay không? Liền gọi bá tống đi. Đợi đã, không ổn. Cái tên này sẽ cho manh tân mang đến áp lực, đổi cái thân thiết điểm. Liền gọi tiểu tống như thế nào? Tống Thư Hàng dò hỏi. Còn không bằng gọi cấn tay con chuột nhỏ đây. Bia đá đạo hữu nói khẽ. Tống Thư Hàng. Tiền bối người đây là đang xem thường ta. Ta từ cấn tay tiểu côn trùng tiến hóa đến cấn tay con chuột nhỏ. Tương lai ta nhất định chả sẽ lại tiến hóa. Phải chăng mệnh danh là cấn tay con chuột nhỏ? Có, hay không? Tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Xem ra liền ngay cả Long Lạc nữ sĩ đều rất vừa ý danh tự. Không ổn không ổn. Con chuột nhỏ không quá khả ái, đổi cái cùng khoản, khả ái loại hình. Tống Thư Hàng suy tư. Phải chăng sửa đổi vì cấn tay tiểu tùng thử? Có, hay không? Cái này không tệ, bia đá đạo hữu nói. Thành, vậy trước tiên như thế dùng đến. Tương lai có cơ hội lại đổi là được. Tống Thư Hàng thỏa hiệp nói. Trọng yếu là công năng, danh tự ngược lại là trước tiên có thể chấp nhận một chút. Tu chân tiểu trợ thủ cấn tay tiểu tùng thử vì ngài phục vụ phải trang thể nghiệm lần này thăng cấp chức năng mới. Một cái ngây thơ thanh âm, tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Là thiếu niên Tống Thư Hàng thanh âm. Chức năng mới, cái gì công năng, Tống Thư Hàng đặt câu hỏi nói. Nhiều người nói chuyện phiếm quần tổ công năng, phải trang sáng tạo hơn một cái người nói chuyện phiếm quần tổ. Ngây thơ thanh âm hỏi. Cái này muốn được, Tống Thư Hàng đắc ý nói. Thử trước một chút sáng tạo một cái gọi cửu châu nhị hào quần nhiều người trò chuyện tổ. Cấn tay tiểu tùng thử, nhắc nhở, cửu châu nhị hào quần sáng lập thành công. Sau đó, có thể hay không đem ta sổ đen bên trong Hoàng Sơn mụ mụ chuyển qua đến, nhượng hắn trở thành quần chủ. Tống Thư Hàng hỏi. Cấn tay tiểu tùng thử, phải chăng bổ nhiệm Hoàng Sơn mụ mụ làm quần chủ? Có, hay không? Phải, Tống Thư Hàng lớn tiếng hồi đáp. Tại hắn nhận biết nhiều như vậy tiền bối bên trong, không còn có so Hoàng Sơn tiền bối càng đáng tin quần chủ nhân tuyển. Cho dù là Bắc Hà tán nhân hoặc là Hằng Hỏa chân quân. Tại quần chủ chức trách phương diện, cũng không bằng Hoàng Sơn tiền bối như vậy đáng tin cùng có uy nghiêm. Cấn tay tiểu tùng thử, chấp hành chỉ lệnh, cửu châu nhị hào quần nhiều người group chat xây dựng thành công, quần chủ vì biệt danh là Hoàng Sơn mụ mụ Hoàng Sơn tôn giả, trước mắt thành viên liệt biểu, bá. Tống Nho Long ma tống tôn giả. Phải chăng tăng thêm thành viên mới? Phải, hay không? Vâng, ta đến xem có nào thành viên, có thể từng cái kéo vào đến cửu châu nhị hào quần bên trong, mặt khác cấn tay chuột ngươi trước cho Hoàng Sơn tiền bối phát cái hệ thống nhắc nhở. Trên thế giới này không còn có người có thể so sánh Hoàng Sơn tiền bối càng thích hợp khi một cái quần chủ. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Thêm người sự tình, trước có thể từ hắn trước thêm một nhóm ra cửu châu nhất hào quần tiền bối, cùng một nhóm đã trải qua ngỏm củ tỏi tiền bối. Còn lại thành viên thì từ Hoàng Sơn tiền bối bổ sung mới được. Cấn tay tiểu tùng thử, chấp hành chỉ lệnh. Hiện thế, địa cầu. Hoàng Sơn tiền bối hải ngoại nơi nào đó trong động phủ.
Đậu đậu trên cổ mang theo một cái mới pháp bảo vòng cổ, chính nhàm chán bắn lên từng mai chu quả vị thức ăn cho chó, dùng miệng tiếp được. Cái này chu quả vẫn là bạch tiền bối lần trước dùng phi kiếm truyền lại cho nó, vốn là bạch tiền bối xuất quan lúc đáp ứng cho nó lễ vật, trước mấy thời gian bạch tiền bối rốt cục nhớ tới việc này, dùng duy nhất một lần phi kiếm đem chu quả đưa tới. Hoàng Sơn tôn giả đưa nó luyện chế thành thức ăn cho chó, cung cấp đậu đậu đồ ăn vặt sử dụng. Đậu đậu, năm nay sau nói không chừng ta liền có thể bồi dưỡng một cái mới quần chủ ra. Đến lúc đó, quản lý Cửu Châu Nhất Hào quần nhiệm vụ liền có thể chuyển di cho mới quần chủ. Hoàng Sơn tôn giả dựa vào ghế, giơ trong tay chén rượu, có chút nhấp một miếng hâm rượu. Uông đậu đậu tùy ý lên tiếng. Gần nhất nó cảm giác mình sinh sôi kỳ có thể muốn đến, vô cùng bực bội. Mặt khác, bây giờ nó đã là ngũ phẩm đại yêu chó, cũng coi là trưởng thành. Đã trưởng thành, giờ nhà trốn đi liền biến không có ý nghĩa. Trưởng thành chó muốn vì hành vi của mình phụ trách, coi như rời nhà trốn đi, Hoàng Sơn cũng sẽ không lại phái người đi đưa nó mang về. Mà lại, đừng nói rời nhà đi ra ngoài, hiện tại Hoàng Sơn đại ngốc thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không cho nó mở một cái động phủ, để nó độc lập. Chó tâm thật hoảng. Đậu đậu trong lúc nhất thời còn không cách nào thích ứng loại này trưởng thành cải biến. Đây chính là trưởng thành tuổi dậy thì phiền não a. Đậu đậu trong lòng yên lặng thở dài, bốc lên một viên chu quả thức ăn cho chó. Nhưng lần này, bởi vì phiền não nguyên nhân, nó chọn thức ăn cho chó góc độ sai lầm. Chu quả vị thức ăn cho chó bay lên, đạn đến Hoàng Sơn tôn giả trên màn ảnh máy vi tính, lại bắn ngược ra ngoài. Uông đậu đậu thân hình nhanh như thiểm điện, vọt lên phía trước đi. Lẻn đến Hoàng Sơn tôn giả lực bàn bên trên, há mồm xoái khí ngậm lấy thức ăn cho chó. Phốc lúc này, nguyên ngay tại nhấp hâm rượu Hoàng Sơn tôn giả, đột nhiên một ngụm rượu toàn phun tới. Rượu cùng nước bọt phun ra đậu đậu một thân, một mặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Uông uông, đậu đậu xoay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Sơn đại ngốc, ngươi cố ý sao? Không, không phải, Hoàng Sơn tôn giả đem rượu đĩa buông xuống, lau miệng. Đồng thời, hắn còn lẩm bẩm nói, nhất định là ảo giác, nhất định phải ta gần nhất quá mệt mỏi, dẫn đến trong đầu xuất hiện ảo giác. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến. Ninh hệ thống nhắc nhở, Cửu Châu Nhị Hào quần nhiều người nói chuyện phiếm công năng đã thành công thành lập, chúc mừng Hoàng Sơn mụ mụ ngài đã trở thành Cửu Châu Nhị Hào quần quần chủ. Trước mắt bầy thành viên có, 0000. Hoàng Sơn tôn giả. Người bệnh sao, Hoàng Sơn đại ngốc, đậu đậu nghi hoặc hỏi. Hoàng Sơn tôn giả run rẩy đưa tay, sờ về phía trên bàn bình đan dược tử, đổ ra một hạt tròn vo đan dược, một ngụm nuốt vào. Cửu Châu Nhị Hào quần phải thứ quỷ gì? Mà lại vì cái gì hắn muốn trở thành quần chủ? Trong thành viên cái này 0000 lại là cái gì đồ chơi? Trong lúc đang suy tư, tại trong đầu của hắn, lại liên tục vang lên tiếng nhắc nhở. Từng cái tên quen thuộc, bị gia nhập vào cái này Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong. Bạch Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân, Thất Thu Thánh Quân, Lục Tu Tiên Tử, Lệ Chi Tiên Tử, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử. Tiếp lấy Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân, Bắc Hà Tán Nhân, Tô Thị A Thất, Cuồng Đao Tam Lãng, Đồng Quái Tiên Sư, Dược Sư, Giang Tử Yên, Diệt Phượng Công Tử, Đông Phương Lục Tiên Tử, Hiến Công Cư Sĩ, Cổ Hồ Quan Chân Quân, Bạch Hạc Chân Quân, Giao Bá Chân Quân, Hằng Hỏa Chân Quân. Vân vân cửu quần nhất hào quần khuôn mặt cũ, bị từng cái gia nhập bầy tổ. Sau đó là Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, Ngư Kiều Kiều, Đậu Đậu, Tiểu Quả Quả, Thi, Trúc, Sở Sở, Thông Nương, Tước Yêu Tiểu Thải đều bị tăng thêm tiến đến. Nguyên bản trống rỗng Cửu Châu Nhị Hào quần lập tức náo nhiệt lên. Chờ Cửu Châu Nhất Hào quần lão thành viên, cơ bản bị toàn bộ gia nhập về sau, thêm người động tác thoáng chậm chậm. Nhưng cũng không lâu lắm, lại có một nhóm thành viên mới bị kéo vào trong đó. Bích Thủy Các Sở Các Chủ, Trình Lâm Tiên Tử. Bạch Long Tiên Tử, Long Lạc Nữ Sĩ Béo Cầu, cái gì đều có thể bán, thú tu giới thần Long, Long Đồng, vân vân. Tống Thư Hàng cơ hồ đem mình hảo hữu liệt biểu bên trong tất cả thành viên, toàn bộ kéo vào trong đó. Trừ Thiên Đế cùng trước đó không lâu thêm Thiên Đình thành viên liệt biểu. Đương nhiên, Hà chỉ cùng Bất Diệt Chi Chủ trước mắt khẳng định phải che đậy bên ngoài. Còn có Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng không có gia nhập. Bạch Tiền Bối thân phận tương đối đặc thù. Tống Thư Hàng chuẩn bị trước nói chuyện riêng hỏi thăm ý kiến của hắn về sau, lại tiến hành thao tác. Cùng loại thân phận còn có Ban Văn Long Đại Lão. Chỉ phải Cửu Châu Nhị Hào Quần vừa mới khai thông,
các loại công năng còn tại đang lốt. Bị gia nhập bầy bên trong thành viên, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy liệt biểu bên trong từng cái danh tự, còn không cách nào tiến hành giao lưu. Đã tại Cửu Châu Nhị Hào quần không cách nào phát biểu, thế là một chút thành viên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần giao diện. Bắc Hà tán nhân, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn tiền bối, vừa rồi trong đầu ta đột nhiên xuất hiện cái này Cửu Châu Nhị Hào quần là chuyện gì xảy ra? Phải Hoàng Sơn tiền bối ngươi làm ra đồ vật sao? Bởi vì Tống Thư Hằng còn tại thiên đạo phòng tối bế quan, bị căn nguyên bên trên bị che đậy, các thành viên trong lúc nhất thời lại hoàn toàn nhớ không nổi bá tống tồn tại. Kể từ đó, ánh mắt của mọi người đương nhiên tập trung đến quần chủ Hoàng Sơn tôn giả trên thân. Cửu Châu Nhị Hào quần, Hoàng Sơn tiền bối ngươi đã thức tỉnh cái gì thiên phú công năng sao? Tuyết Lang động chủ hỏi. Diệt Phượng công tử, giọng nói meo. Thất tu thánh quân, ta còn tại cái kia bầy bên trong thấy được rất nhiều đặc thù thành viên. Các ngươi nói Cửu Châu Nhị Hào quần phải cái gì? Cuồng Đao Tam Lãng, ta tại Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong thấy được một chút khuôn mặt mới. Hoàng Sơn tiền bối, Nhị Hào quần muốn làm sao nói chuyện phiếm. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng những khuôn mặt mới này tâm sự. Linh Điệp Thánh Quân, Tam Lãng đạo hữu, ngươi quay đầu hướng sau lưng 5 giờ phương hướng nhìn một chút, sẽ có kinh hỉ. Cuồng Đao Tam Lãng. Bắc Hà tán nhân, Tam Lãng lần này lại đã làm gì? Hắn tựa hồ tại bầy bên trong nhắc nhở Vũ Nhu Tử tìm Linh Điệp tiền bối muốn ngày hôm qua mới đạo hiệu đi. Tuyết Lang động chủ vô ý thức trả lời. Tô Thị A Thất lên tiếng nói, chỉ sợ Tam Lãng muốn lạnh mấy ngày. Nói đến, lúc đầu ta đều đã dùng vệ tinh khóa chặt hắn tọa độ, chuẩn bị tiến đến tìm hắn, không nghĩ tới Linh Điệp tiền bối nhanh một bước. Di Vong Tiên Tử, Vũ Nhu Tử đột nhiên thượng tuyến nói, đúng a, hôm nay lại là một ngày mới bắt đầu, hôm nay đạo hiệu cha còn không có cho ta đâu. Tạ ơn các tiền bối nhắc nhở. Tuyết Lang động chủ, trầm mặc Husky biểu lộ. Ta có phải hay không cũng phải lạnh. Lại nói, Hoàng Sơn tiền bối đâu? Hoàng Sơn tiền bối một mực không có đáp lời. Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử nghi ngờ nói. Rõ ràng sáng lập Cửu Châu Nhị Hào quần, nhưng là Hoàng Sơn tiền bối một mực trầm mặc, ngay cả bầy bên trong đạo hữu hắn đều không có đáp lời. Lúc này, phiền não đậu đậu đáp lời, Hoàng Sơn đại ngốc vừa uống thuốc, còn đang ngẩn người bên trong. Tựa hồ đang nghiên cứu Cửu Châu Nhị Hào quần công năng. Mặt khác, từ Hoàng Sơn đại ngốc vừa rồi phản ứng đến xem, cái này Cửu Châu Nhị Hào quần tựa hồ không phải hắn cổ đảo. Nhưng Hoàng Sơn tiền bối không phải quần chủ sao? Bắc Hà tán nhân nghi hoặc hỏi. Phiền não đậu đậu, Vũ Nhu Tử lắc đầu động thái đồ, cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng. Chờ Hoàng Sơn đại ngốc từ ngẩn người bên trong tỉnh táo lại nói. Một bên khác, Thiên Hà Tô Thị tộc địa. Tô Thị A Thập Lục sắp vào chạm tại một tòa tháp cao bên trên, trong tai đút lấy tai nghe, tựa hồ đang nghe âm nhạc. Chờ chút, cái này Cửu Châu Nhị Hào quần là chuyện gì xảy ra? Vây quanh ở cổ nàng bên trên Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng nói, ý thức của nàng bên trong xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Tô Thị A Thập Lục mở to mắt, lúc này cặp mắt của nàng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia tâm tình chập chờn. Cái này bầy có cái gì không đúng sao? Nàng thấp giọng dò hỏi. Ta từ đó cảm ứng được cùng loại thiên đế đạo, Bạch Long tỷ tỷ cao mày, đổi dùng tâm linh phương thức câu thông giao lưu. Quả thực gặp quỷ. Nàng thật vất vả mượn chết từ thiên đế thiên đình chi đạo bên trong thoát thân, trong nháy mắt lại không hiểu thấu bị gia nhập vào cái này Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong. Vừa ra hang hổ, vừa quay đầu lại vào ổ sói. Không phải thiên đế đạo, Bạch Long tỷ tỷ đừng hoảng hốt. Tô Thị A Thập Lục khẳng định hồi phục. Bạch Long tỷ tỷ có chút dừng lại. Sau đó nàng cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, cái này Cửu Châu Nhị Hào quần cho nàng cảm giác mặc dù rất như là thiên đế đạo, nhưng từ căn nguyên đi lên nói lại hoàn toàn khác biệt. Cái này Cửu Châu Nhị Hào quần không có loại kia cường đại ước thúc. Không được, ta được nghiên cứu một chút vật này. Nếu có nguy hiểm tính, ta được ngay lập tức đem ngươi cũng cùng một chỗ từ đó lôi ra tới. Bạch Long tỷ tỷ vẫn là không yên lòng. Tô Thị A Thập Lục tỉnh táo gật đầu. Cùng lúc đó, Thiên đạo phòng tối khoảng cách tường kép bên trong. Tống Thư Hằng nhận được cấn tay tiểu tùng thử mấy cái nhắc nhở. Quần chủ Hoàng Sơn mụ mụ kích hoạt quần tổ văn tự nói chuyện phiếm công năng, phải chăng mở ra? Phải, Tống Thư Hằng gật đầu nói, thành lập cái này Cửu Châu Nhị Hào quần chờ chính là giờ khắc này. Quần chủ Hoàng Sơn mụ mụ kích hoạt quần chủ quyền hạn, nhân viên quản lý quyền hạn. Phải chăng mở ra? Mở.
Tống Thư Hàng liên tục đáp. Sau một khắc, cái này cửu châu nhị hào quần các loại công năng, bắt đầu từng cái kích hoạt, thượng tuyến. A, tựa hồ có thể tiến hành tán gẫu. Bắc Hà tán nhân tại cửu châu nhị hào quần phát ra đầu thứ nhất tin tức. Từ bị gia nhập vào cửu châu nhị hào quần về sau, hắn vẫn tại thử nghiệm các loại thao tác. Theo đầu thứ nhất hồi phục phát ra, toàn bộ cửu châu nhị hào quần bắt đầu náo nhiệt lên. Lệ chi tiên tử, chỉ có thể phát văn tự, không thể gửi đi hình ảnh loại hình. Cũng không có giọng nói công năng, chỉnh thể dàn khung còn rất nguyên thủy. Chỉ có cơ sở nhất công năng. Đậu đậu, cũng không có biểu lộ công năng, chỉ có thể phát văn tự. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ thông Huyền đại sư. Cũng không có công năng, bất quá ta có thể hiểu được đậu đậu ý tứ. Nếu như không thể phát biểu tình, thông Huyền đại sư liền không cách nào sử dụng cái này cửu châu nhị hào quần chức năng. Hắn bế khẩu thiền, tựa hồ muốn một mực tu luyện tới bát phẩm, tạo hóa pháp vương nói. Lệ chi tiên tử, thông Huyền phương trượng nén bi thương. Cái gì đều có thể bán, cái này cửu châu nhị hào quần phải cái gì? Vì cái gì ta sẽ bị gia nhập vào nơi này? Phía sau màn Tống Thư Hàng thấy cái gì đều có thể bán đại lão ngoi đầu lên, trong lòng vui lên. Cấn tay tiểu tùng thử, có thể hay không cho cái gì đều có thể bán đại lão biệt danh tăng thêm khốc huyễn thất thải hiệu quả. Để hắn làm người khác chú ý, Tống Thư Hàng dò hỏi. Cấn tay tiểu tùng thử, xác nhận chỉ lệnh, chấp hành thành công. Sau đó, cái gì đều có thể bán đại lão danh tự bên trên, bắt đầu phóng thích thất thải huyễn quang. Khiến người hít thở không thông thao tác. Trừ cái gì đều có thể bán đại lão bên ngoài, mấy vị khác đại lão cùng thành viên, khả năng còn tại âm thầm thăm dò. Lần sau có cơ hội, được đem Bắc Phương tiền bối, Xích Tiêu Tử đạo trưởng chờ đại lão đều kéo vào. Loại này đẳng cấp đại lão, nếu là có tâm tình chỉ điểm một đôi lời, đối mọi người đến nói đều là cơ duyên lớn lao. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Dứt lời, ý của hắn biết tạm thời từ cửu châu nhị hào quần bên trong rời khỏi. Đang lúc này, trong đầu hắn lại có một thanh âm vang lên. Đinh ngươi hồ bằng cẩu hữu thiên đế hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng, phụ lời, tống tiền bối nha, đây là hôm nay năng lượng đát. Tống Thư Hàng. Thiên đế cũng không nhận thiên đạo phòng tối ảnh hưởng. Chẳng lẽ nàng giống như bạch tiền bối đặc thù? Hiện thế, địa cầu, Đông Hải trên không. Thiên đế một tay chống cằm, ngồi tại Thái Dương thuyền bên trong. Lúc này Thái Dương thuyền thu liễm ánh sáng cùng nhiệt, yên lặng lơ lửng, ẩn tàng tại khe hở không gian bên trong. Tại thiên đế trong tay trái, có một chiếc gương cổ. Trong gương, tỏa ra tống tiền bối ba chữ. Ký ức biến phi thường mơ hồ. Phải thiên đạo ngục không gian hiệu quả à? Thiên đế nói khẽ. Một lát sau, nàng lại tại trên gương nhẹ nhàng vừa gõ. Một đoạn đã sớm tồn chữ tốt lời nói hiển hiện ra. Sau đó nàng lần nữa cho tống tiền bối gửi đi một giọt năng lượng, dùng phụ lời nhắn lại tiến hành giao lưu. Thu được ta cái tin tức này thời điểm, tống tiền bối ngươi cũng đã dung hợp rất nhiều ta tin tức, mà lại ngươi cũng đã tiếp xúc đến đạo loại vật này à? Như vậy hiện tại ngươi nhất định đã trải qua có cảm ứng đi. Thế giới này, từ mọi người không biết nơi hẻo lánh bắt đầu, đã bắt đầu sụp đổ. Đây là đương kim thiên đạo, bắt đầu đánh mất quyền hành báo hiệu. Cuối cùng, chúc tống tiền bối bình an. Nàng đạo là thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo bù đắp tự thân phương án. Cho nên, chỉ cần tiếp xúc đến nàng đạo, liền sẽ đối thiên đạo trạng thái, sinh ra cảm ứng. Đương kim thiên đạo, đã là nỏ mạnh hết đà. Cái kia, thật có lỗi. Ta cái gì đều không có cảm ứng được, ngươi có thể trước cùng ta nói một chút, muốn làm sao đi cảm ứng sao? Lúc này, Tống Thư Hàng hồi phục vang lên. Nguyên bản một mặt bình tĩnh thiên đế, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Không đúng, ấn lý thuyết chỉ cần tiếp xúc đến nàng đạo về sau, đối phương liền có thể tự nhiên mà vậy cảm ứng được đương kim thiên đạo trạng thái, cảm ứng được thế giới sụp đổ mới đúng. Căn bản không cần đi học tập cái gì cảm ứng phương pháp. Vì cái gì bá tống sẽ không cảm ứng được thiên đạo biến hóa? Chẳng lẽ, là thiên đạo ngục không gian đặc thù nguyên nhân, lại hoặc là, bá tống đạo không giống bình thường? Thiên đế lại đưa tay, tại cổ kính bên trên huy động. Nhưng thật đáng tiếc, cổ kính bên trên không có thích hợp đối ứng Tống Thư Hàng cái này ngu xuẩn vấn đề trả lời phương án. Thế là, suy tư một lát sau, thiên đế cho Tống Thư Hàng hồi phục hai chữ, cố lên. Thiên đạo phòng tối khoảng cách tường kép bên trong. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức nhìn trời đế hồi phục. Cố lên! Trên thế giới này không phải sự tình gì đều có thể dựa vào cố lên đi hoàn thành a.
luôn cảm giác trên thế giới này đại lão đều có nói chuyện không nói xong, nói một nửa lưu một nửa yêu thích. Có thể là nói như vậy lộ vẻ càng thần bí. Nhưng loại này truyền lời phương thức, đối nghe lời manh tân đến nói, quả thực là tai nạn. Vạn nhất giải đọc sai lầm, liền sẽ rơi vào vực sâu không đáy, một bước sai từng bước sai. Bất quá còn tốt, ta có ngoại viện. Tống Thư Hàng bắt đầu thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, liên hệ Bạch Tiền Bối. Thân là cửu u chúa tể, Bạch Tiền Bối đối cùng thiên đạo sự tình giải nhiều nhất. Mà lại, vừa vặn hắn cũng muốn hỏi thăm hạ Bạch Tiền Bối muốn hay không gia nhập cửu châu nhị hào quần sự tình. Chỉ cần ta tu chân nói chuyện phiếm công năng thăng cấp đầy đủ nhanh, liền xem như thiên đạo phòng tối cũng không ngăn cản được ta liên hệ ngoại giới. Tống Thư Hàng khổ bên trong làm vui nói. Sau đó, hắn cho Bạch Tiền Bối gửi đi một điểm năng lượng, phụ lời hỏi thăm, ở đây sao? Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối tại một lát sau phát tới hồi phục, về sau có việc nói thẳng, đừng hỏi ta có hay không tại. Tránh khỏi ta còn muốn lãng phí thời gian trả lời cái ngươi một câu kia ở đây sao? Rất mệt mỏi. Tống Thư Hàng. Có đạo lý. Tốt ha, vậy liền đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Bạch Tiền Bối, người biết thiên đạo bắt đầu đánh mất quyền hành lúc, chư thiên vạn giới từ mọi người không biết nơi hẻo lánh bắt đầu sụp đổ sự tình sẽ là tình huống như thế nào sao? Tống Thư Hàng đem vừa rồi thiên đế phát hắn tin tức, thuật lại một lần. Thiên đạo dần dần đánh mất quyền hành, người từ nơi nào được tình báo? Bạch Tiền Bối phụ lời hỏi. Thiên đạo thoái vị sắp đến sự tình, chư thiên vạn giới đại lão đều trong lòng có cảm ứng, rất nhiều đại lão, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bất quá, thiên đạo hiện tại liền đã tại dần dần đánh mất quyền hành sự tình, ngay cả Bạch Tiền Bối cũng còn không có phát giác. Tống Thư Hàng trả lời, là thiên đế. Xem ra giới này thiên đạo trạng thái, so ta tưởng tượng còn muốn càng kém. Kỳ thật, những chuyện tương tự, tại viễn cổ thời đại cũng có phát sinh qua, tại thiên đạo nhiệm kỳ mới thời điểm, tiền nhiệm thiên đạo biến mất, hạ nhiệm thiên đạo không có kế thừa thiên mệnh thời điểm. Trưởng khống chư thiên vạn giới thiên đạo quyền hành trở thành vật vô chủ, thế là từ thế giới không người biết được nơi hẻo lánh bắt đầu, thế giới pháp tắc bắt đầu sụp đổ. Bạch Tiền Bối trả lời. Bất quá dĩ vãng loại chuyện này đều phát sinh ở thiên đạo biến mất về sau. Mà hiện nay thiên đạo còn tại vị, liền xảy ra chuyện như vậy đương kim thiên đạo trạng thái, có thể nghĩ. Cái kia Bạch Tiền Bối, ở trong quá trình này, ta có gì cần chú ý sao? Tống Thư Hàng hỏi. Trước đó thiên đế tại giao lưu bên trong, đầu tiên là chúc hắn bình an, về sau lại để cho hắn cố lên. Luôn cảm giác có vật gì đó cần hắn bảo trì cảnh giác. Cho nên... Tống Thư Hàng có câu hỏi này. Ân, nếu như ngươi chỗ vị trí vừa vặn ở vào thế giới sụp đổ nơi hẻo lánh phạm vi, vậy ngươi liền phải chú ý một chút. Tại mất đi thiên đạo pháp tắc bao phủ khu vực, có thể sẽ xuất hiện một chút hung tàn di vật. Bạch Tiền Bối trả lời. Cái gọi là di vật, chỉ là thiên đạo di vật. Bất quá cùng cửu tu phượng hoàng đao, mọc ra mắt tinh cầu loại này đạo khí di vật khác biệt. Tại sụp đổ thế giới bên trong xuất hiện quái vật. Có thể bị cho rằng là thiên đạo chết sau lưu lại tinh thần thi thể. Không có một cái cố định cách gọi, bởi vì chư thiên vạn giới sinh linh cơ hồ không ai tiếp xúc qua loại vật này. Mỗi lần thiên đạo thay đổi, những này thiên đạo di thuế đều chỉ tại sụp đổ thế giới bên trong xuất hiện. Nhưng sụp đổ thế giới đều bắt đầu tại thế nhân không biết thế giới nơi hẻo lánh. Bạch Tiền Bối hướng Tống Thư Hàng giới thiệu sơ lược một lần. Tống Thư Hàng nghe xong sau khi giới thiệu, trả lời ta hiện tại vị trí là thiên đạo phòng tối, nơi này hẳn là thiên đạo trọng điểm chú ý địa phương. Loại địa phương này, hẳn là sẽ không dẫn đầu trở thành thế giới sụp đổ chi địa tài đúng. Bạch Tiền Bối trầm mặc chỉ chốc lát về sau, trả lời, thiên đạo phòng tối. Thư Hàng, ngươi chưa phát giác nơi này, mới rất phù hợp thế nhân không biết thế giới nơi hẻo lánh loại này miêu tả sao. Vĩnh viễn sẽ không bị chư thiên vạn giới người nhớ tới không gian đặc thù. Ngay cả nhốt vào trong đó người đều sẽ bị từ thế nhân trong trí nhớ xóa đi nơi này mới là chỗ nguy hiểm nhất. Tống Thư Hàng. Ta không đến mức như thế bất hạnh a. Mà lại, nơi này nói thế nào cũng là Bạch Tiền Bối tự mình chọn lựa. Bao nhiêu có thể nhiễm lên một chút Bạch Tiền Bối vận khí a. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, hắn bế quan đảo nhỏ phía dưới, Hoàng Tuyền Chi Hà sôi trào. Tựa hồ có cái gì muốn từ Hoàng Tuyền Đại Hà bên trong chui ra. Bá Tống Hào, cẩn thận, có cái gì muốn ra? Bia đá đạo hữu trầm giọng nói. Nó bắt đầu phát huy công năng của mình, đem Tống Thư Hàng bế quan chi địa một mực trấn áp, thủ hộ. Tống Thư Hàng, đây là bị Bạch Tiền Bối nói chúng sao?
Sau đó, hung tàn thiên đạo di vật, sắp từ sông Hoàng Tuyền bên trong hiện thân. Bạch tiền bối, nếu là thiên đạo di vật, có phải là bao hàm lịch đại thiên đạo lột xác? Tống Thư Hàng thật nhanh hướng Bạch tiền bối trưng cầu ý kiến. Nếu như là lịch đại thiên đạo di thuế, trong đó sẽ có hay không có thiên đạo Bạch, thiên đạo Ban Văn Long, thiên đạo Tam Nhãn tiền bối hoặc thiên đạo Công Đức đạo nhân lột xác? Nếu như là thiên đạo Bạch lột xác, đó chính là Bạch tiền bối pho. Không rõ ràng, từ trên nguyên lý đến nói, nên lịch đại thiên đạo lột xác đều sẽ có mới đúng. Bạch tiền bối trả lời. Hoa! Sông Hoàng Tuyền bên trong thân ảnh triệt để chui ra. Kia là một cái ngân sắc vật thể hình cầu, thân thể của nó phảng phất là kim loại tạo thành, nhưng lại có chất lỏng lưu động tính. Không ổn, hạ hạ ký, là béo cầu đại lão lột xác, Tống Thư Hàng thống khổ nói. Thể lỏng quả cầu kim loại lột xác từ sông Hoàng Tuyền bên trong chui ra. Nó trong hư không hơi dừng một chút, sau đó liền đáp xuống Tống Thư Hàng mộ phần. Bia đá đạo hữu truyền âm hỏi, Thư Hàng, gia hỏa này là ai? Đương kim thiên đạo, lột xác a, yên tâm, không phải cửu u cầu, cũng không phải thiên đạo cầu. Bia đá tiền bối chớ hoảng sợ, Tống Thư Hàng truyền âm trả lời, nói đến, bia đá đạo hữu, đây mới là chúng ta chân chính trên ý nghĩa đúng cái thứ nhất cao cấp đại lão. Có hay không bốc cháy lên cảm giác? Muốn ta thiêu đốt, bia đá đạo hữu đột nhiên truyền âm nói, ngươi có linh thạch sao? Cái hố bên trong Tống Thư Hàng, lúc này kỳ thật tâm rất hoảng. Đối mặt bị bạch tiền bối đều xưng là hung tàn chi vật thiên đạo di thuế, trong lòng của hắn thật lạnh thật lạnh. Trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này tuyệt đối không phải hắn một mình có thể đối kháng đồ vật. Bất quá, đang kinh hoàng đồng thời, hắn tại cảm xúc phương diện nhưng lại dị thường chấn định. Thứ nhất là kinh nghiệm đối địch phong phú nguyên nhân, cửu u béo cầu chúa tể hắn đối qua nhiều lần có nhiều thứ, một khi quen thuộc liền sẽ mất đi cảm giác thần bí, tỉ như béo cầu cùng u cầu. Trước mắt cái này cầu mặc dù không phải cửu u béo cầu, nhưng bản nguyên bên trên đều đến từ thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo. Là theo thiên đạo quyền hành rút đi về sau, sụp đổ thế giới bên trong lưu lại thiên đạo tinh thần thi thể, trên bản chất đều là cầu. Bình thường tới nói, thiên đạo di thuế lại ở thiên đạo biến mất lúc sinh ra. Mà hiện nay thiên đạo chính là không đi đường thường, còn không thoái vị, thiên đạo di thuế liền không kịp chờ đợi hiện thân. Thứ hai, đương tâm lạnh tới trình độ nhất định lúc, ở vào tuyệt vọng tuyệt cảnh bên trong lúc, người ngược lại sẽ tỉnh táo dị thường. Cùng loại với buồn bã lớn không ai qua được tâm chết trạng thái. Tống Thư Hàng hiện tại ở vào cái này hai hợp một trong trạng thái, trong lòng hoảng một thớt, cảm xúc nhưng lại phi thường chấn định, phi thường mâu thuẫn. Linh thạch, khả năng có một ít, Tống Thư Hàng đáp, hắn hạch tâm thế giới bên trong xác thực còn có một bút phong phú linh thạch, đó là muốn cho âm ảnh lãnh chúa bồi thường tiền. Chỉ là một mực không có cơ hội lại cùng âm ảnh lãnh chúa chạm mặt, sở dĩ khoản này linh thạch một mực còn tồn trữ tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Nếu như ngươi có đầy đủ linh thạch, ngược lại là có thể kích hoạt ta ẩn tàng công năng. Chỉ muốn linh thạch số lượng đầy đủ, liền xem như trường sinh giả chúng ta cũng có thể đổi một đợt. Bia đá đạo hữu sục sôi nói. Tống Thư Hàng, lại là cái phá sản đồ chơi. Nếu như thứ này, nhất là thương nhân tâm. Nếu như ta có liên tục không ngừng, số lượng đầy đủ linh thạch hoặc bảo vật, ta chỉ là kháo phát xạ khắc kim nhất kích liền có thể chính diện cùng trường sinh giả đại chiến mấy chục hiệp. Tới đi, lúc này không phải keo kiệt thời điểm, lấy ra ngươi linh thạch, chúng ta đốt một đợt. Bia đá đạo hữu truyền âm phi thường gấp rút. Cái kia thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo di thuế mặc dù lẳng lặng đứng ở Tống Thư Hàng trước mộ, không nhúc nhích. Nhưng này loại thế giới băng diệt, vỡ vụn, kết thúc khí thức liên tục không ngừng từ trên người nó phóng xuất ra. Hắn là hết thảy vật chất đối lập. Coi như không xuất thủ, chỉ là đứng đấy không ngừng, hắn bên người vạn vật đều sẽ bắt đầu sụp đổ. Bia đá lúc này đang toàn lực kích hoạt bản thân thủ hộ công năng, nếu không phải là có hắn tại, Tống Thư Hàng phần mộ đã sớm sụp đổ thành nát cặn bã. Không phải ta keo kiệt, mà là ta linh thạch hiện tại không lấy ra tới. Tống Thư Hàng cười khổ trả lời. Nếu như hạch tâm thế giới bây giờ có thể mở ra lời nói, hắn đã sớm mang theo bia đá đạo hữu trốn vào trong đó. Đồng thời, hắn thật nhanh đem mình bây giờ tình huống báo đạo cho bạch tiền bối, không xong. Thiên đạo di thuế thật sự xuất hiện tại ta chỗ bế quan, hiện tại liền đứng ở ta mộ phần. Là béo cầu đại lão thiên đạo đối ứng lột xác. Này xui xẻo hài tử bạch tiền bối có chút trầm mặc, sau đó trả lời, hắn ra tay với ngươi sao? Không, hắn chỉ đứng đấy bất động,
tựa như là đang cấp ta viếng mồ mả, nhưng coi như hắn đứng không nhúc nhích, trên người nó loại kia sụp đổ vạn vật khí tức, đều đủ để phá hủy ta chỗ bế quan. Bạch tiền bối, có cái gì phương án hoặc diệu kế có thể trợ ta? Tống Thư Hàng vội vàng nói. Bạch tiền bối trả lời, đừng mãng, tỉnh táo, không nên động. Thiên đạo di thuế khi mới xuất hiện, hành động có cố định hình thức cùng quy tắc, hắn đã không ra tay với ngươi, vậy liền đại biểu cho các ngươi không thỏa mãn để nó động thủ điều kiện. Các ngươi không nên động, bảo trì nguyên trạng. Mặt khác, bạch tiền bối phát hai lần phụ lời nhắn lại, nhưng là lần thứ hai phụ lời đằng sau, lại là một mảnh loạn mã. Chuyện gì xảy ra? Nếu như nói chuyện phiếm đối tượng là dược sư tiền bối, hắn đột nhiên phát ra một mảnh loạn mã, có thể là đầu của hắn bị Giang Tử Yên đặt tại trên bàn phím. Nhưng bạch tiền bối đầu, ai dám theo? Sở dĩ, bạch tiền bối nơi đó sẽ không xảy ra chuyện đi. Nghĩ đến bạch tiền bối vẫn còn bị béo cầu đại lão phong ấn trạng thái, Tống Thư Hàng trong lòng căng thẳng. Lúc này, bia đá đạo hữu thanh âm lại tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, không linh thạch lời nói, chúng ta đều phải chơi xong. Thật sự không đi lời nói, ta che chở ngươi, ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Trong tay ngươi có hay không rời đi cái này thiên đạo ngục không gian tường kép phương pháp? Đừng mãng, bia đá đạo hữu tỉnh táo, Tống Thư Hàng vội vàng đem bạch tiền bối lời nói thuật lại một lần. Đồng thời, hắn lại thật nhanh cho bạch tiền bối phát một đầu tin tức, hỏi thăm bạch tiền bối trạng thái. Bạch tiền bối rất mau trở lại phục nhưng là, hắn hồi phục lại là một mảnh loạn mã. Còn có thể hồi phục, điều này đại biểu lấy bạch tiền bối trạng thái không có vấn đề. Cái kia vấn đề khả năng xuất hiện tại phía bên mình. Tống Thư Hàng nhíu mày. Có phải hay không là bởi vì trước mộ phần thiên đạo di thuế cầu ảnh hưởng, dẫn đến bạch tiền bối chỗ cửu u thế giới cùng hắn ở giữa liên hệ bị quấy rầy rồi. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng nhanh chóng liên hệ hiện thế một vị khác bạch tiền bối muốn rời khỏi thiên đạo ngục không gian, phải dựa vào bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản. Chỉ muốn ta hảo hữu liệt biểu bên trong kim đại thối số lượng đủ nhiều, thiên đạo di thuế liền không ngăn cản được ta liên hệ các loại kiểu dáng tiền bối. Tống Thư Hàng kết nối bạch tiền bối, nhanh chóng phát xạ tín hiệu cầu cứu, SOS, bạch tiền bối mau tới cứu ta, phải chết, phải chết. Bạch tiền bối, không. Không ổn, lại là loạn mã. Một ngày kia, đợi ta tu chân nói chuyện phiếm công năng triệt để thăng cấp hoàn thành, ai cũng mơ tưởng ngăn cản ta. Tống Thư Hàng tại nội tâm ám đạo. Hiện tại, cũng không biết bản thân phát cho bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tín hiệu, có thể hay không cũng thay đổi thành loạn mã. Nếu như mình phát ra ngoài tín hiệu còn bình thường, hai vị bạch tiền bối liền có thể nhìn thấy hắn cầu cứu. Nhưng nếu là bản thân bắn ra đi tín hiệu cũng thay đổi thành loạn mã. Có lẽ lần này cục diện liền phải dựa vào chính mình ứng đối. Nghĩ như vậy thời điểm, Tống Thư Hàng lại cho bạch tiền bối cùng bạch tiền bối phát mấy cái tín hiệu cầu cứu liền xem như tin tức lại biến thành loạn mã. Nhưng mình một hơi gửi đi nhiều như vậy đầu loạn mã ra ngoài. Bạch tiền bối khẳng định cũng sẽ phát giác hắn nguy hiểm tình cảnh. Không tốt, hắn bắt đầu động, bia đá đạo hữu lần nữa truyền âm nói. Nguyên bản đứng ở mộ phần không nhúc nhích thiên đạo di thuế cầu cầu trên người, duỗi ra hai cái kim loại bàn tay. Cái này hai cái kim loại cánh tay cắm vào cái hố cát vàng bên trên, bắt đầu đào móc. Hoa, kim loại cánh tay nhếch lên, mảng lớn hạt cát bị xốc lên. Không thể đợi thêm nữa, bia đá đạo hữu nói. Lại chờ đợi, chỉ có một con đường chết. Oanh! Bia đá đạo hữu vừa dứt lời, Tống Thư Hàng thạch quan liền nổ ra, hướng phía thiên đạo di thuế cầu mãnh liệt bắn. Nổ quan tài rồi. Trong thạch quan Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ta không họ Ngưu, cũng không gọi A, vì cái gì ta vách quan tài muốn ép không được rồi. Đã mất đi vách quan tài, hắn chẳng khác nào trực diện thiên đạo di thuế cầu, áp lực này đến bao lớn. Oanh ù ù! Lúc này... Vách quan tài đã nổ đến thiên đạo di thuế mặt cầu trước, mỗi một phiến vách quan tài bên trên đều bám vào sắc bén kiếm khí, chém về phía thiên đạo di thuế cầu. Mạn thiên kiếm quang hóa làm kiếm lưới, đem thiên đạo di thuế cầu bao phủ, đưa nó ngăn chặn. Đồng thời, có một thanh kiếm gỗ từ giải thể thạch quan khe hở bên trong rơi xuống, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong tay. Là bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản. Thạch quan bạo tạc là bạch tiền bối trước khi đi lưu lại phòng ngự cơ chế. Chỉ muốn Tống Thư Hàng bế quan cát vàng bị người xúc động, bị sốc lên mấy tầng về sau, cái này phòng ngự cơ chế liền sẽ bị kích hoạt. Vách quan tài nổ tung công kích, có thể vì Tống Thư Hàng tranh thủ đến một chút thời gian,
đồng thời cũng sẽ đem Tống Thư Hàng từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại. Mặc dù cái này tỉnh lại công năng không phát huy được tác dụng. Tại nổ quan tài đồng thời, duy nhất một lần phi kiếm sẽ kích hoạt, mang theo Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu rời đi thiên đạo phòng tối khoảng cách tường kép. Vì để cho Tống Thư Hàng hảo hảo bế quan, vì để cho hắn bế quan an toàn, Bạch Tiền Bối bố trí phi thường cẩn thận. Lúc này, duy nhất một lần phi kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm gỗ hóa thành một đạo cầu vòng kiếm, đem Tống Thư Hàng cùng bia đá quấn lấy. Sau đó, Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu toàn biến thành ánh sáng, lướt về phía trên không. Thiên đạo di thuế cầu ngốc ngốc đứng đấy, đã nhận lấy tất cả kiếm quang trảm kích. Hắn không thể ngăn cản duy nhất một lần phi kiếm độn quang. Ha ha ha, hóa thành quang về sau, Tống Thư Hàng phát ra cởi mở tiếng cười. An toàn. Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản chỉ muốn kích hoạt về sau, liền cửu u béo cầu đại lão đều không thể ngăn cản. Tống Thư Hàng cái kia trong lòng căng thẳng bẩn, rốt cục bình tĩnh lại. Bia đá đạo hữu cũng nhẹ nhàng thở ra. Tốt tại Bạch Thánh an bài cẩn thận, rốt cục lại tránh thoát một kiếp này. Duy nhất một lần phi kiếm biến thành cây gai ánh sáng mở không gian, bắt đầu độn hướng hiện thế. Tống Thư Hàng cảm ứng được mình và hạch tâm thế giới liên hệ, một lần nữa tiếp bên trên. Đây mới thực là an toàn. Hạch tâm thế giới không túng, liền đại biểu cho nguy cơ đã qua. Chỉ muốn hạch tâm thế giới có thể mở ra, Tống Thư Hàng thì có trăm ngàn loại không tái diễn tao thao tác. Có thể đổi có thể túng, tiến có thể công, lui có thể thủ. Ngay tại hắn suy nghĩ lóe lên lúc, đột nhiên, có kinh khủng lực hấp dẫn từ phía sau hiện lên. Đã phá vỡ thiên đạo ngục không gian kiếm quang, lại bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Tống Thư Hàng, liền duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản đều không thể tránh thoát cái này hấp lực. Tinh thần lực của hắn sau này quét qua, kết quả hắn cái này sợi tinh thần lực trực tiếp bị cường đại lực hấp dẫn ngăn chặn, bị thôn vệ không thấy. Tại sau lưng, thiên đạo di thuế cầu hóa thành một cái không cách nào bị quan trắc được lỗ đen, hiện tại, chỉ có thể mượn nhờ gián tiếp phương thức cảm ứng được sự tồn tại của nó. Lỗ đen phụ cận, vạn vật đều bị thôn vệ. Cát vàng, hòn đảo, hoàng tuyền độc thủy, thậm chí là quang. Liền duy nhất một lần phi kiếm biến thành quang cũng vô pháp tránh thoát cái này lỗ đen hấp xả, bị cưỡng ép kéo về. Theo kiếm quang bị kéo về, Tống Thư Hàng cảm ứng được bản thân hạch tâm thế giới đang tại dần dần chạm cùng mình mất đi kết nối. Mở ra hạch tâm thế giới, trốn vào. Thừa dịp hạch tâm thế giới còn không có túng, lúc này không trốn, chờ đến khi nào. Hạch tâm thế giới nhanh chóng mở ra. Nhưng là, Tống Thư Hàng lại không có thể đi vào trong đó. Thiên đạo di thuế cầu lực hấp dẫn bên trong, có được quấy nhiễu không gian, sụp đổ không gian lực lượng, mà lại cỗ lực hút này bên trong, ẩn chứa một tia không trọn vẹn thiên đạo lực lượng. Đây cũng là duy nhất một lần phi kiếm cũng bị ngăn chặn nguyên nhân. Thiên đạo lực lượng, vượt lên trên vạn vật, đây là quy tắc cấp bao trùm. Hạch tâm thế giới không cách nào đem Tống Thư Hàng cùng bia đá an toàn mang đi, không những như thế, hạch tâm thế giới bên trong còn có rất nhiều lóe sáng vật thể. Bị thiên đạo di thuế cầu biến thành lỗ đen hấp lực lôi kéo đi ra. Là linh thạch, lóe sáng vật thể, là từng dương linh thạch, còn có hạch tâm thế giới bên trong gieo trồng đá quý trái cây hột có được cùng linh thạch một dạng hình thái đá quý trái cây hột. Tống Thư Hàng há to mồm, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Đau lòng đến lắm điều không ra lời nói tới. Đây chính là hắn tiền trả nợ a, là muốn dùng để còn âm ảnh lãnh chúa tiền bối nợ linh thạch, là hắn chỉ có một điểm tiền. Nhưng lúc này, hắn lại không thể đem hạch tâm thế giới quan bế. Mệnh cùng tiền so ra, quả nhiên vẫn là tiền. Không đúng, quả nhiên vẫn là mệnh trọng yếu hơn một đâu đâu. Hạch tâm thế giới lối vào hiện tại nếu là đóng lại, chẳng khác nào đóng lại sinh mệnh chi môn. Mở ra, còn có như vậy một chút sinh tồn cơ hội. Sở dĩ, coi như nhìn lấy linh thạch không ngừng bị hấp xả đi ra, Tống Thư Hàng cũng tuyệt đối không thể đóng lại cửa vào. Hắn có thể làm chỉ có để hạch tâm tiểu trợ thủ nhanh lên chuyển di tài sản, đem còn không có bị cuốn ra bảo vật, linh thạch chuyển di, giảm xuống tổn thất. Linh thạch, tới tốt lắm, bia đá đạo hữu trong lòng vui vẻ. Độn quang bên trong hắn đột nhiên một quyển. Từ hạch tâm thế giới bên trong bị kéo ra linh thạch, toàn bộ bị hắn tiếp được, dung nhập bia thân. Tống Thư Hàng đau lòng muốn tuyệt, nhưng nội tâm vẫn là thoáng đạt được một chút an ủi. Linh thạch bị bia đá đạo hữu ăn. Dù sao cũng so bị thiên đạo di thuế cầu biến thành lỗ đen cắn nuốt mất rồi muốn tốt, phù sa không lưu ruộng người ngoài.
bia đá đạo hữu thôn vệ đại lượng linh thạch về sau, bia thân nội bộ, có tầng một đường vân sáng lên. Nó bia thân, lại còn chia trong ngoài hai tầng. Tầng bên trong, ẩn giấu đi chân chính huyền bí cùng thủ đoạn công kích, chỉ là cần đại lượng linh thạch đến kích hoạt. Hắn là thổ hào pháp khí, nói thật giống Tống Thư Hàng dạng này người, căn bản dùng không nổi hắn. Đại lượng linh thạch thiêu đốt. Chấn thần, bia đá đạo hữu trầm giọng nói. Tại hắn bên trong bia bên trong, có hai cái thái cổ văn tự sáng lên không phải viễn cổ ngôn ngữ, là càng cổ lão thái cổ văn tự. Sau đó, có một khối trắng noãn bia lớn hình bóng, từ bia đá đạo hữu thể nội thấu thể mà ra. Trắng noãn bia lớn phủ vừa hiện thời, còn cùng bia đá đạo hữu lớn nhỏ nhất trí. Bất quá rất nhanh, trên người nó có trắng noãn quang mang bốc cháy lên. Cái này trắng noãn quang mang như là hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt hắn bên người có thể thiêu đốt hết thảy vật chất. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một vòng chói mắt màu trắng đại nhật, lóa mắt vô cùng. Đại nhật bên trong, thái cổ phù văn chấn thần hai chữ, ẩn chứa vô cùng luân lực lượng, hướng phía thiên đạo di thuế cầu biến thành lỗ đen ép đi. Sau lưng, Tống Thư Hằng cảm giác trên người hấp xả chi lực bỗng chợt nhẹ. Nhưng là, còn thiếu một chút. Hấp lực lại giảm nhỏ một chút, là hắn có thể độn về hạch tâm thế giới. Tống Thư Hằng trong đầu, trong nháy mắt hiện rất nhiều thủ đoạn. Đầu tiên hắn thói quen đưa tay kỹ năng thánh nhân mang thai ngưng thị, đối thiên đạo di thuế cầu khẳng định không có hiệu quả. Phần thiên hỏa diễm đao cần xích tiêu kiếm tiền bối phối hợp, nhưng bây giờ xích tiêu kiếm tiền bối không ở bên người. Dưỡng đao thuật cần cận thân tay trượt, hắn hiện tại trốn còn đến không kịp, cận thân tay trượt chỉ là muốn chết. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí công kích, không ổn, đây là hắn bản mệnh pháp khí, nếu như bị hút vào lỗ đen, tổn thất to lớn. Nhân quả đao. Không được, tụ lực thời gian quá dài, hơn nữa còn muốn tìm vận may, nếu như không có đại lão nguyện ý viện trợ lời nói, nhân quả đao căn bản không phát huy ra hiệu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất, mà lại cũng có đối thiên đạo di thuế cầu tạo thành tổn thương uy lực, cứ nhiên chỉ có Tống Thư Hàng nhất không muốn sử dụng kỹ năng. Khắc kim, mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu. Là tiền, chờ đã, là mệnh. Kỳ thật nói thật, nếu như tại lục phẩm trước đó. Đối Tống Thư Hàng cá nhân mà nói, có thể là tiền quan trọng hơn. Không khác, đơn giản là, lục phẩm trước phục sinh pháp khí, khá là rẻ. Hắn cùng cái gì đều có thể bán đại lão rất quen, cùng cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử càng là hợp tác nhiều lần. Tại tiên tử nơi đó, mua phục sinh kim tệ lúc, số lượng nhiều còn có ưu đãi, mua 10 sẽ còn đưa 2. Lục phẩm cảnh giới trước, tiền so mệnh quan trọng hơn. Bất quá lục phẩm cảnh giới về sau. Phục sinh biến phiền phức. Phổ thông phục sinh pháp khí, không cách nào thỏa mãn lục phẩm tu sĩ cần. Lục phẩm chân quân muốn phục sinh lời nói, nhất định phải tại chư thiên vạn giới một chỗ bố trí phục sinh trận pháp, cũng đi qua nhỏ máu, tỏa hồn, khóa lại vân vân quá trình, mới có thể phục sinh. Cứ như vậy, phục sinh đại giới tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Mà Tống Thư Hàng hiện tại đã là thất phẩm tôn giả cấp phục sinh trận pháp giá cả, căn bản không phải Tống Thư Hàng có thể tiếp nhận. Khắc kim nhất kích thần kích, Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, run rẩy hướng về phía trước điểm tới. Hạch tâm tiểu trợ thủ tuân theo Tống Thư Hàng chỉ lệnh, đem vừa rồi rời đi còn thừa mấy dương linh thạch toàn bộ chuyển di đi ra, từ hạch tâm thế giới ném ra. Còn có Tống Thư Hàng tư nhân lặng lẽ nấp kỹ cuối cùng mấy khỏa toái linh thạch, cũng hạch tâm tiểu trợ thủ tìm kiếm đi ra. Đồng thời, còn có một nhóm mới từ hạch tâm thế giới linh thú, ma thú trên người hao hạ lông thú các loại giống như luyện khí bảo vật. Cũng bị một hơi ném ra ngoài. Một kích này về sau, Tống Thư Hàng trên người đem liền một khối toái linh thạch đều không có, triệt để trở lại trước giải phóng. Tất cả linh thạch cùng Tống Thư Hàng vừa góp nhặt lên chỉ có gia sản, toàn bộ đầu nhập vào khắc kim nhất kích bên trong, dung nhập hắn giữa ngón tay trùng sáng. Bởi vì lo lắng linh thạch cùng pháp bảo số liệu không đủ dẫn đến khắc kim nhất kích uy lực không đủ, Tống Thư Hàng còn đem bản thân tất cả linh lực, một hơi quán vào đến khắc kim nhất kích bên trong. Dùng để tăng cường hiến tế uy lực. Béo cầu đại lão, tiếp thu đi, đây là ta sau cùng gia sản. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Bên trên bia đá đạo hữu nghe được Tống Thư Hàng câu nói này lúc, trong lòng không hiểu nổi lên lòng chua xót cảm giác. Khắc kim nhất kích triển khai. Một cái đảo ngược thang hình dáng kiến trúc sau lưng hắn hiển hiện, này cũng đặt hình thang kiến trúc đỉnh, có một chương vương tọa, là tán tải vương tọa hư ảnh. Sau đó, Tống Thư Hàng tóc căn căn dựng thẳng. Phóng lên tận trời. Nguyên bản một đầu tóc ngắn trong nháy mắt sinh trưởng,
mỗi cái tóc dài bên trên đều nhiễm lên vàng óng chi sắc. Tán Tài Vương tọa lực lượng, phụ sau lưng Tống Thư Hàng, hóa thành một đối to lớn quang dực. Quang dực phía trên, có một con xinh đẹp con mắt hiển hiện. Cái này đối quang dực là một tòa cầu nối, hắn có thể làm cho con mắt này lực lượng, bắn ra tới. Quang dực lên con mắt chậm rãi mở ra, tiếp cận thiên đạo di thuế cầu đồng thời, Tống Thư Hàng cái chán thứ ba thần nhãn, cũng đồng bộ mở ra. Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn, nguồn gốc từ tại tam nhãn tiền bối. Mà cái này khắc kim nhất kích đồng dạng bắt nguồn từ tam nhãn tiền bối. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tống Thư Hàng cảm giác mình khắc kim nhất kích huy lực đạt được cường hóa, không nghĩ tới thứ ba thần nhãn còn có dạng này ẩn tàng hiệu quả. Ăn ta chắc lần này người nghèo khắc kim đi. Hoa! Giữa ngón tay quang mang, hung hăng đánh phía thiên đạo di thuế cầu biến thành lỗ đen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một chỉ này điểm ra lúc, thiên đạo ngục không gian tường kép bên trong, xa xa tất cả bảo vật phảng phất chịu đến hấp dẫn, những cái kia còn không có bị thiên đạo di thuế cầu hấp thu cát vàng, pháp khí tàn phiến, hoàng tuyền độc thủy, các loại loạn thất bát tao pháp vật, toàn bộ bị khắc kim nhất kích hấp dẫn tới, bị hiến tế, dung nhập vào Tống Thư Hàng giữa ngón tay. Đây cũng là cái chán thứ ba thần nhãn công hiệu. Là hắn chủ động đem chung quanh tất cả có thể hiến tế bảo vật kéo tới, tăng cường Tống Thư Hàng khắc kim nhất kích huy năng. Chấn thần trắng noãn bia đá đại nhật. Thần kích lóa mắt khắc kim nhất kích. Hai khoản phá sản xa hoa công kích, nặng nề đập nện thiên đạo di thuế cầu. Cái này hai đạo xa hoa công kích, tại hướng thế nhân trình bày tiền tài chính là lực lượng danh ngôn. Chỉ muốn bỏ được phung tệ, địch nhân liền sẽ bị kim tiền lực lượng bên dưới biến suy yếu. Tựa như hiện tại, thiên đạo di thuế cầu đối Tống Thư Hàng lực hấp dẫn, lại một lần nữa bị suy yếu. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng dành thời gian. Hắn cuốn lên bia đá đạo hữu, thả người nhảy lên. Không có túng hạch tâm thế giới, hôm nay phi thường ra sức, phối hợp đem Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu hút vào. Đồng thời, từ hạch tâm thế giới chỗ sâu, có mấy sợi tóc quyển ra, đem Tống Thư Hàng quấn lấy, dùng sức kéo một phát. Oanh! Sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nhưng tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với Tống Thư Hàng. Sau lưng, thiên đạo di thuế cầu sau cùng hấp xả lực, chỉ đem Tống Thư Hàng trên chân giày cuốn đi. Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu bình an xâm nhập hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới trong nháy mắt phong bế, không cho thiên đạo di thuế cầu xâm nhập cơ hội. A Tống Thư Hàng chân trần, đổ vào hoạt tuyền bên cạnh ao, sống, còn sống. Hắn vừa rồi đem linh lực toàn bộ quán vào đến khắc kim nhất kích bên trong, lúc này ở vào ép khô suy yếu trạng thái. Sở các chủ chậm rãi thu hồi nàng tóc dài, nhìn qua chật vật Tống Thư Hàng, hỏi, lần này đối chính là ai? Nếu không phải ta xuất thủ đem ngươi kéo về, ngươi nói không chừng muốn bị lôi kéo trở về. Có thể làm cho Tống Thư Hàng chật vật như vậy, thực lực đối phương không kém a. Thiên đạo di thuế cầu, Tống Thư Hàng yếu ớt nói. Sở các chủ, cái gì? Nghe được thiên đạo hai chữ, nàng cũng cảm giác tê cả da đầu. Theo Bạch Tiền Bối giới thiệu, đó là thiên đạo quyền hành bắt đầu biến mất thời điểm, tại sụp đổ thế giới bên trong hình thành thiên đạo tinh thần lực thi thể. Sở dĩ là thiên đạo di thuế. Dù sao là cái đáng sợ quái vật, Tống Thư Hàng nói. Sở các chủ, đối xong béo cầu đối thiên đạo cầu, Thư Hàng lại tiến bộ a. Kém chút cho là mình hôm nay muốn bia nát, bên trên bia đá đạo hữu yếu ớt nói, hắn cũng không có so Tống Thư Hàng tốt đi nơi nào, hắn một kích kia chấn thần đồng dạng thuộc về bộc phát kỹ năng, sau khi dùng xong hắn cảm giác mình thân bia bên trong giống như là bị móc giống một dạng. Thế nào, bia đá đạo hữu? Kích thích không? Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về bia đá đạo hữu, vui a nói. Bởi vì đi chân đất nguyên nhân, có thể nhìn thấy ngón chân của hắn dao động, run rẩy, đây là trong nháy mắt kích thích quá độ di chứng. Bia đá đạo hữu không muốn nói chuyện. Hắn bị Tống Thư Hàng từ thú tu giới Gô Thánh Sơn cấm địa đi ra lúc, trong lòng thì có giác ngộ, ngay lúc đó hắn đã mơ hồ cảm giác đến bá Tống là cái hố, hắn đối đại lão có thể sẽ vượt qua bản thân tưởng tượng. Nhưng kết quả là bia đá phát hiện mình còn đánh giá thấp bá Tống. Đối đại lão không phải dạng này đối đó a. Đối đại lão cũng phải theo cơ bản pháp tới tốt lắm sao. Hắn hiện tại biết Tống Thư Hàng là hàng lởm huyền thánh, chính thức mới thất phẩm tôn giả cảnh giới. Thất phẩm tôn giả lại chạy tới đối thiên đạo di thuế, người đối đại lão nước cũng quá sâu được không? Sở dĩ, hắn không muốn nói chuyện. Chỉ muốn hảo hảo lặng lặng. Hoạt tuyền thượng du.
Thông Nương dùng cái chén lấy một phần hoạt tuyền, đưa tới Tống Thư Hàng bên miệng. Tống Thư Hàng uống rất gấp, a thoải mái tạ ơn Thông Nương, cảm giác sống lại một dạng. Thông Nương sau lưng, cửu tu phượng hoàng đao bay ra, vây quanh Tống Thư Hàng thân mật xoay tròn. Lại có hoa sen hình chiếu sợi dễ hiển hiện, bọn chúng tựa hồ đang từ ngoại giới thu hồi. A, à, Tống Thư Hàng phát hiện, những thứ này sợi dễ, đang hấp thu năng lượng. Liên tục không ngừng cửu u tà năng bị hạch tâm thế giới sợi dễ rút ra, dung nhập vào hạch tâm thế giới. A, à, ở đâu ra cửu u tà năng? Tống Thư Hàng nhắm mắt cảm ứng, rất nhanh liền phát hiện hoa sen sợi dễ xuất hiện tại thú tu giới vị trí, lúc này hắn đang tại tham lam hấp thu phẩm chất cao cửu u tà năng. Cao như vậy tà năng phẩm chất, Tống Thư Hàng dùng chân chỉ đều có thể đoán ra, đây là cửu u béo cầu chúa tể còn sót lại tại thú tu giới thủ bút. Hắn tại thiên đạo ngục không gian tường kép bên trong đỗi thiên đạo di thuế cầu, hắn hạch tâm thế giới tại thú tu giới đỗi cửu u chúa tể cầu, bạch cầu hắc cầu hắn một hơi toàn đỗi đủ. Sở các chủ uể oải trả lời, là tiên tử, nàng hướng ngươi xin khai thông hạch tâm thế giới hoa sen sợi dễ hình chiếu công năng, đi thôn vệ một nhóm cửu u tà năng. Tính toán thời gian, hẳn là đúng lúc là nàng nơi đó cửu u tà năng, bắt đầu bị hấp thu tiến đến. Vọng thiên, công đức tiên tử vậy mà lại hướng ta xin. Tống Thư Hàng kinh ngạc mặt trời hôm nay là đánh phía Tây đi ra. Công đức xà mỹ nhân lại còn hiểu được đi chương trình. Cái này không phù hợp nàng nghịch ngợm xà thiết. Liền lời kịch đều cướp công đức xà mỹ nhân, lại còn sẽ lo lắng cảm thụ của hắn, chủ động hướng hắn đưa ra xin quá trình. Công đức xà mỹ nhân là Tống Thư Hàng công đức chi quang, cùng hắn là một thể đồng nguyên, sở dĩ Tống Thư Hàng đưa cho nàng hạch tâm thế giới một bộ phận quyền hạn. Đây là vì ngày nào tại nguy cơ thời điểm, công đức xà mỹ nhân có thể thay Tống Thư Hàng thao tác hạch tâm thế giới, tại tuyệt cảnh bên trong tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Nhưng bởi vì trước kia hạch tâm thế giới đẳng cấp tương đối thấp, công năng ít. Công đức xà mỹ nhân dù cho có bộ phận quyền hạn, rời đi Tống Thư Hàng khoảng cách nhất định về sau, nên cái gì cũng không làm được. Bây giờ, theo hạch tâm thế giới không ngừng tiến hóa, trong bất chi bất giác, công đức xà mỹ nhân đã có thể cùng Tống Thư Hàng tại dị địa đồng thời mở ra hạch tâm thế giới lối vào. Kể từ đó, liền như là trước kia Tống Thư Hàng cùng phân thân của hắn một dạng, có thể lợi dụng hạch tâm thế giới làm không gian trung chuyển, tiến hành đường dài không gian khiêu dược. Bất quá, ta tịch thu đến xin a. Tống Thư Hàng hồi ức một chút, mình tại thiên đạo phòng tối tường kép bên trong lúc, cũng không có thu đến công đức xà mỹ nhân xin. Bởi vì tiên tử xin không cách nào đưa ra đến người nơi đó đi, người lúc đó tín hiệu bị che đậy quấy nhiễu. Phần này xin cuối cùng rơi vào hạch tâm tiểu trợ thủ nơi này. Ở hạch tâm tiểu trợ thủ phối hợp xuống, tiên tử mới tại thú tu giới thành công mở ra một cái tiểu xuất khẩu, dẫn dắt đến hạch tâm sợi dễ hình chiếu tiến vào thú tu giới, cướp đoạt cửu u tà năng. Sở các chủ giải thích nói, nàng cây kia ngốc mau bây giờ đi qua luyện chế, tựa như là nàng một cái đặc thù phân thân. Cây kia ngốc mau bây giờ ngay tại Bạch Thánh Quân đỉnh đầu ghim, sở dĩ sở các chủ tổng là có thể được đến trực tiếp tình báo. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng đưa tay bên phải phương lăng không ấn xuống. Tiểu xảo hạch tâm tiểu trợ thủ triệu tập mà tới. Tống Thư Hàng đưa tay tại hắn đỉnh đầu sờ lên, khổ cực. Hạch tâm tiểu trợ thủ phối hợp cọ sát Tống Thư Hàng bàn tay. Đúng rồi, sở các chủ, bạch tiền bối chuẩn bị làm cái gì? Tống Thư Hàng uống hoạt tuyền suối nước về sau, khôi phục chút thể lực, lên tiếng hỏi. Bạch đạo hữu ngắn hạn mục tiêu, là đem thú tù giới cửu u tà năng thanh lý một lần, tranh thủ để ngươi hạch tâm thế giới tích lũy đủ năng lượng thăng cấp một lần. Ta đã đem người bình an từ thiên đạo phòng tối bên trong trốn tới sự, chuyển đạt cho hắn. Sở các chủ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng trong lòng ấm áp. Sau đó, hắn thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, cho bạch tiền bối phát đầu phụ lời, ta đi ra, bạch tiền bối. Bế quan bị đánh gãy. Bất quá, ta tham ăn rắn trò chơi vẫn còn tiếp tục, hấp thu thiên đế đạo quả tiến trình không có đình chỉ là đi vào hậu trường vận chuyển. Tiếp đó. Hắn cho bạch tiền bối cũng phát đầu phụ lời báo bình an. Bạch tiền bối rất mau trở lại phục, không có việc gì liền tốt, ta để tiên tử chuyển di hai thanh duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản cho ngươi, để phòng ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng, cho ta lại gửi hai thanh duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản, vừa phát sinh thiên đạo di thuế sự kiện, bạch tiền bối chắc chắn sẽ không lại đem hắn tàn nhẫn đưa vào thiên đạo phòng tối bên trong đi. Nhưng lúc này, bạch tiền bối lại cho hắn đưa hai thanh phi kiếm, để phòng ngoài ý muốn. Cái kia,
chẳng phải là đại biểu cho ta còn sẽ có ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng tâm thật hoảng. Đang khi nói chuyện, có hai thanh kiếm gỗ bọc lấy công đức kim quang, bị đưa vào hạch tâm thế giới, lại bị hạch tâm tiểu trợ thủ chuyển di tới, đưa tại Tống Thư Hàng trước mặt. Tống Thư Hàng sờ lấy hai thanh kiếm gỗ, nghĩ nghĩ về sau, đem bên trong một thanh thu nhập đến vòng tay càn khôn pháp khí bên trong đi. Ta bên này có chút bận bịu, nếu như muốn tới tìm ta, trước sớm liên hệ ta, ta phải xác định bốn phía an toàn về sau, ngươi lại tới. Mặt khác, có mấy chuyện, ta trước đó nhìn thấy trăng sáng bao lâu có cư sĩ tại Nhất Hào Quần bên trong mộng ép không chen lời vào, ngươi quên đem hắn kéo vào đến Cửu Châu Nhị Hào Quần. Ngươi bây giờ đã là thất phẩm tôn giả cảnh giới, chờ ta trước tiên ở thú tu giới hao xong cái này tầng một cửu u tà năng về sau, chúng ta lại lặng lẽ trở lại địa cầu đi, đem giao chỉ bí cảnh cho thu. Đến lúc đó, cũng trước tồn đến ngươi hạch tâm thế giới. Thô sơ giản lược tính toán một chút, chờ thu giao chỉ bí cảnh về sau, ngươi hạch tâm thế giới hẳn là có thể lại tiến hóa một lần. Mà lại, tại thu về giao chỉ bí cảnh thời điểm, nói không chừng chúng ta còn có thể thừa cơ đổi một đợt vô cực ma tông, nhất cử lưỡng tiện. Mặt trăng mở động phủ sự tình, chúng ta phải lần nữa suy tính một chút. Ngươi bây giờ đã là thất phẩm tôn giả cảnh giới, mặc dù thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng ở tu chân giới cũng coi là tiền bối cấp nhân vật. Sở dĩ thế tục giới sự tình, ngươi phải có sắp xếp. Miễn cho tương lai, thế tục sự tình trở thành ngươi liên lụy. Bạch tiền bối tỉ mỉ bàn giao rất nhiều chuyện. Hắn mỗi chuyện, đều là tách đi ra giảng thuật, mỗi lần đều là truyền tống một số năng lượng, lưu lại phụ lời. Đối với hiện tại thân thể bị ép khô Tống Thư Hàng mà nói, bạch tiền bối mỗi lần nhắn lại truyền tới những năng lượng kia, giống như trong hoang mạc cam lộ, đắc ý. Tốt, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng hồi phục. Sau đó hắn mở ra tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu, bắt đầu lục soát trăng sáng bao lâu có cư sĩ. Từ đầu tìm tới đuôi, lại từ đuôi tìm tới đầu. Ta nhớ được bản thân đã từng thêm qua cư sĩ A, vì sao lại tìm không thấy. Đợi đã, cảm giác lại hình như không thêm qua cư sĩ. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Nếu không, một lần nữa cho cư sĩ phát cái kim đan mã QA đi. Việc này phải đợi ra hạch tâm thế giới, trở về hiện thế sau lại nói. Mặt khác, liên quan tới giao chỉ tiên cảnh, đó là Trình Lâm tiên tử ổ. Trước kia không biết Trình Lâm tiên tử, coi như chuyển ổ cũng không có áp lực tâm lý. Nhưng bây giờ cùng Trình Lâm tiên tử thân quen, tại chuyển nàng ổ trước đó, muốn hay không trước cùng nàng sách một câu. Nghĩ nghĩ, Tống Thư Hàng lôi ra sổ đen liệt biểu bên trong Trình Lâm tiên tử, cho nàng phát đầu nhắn lại, có ở đây không? Trình Lâm tiên tử, qua mấy ngày ta chuẩn bị đem giao chỉ tiên cảnh chuyển nhập hạch tâm thế giới, cho cái phê chuẩn không? Nốt sổ đen Trình Lâm tiên tử máy đã đóng, kêu gọi chuyển di. Chuyển tiếp sổ đen tiểu ban ban. Trình Lâm tiên tử thao tác vẫn là như thế tao. Thiên đạo ngục tường kép bên trong. Thiên đạo di thuế cầu giải trừ lỗ đen trạng thái, nó một đầu hóa lỏng cánh tay bên trong, nắm lấy một đầu dày, lần nữa sa vào đến trạng thái yên lặng.